Sư phụ mời tôi ra tù, không ngờ lại vô địch rồi. Lý Trạch Vũ. Tập 5. Rồng sinh rồng, chuột sinh chuột, ông cũng không xem thử là hậu nhân của ai. Lý Viễn Sơn khế vuốt cằm, vẻ đắc ý trên mặt không hề che giấu. Diệp Trung Đường nhếch miệng, trong lòng có mùi vị không nói ra được. Lúc còn trẻ ông ấy không bằng Lý Viễn Sơn, đến già vẫn không thể so bì, có điều thứ duy nhất có thể thắng được đối phương chính là nhân số thịnh vượng của nhà họ Diệp ông ấy. Nhưng bây giờ xem ra những hậu nhân kia của mình cộng, lại cũng không bằng một người nhà người ta. Thua rồi, thua con mẹ nó triệt để, hừ hừ đợi đó. Trong lúc vô tình Diệp Trung Đường chú ý tới ánh mắt đầy nóng bỏng của cháu gái bên cạnh, nhìn theo ánh mắt cô ấy, ông ấy phát hiện cháu gái nhìn chăm chằm Lý Trạch Vũ không chớp mắt. Thân là người từng trải, Diệp Trung Đường nào có thể không nhìn ra ánh mắt nóng bỏng kia của cháu gái đại diện cho cái gì? Ha ha ha! Suy nghĩ chớp mắt thay đổi, Diệp Trung Đường nâng cánh tay thúc Lý Viễn Sơn, tôi cảm thấy hai ta đấu cả đời rồi, cũng chỉ nửa bước xuống lỗ cũng không phân ra ai thắng ai thua, tôi thấy đừng đấu nữa. Ông cũng không cảm thấy ngại mà nói không phân thẳng thua. Lý Viễn Sơn nghẹn họng nhìn chân chối nói, nếu như nói về da mặt dày, cái đó không cần so, tôi tự thấy không bằng. Diệp Trung Đường nghe mà mặt đỏ tới mang tai, cười khan nói, cái này không quan trọng, quan trọng là tôi cảm thấy đấu tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Nghe lời nói bóng gió của đối phương, Lý Viễn Sơn nheo. Mắt lại, sao vậy, chuẩn bị nhận thua. Khụ khụ, tôi không nói cái này. Diệp Trung Đường lắc đầu, lập tức cúi đầu thấp giọng nói bên tai Lý Viễn Sơn, ông cảm thấy cháu gái tôi thế nào? Hả? Lý Viễn Sơn và Diệp Trung Đường quen biết cả đời, một ánh mắt tùy tiện của người kia ông ấy cũng có thể đoán được có ý nghĩa gì. Ý ông là? Ha ha, không sai. Diệp Trung Đường nở nụ cười như hồ ly. Lý Viễn Sơn dựng một ngón tay cái lên, thấp giọng nói, lão già nhà ông tính toán ghê gớm đó, một cháu gái đã. Muốn bắt cóc cục cương nhà tôi rồi. Đừng nói khó nghe như vậy, ông cứ nói có đồng ý hay không. Diệp Trung Đường tức giận nói. Lý Viễn Sơn hiểu ý cười nói, cái này tôi phải suy nghĩ kỹ đã. Tôi nói ông đừng được lợi mà còn khoe mẽ. Diệp Trung Đường lập tức có hơi bất mãn. Có vô số nhà quyền quý muốn cưới cháu gái ông ấy, nhưng nhìn dáng vẻ này của Lý Viễn Sơn giống như là ông ấy mặt dày mày dạn muốn gả cháu gái đi vậy. Chuyện này khiến ông ấy rất khó chịu. Vô cùng khó chịu. Ông nói tôi được hời. Lẽ nào không phải? Ông nội, ông và ông nội Lý đang thầm thì gì đó. Bỗng nhiên Diệp Khinh Nhu lên tiếng ngắt lời hai lão ngoan đồng. Nói chuyện. Ông nội cháu muốn gả cháu cho Trạch Vũ nhà tụi ông, cô nhóc cháu cảm thấy thế nào? Ông nói nhanh như vậy làm gì? Diệp Trung Đường trừng mắt với Lý Viễn Sơn, thầm trách người kia lắm mồm. Ông nội. Đôi mè đẹp của Diệp Khinh Nhu nheo lại, cứ thế hỏi. Tại sao ông có thể như vậy? Nếu như không phải trời mờ tối thì có thể thấy rõ gương mặt vị nữ chiến thần này trong nháy mắt đã đỏ ửng. Lại nghĩ tới quan hệ xảy ra giữa Lý Trạch Vũ và cháu gái mình, cô ấy lập tức hận không thể tìm một khe hở từ trên mặt đất mà chui vào. Quá lúng túng. Có điều trong mơ hồ cô ấy lại nghĩ tới lời hứa của mình với Lý Trạch Vũ. Càng ngượng ngùng không thôi. Đúng lúc này, một máy bay vận tải quân dụng từ trên không trung bay tới gần. Cuối cùng đậu trên thao trường. Cửa cabin mở ra, các kiện hàng lần lượt từ trên cao thả xuống. Khoảng 200-300 cái. Thấy một màn này, Tô Cẩn Hoa không nhịn được hỏi Lý Trạch Vũ, đây đều là thứ gì? Còn có thể là gì? Vũ khí, dáng vẻ Lý Trạch Vũ đương nhiên đáp. Một lát sau, mấy vị vua lính đánh thuê dẫn người chuyển tất cả kiện. Hàng qua, sau khi mở ra bên trong đều là súng đạn cùng một màu. Tô Cẩn Hoa muốn biết Lý Trạch Vũ lấy được là vũ khí gì, thế nên tiến lên đánh giá một chút. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình. Những thứ này đều là vũ khí tân tiến nhất trên đời hiện nay, hơn nữa theo lão biết thì một số loại pháo, khung đạn chỉ có trong những quốc gia có vũ khí tiên tiến và phong cách đẹp nhất mới có. Những vũ khí này cậu lấy được từ đâu? Tô Cẩn Hoa hơi kích động hỏi. Ông muốn à, có thể tìm tôi mua. Người khác tìm tôi mua cũng không có ưu đãi. Nếu như Long chủ ông mở miệng, tôi có thể giảm 1% cho ông. Lý Trạch Vũ lập tức bắt đầu đóng vai tay buôn lậu súng ống đạn dược. 1%. Tôi cảm ơn cậu nhé. Khóe miệng Tô Cẩn Hoa hơi co rút mấy lần, nghiêm mặt nói, chắc hẳn cũng có cách lấy bản thiết kế những vũ khí này. Chỉ cần tiền đúng chỗ, trên thế giới này bản thiết kế bất cứ vũ khí nào tôi cũng có thể chuẩn bị cho ông.
Lý Trạch Vũ. Vỗ ngực bảo đảm. Cậu trước tiên chờ tí. Tô Cẩn Hoa để lại một câu nói rồi quay đầu đi về phía mấy người Lý Viễn Sơn. Ông Lý, xảy ra chuyện gì vậy? Thấy Tô Cẩn Hoa và Lý Trạch Vũ chỉ thầm thì trong chốc lát mà sắc mặt đã thay đổi xoành. Xoạch, trong lòng Lý Viễn Sơn hết sức tò mò hai người nói gì. Ông Lý, tôi muốn hỏi ngài một chuyện, mong ngài đừng giấu tôi. Trong lúc nói chuyện, Tô Cẩn Hoa lau mồ hôi lạnh. Lý Viễn Sơn thấy mặt mũi lão nghiêm túc thì không khỏi cẩn thận nói, ông hỏi đi, chỉ cần tôi biết thì tuyệt đối không giấu giếm. Diệp Trung Đường và Diệp Khinh Nhu cũng dựng lỗ tai lên, đều muốn biết Tô Cẩn Hoa sẽ hỏi gì. Thời gian 3 năm nay, Lý Trạch Vũ kia thật sự ngồi tù à? Tô Cẩn Hoa hỏi thẳng nghi ngờ trong lòng. Nghe nói lời này, Lý Viễn Sơn nghiêng đầu trừng mắt với Diệp Trung Đường. Diệp Trung Đường dường như có hơi chột dạ, vội vàng xoay đầu sang một bên vờ như không thấy. Dù sao lúc trước chính là ông ấy quyết tâm muốn kéo Lý Trạch Vũ từ trong tử ngục ra. Lý Viễn Sơn quay đầu nhìn về phía Tô Cẩn Hoa, càng khó hiểu mà hỏi ngược lại, thằng nhóc thối này ngồi tù 3 năm, vì sao Long chủ ông muốn hỏi cái này? Thật sự ngồi tù, Tô Cẩn Hoa vẫn hoài nghi. Vụ án phong lưu lúc trước vừa xảy ra, Diệp Trung Đường đã tự mình tới tìm lão muốn cứu Lý Trạch Vũ ra khỏi tử ngục, lúc ấy cũng là lão tự mình ký lệnh áp giải. Nhưng lão thật sự hoài nghi 3 năm qua Lý Trạch Vũ vốn. Không ngồi tù. Rất có thể nhà họ Lý đã lén giải cứu kẻ này ra từ sớm rồi. Tại sao một tội phạm đang được cải tạo lại có thể trâu bò? Như thế, nhà họ Tân, Tân Hạo Nhiên ngồi trên xe lăn, toàn thân nhìn vào màn đêm với vẻ phiền muộn không dứt. Hai chân của gã hoàn toàn bị phế, bác sĩ đã phán cả đời này gã không thể đứng lên được nữa. Anh Hạo Nhiên, anh đừng quá buồn, em sẽ ở bên anh cả đời này, không xa không rời. Một cô gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi xuất phía sau, giọng nói có sự dịu dàng khó tả. Tân Hạo Nhiên nắm lấy tay cô gái, cố tỏ vẻ cảm động, Hà Nhi, có thể quen biết em là may mắn lớn nhất của đời anh. Nghe vậy, trong lòng Ninh Hà ngọt như ăn mật, em cũng vậy. Trước hoa dưới trăng, lúc hai người đang như keo như sơn, một ông cụ gù lưng từ từ đi tới dưới ánh đèn. Tân Hạo Nhiên lập tức đẩy Ninh Hà ở bên cạnh ra, vẻ mặt đầy phấn khởi. Ngài Tư Đồ. Tư Đồ Tiếu, giữ vị trí cao thủ đệ nhất của nhà họ Tân, từ xưa đến nay luôn luôn bí ẩn, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trong trí nhớ của Tân Hạo Nhiên, số lần gặp đối phương từ nhỏ đến lớn có thể đếm trên đầu ngón tay, gã không khỏi ò mò tại sao đột nhiên đối phương lại xuất hiện. Xương cốt nát vụn nứt lìa, chắc hẳn y thuật bình thường không thể chữa khỏi. Tư Đồ Tiếu nhìn chằm chằm vào hai chân của Tân Hạo Nhiên, lắc đầu thở dài. Tân Hạo Nhiên đang suy nghĩ tỉ mỉ thì chú ý tới bốn chữ y thuật bình thường trong miệng của đối phương. Y thuật bình thường không thể chữa khỏi, vậy còn những y thuật không bình thường thì sao? Nghĩ tới đây, Tân Hạo Nhiên kích động tới mức muốn đứng dậy nhưng lại loạng choạng ngã xuống đất. Anh Hạo Nhiên, Ninh Hà muốn tới đỡ. Hà Nhi, em đừng động. Tân Hạo Nhiên từ chú ý tốt của đối phương, lấy tay ép hai chân của gã thành tư thế quỳ, cầu xin ngài Tư Đồ giúp tôi một tay. Chỉ cần ngài có thể giúp tôi chữa khỏi đôi chân, Hạo Nhiên sẽ ghi nhớ ân tình của tiên sinh cả đời này. Tư Đồ Tiếu không đáp ứng cũng không từ chối, chỉ nhàn nhạt nói, năm đó cậu chỉ mới 5 tuổi, lão phu đã nhìn ra tố. Chất của thân thể cậu chính là thiên tài trong thiên tài. Vốn dĩ lão phu muốn thu cậu làm đệ tử nhưng đáng tiếc là cậu lại bỏ võ theo văn, đi theo con đường chính trị. Bây giờ lão phu hỏi lại cậu một lần nữa. Cậu có sẵn lòng bái lão phu làm thầy không? Tư Đạo Tiếu cao ngạo, cậy thế sinh kiêu. Lần này, ông ta tin chắc người thanh niên trước mặt sẽ không từ chối ý tốt của ông ta nữa. Ngài Tư Đồ, ngài thật sự có thể chữa khỏi cho hai chân của tôi sao? Tân Hạo Nhiên quan tâm nhất đến vấn đề này. Tư Đồ Tiếu hời hợt nói, chỉ là xương cốt vỡ vụn mà thôi, trong tay lão phu có hắc ngọc đoạn tục cao, bảo đảm cậu có thể đứng dậy lần nữa trong vòng 3 tháng. Nghe được tin này, Tân Hạo Nhiên vô cùng kích động. Điều kiện tiên quyết là cậu phải trở thành đệ tử của lão phu. Tư Đồ Tiếu bổ sung thêm một câu. Chỉ trong phút chốc, Tân Hạo Nhiên lập tức xìu xuống như cả tím phơi xương. Ước mơ của gã là đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực, trở thành người thống trị vùng đất này nên gã không có chút hứng thú nào đối với luyện võ. Bởi vì trong me gã, dù võ lực của một người có mạnh đến đâu thì có thể ra sao chứ? Quyền lực mới là vương đạo. Khi thực lực của một người đạt đến một cảnh giới nhất định,
người đó cũng có thể trở thành kẻ thống trị một phương. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của gã, Tư Đồ Tiếu nhàn nhạt nói, giống như lão phu đây, lấy đầu của một thượng tướng trong hơn nghìn quân dễ như trở bàn tay, cậu hiểu ý của lão phu chứ? Tân Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn qua có vẻ cái hiểu cái. Tư Đồ Tiếu khẽ thở dài, nói, lão phu hỏi cậu, cậu có muốn báo thù không? Hai chữ báo thù như một mũi kim đâm thẳng vào trong cơ thể của Tân Hạo Nhiên. Gã hận Lý Trạch Vũ, hận không thể băm băm đối phương, cuối cùng ngũ mã phanh thây đến chết. Bởi vì tất cả những gì gã phải chịu đều do Lý Trạch Vũ ban tặng. Cho nên mấy ngày qua đến nằm mơ gã cũng muốn trả thùi. Nhưng khi nghĩ rằng ngay cả Giang Mộ Bạch cũng chết trong tay đối phương, gã đành bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. Chỉ cần cậu trở thành đệ tử của tôi, một ngày nào đó cậu sẽ trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ. Tư Đồ Tiếu khẳng định bảo đảm nói. Cao thủ đệ nhất thiên hạ. Trong mắt Tần Hạo Nhiên dần tỏa ra ánh sáng vàng, gã. Nuốt nước miếng hỏi, ngài có biết thực lực của Lý Trạch Vũ không? Sau này tôi thật sự có thể đánh bại cậu ta chứ? Gần đây danh tiếng của thằng nhóc kia như sấm vang bên tai của lão phu, không thể không thừa nhận rằng thiên phú võ đạo của thằng nhóc kia thật sự rất quái dị. Ngoài sự khâm phục, trên mặt Tư Đồ Tiếu còn lộ ra sự khinh thường, mặc dù lão phu chưa từng giao thủ qua với cậu ta nhưng lão phu có thể khẳng định thực lực của cậu ta cũng chỉ ở cảnh giới võ thánh, lão phu chỉ cần dùng một tay cũng có thể bóp chết cậu ta. Sư phụ ở trên, xin nhận ba lạy của Hạo Nhiên. Cộp, cộp, cộp. Tân Hạo Nhiên không chút do dự, dập đầu liên tiếp ba lần. Mặc dù không thích con đường võ đạo nhưng đây là cách duy nhất để gã có thể đứng dậy lần nữa, có cơ hội báo thù Lý Trạch Vũ. Cho dù không tình nguyện nhưng gã cũng không có cách nào từ chối. Tư Đồ Tiếu gật đầu hài lòng, nói, hãy đi tạm biệt với người nhà của con đi, tối nay hãy rời khỏi đây cùng vi sư. Anh Hạo Nhiên. Nghe thấy Tư Đồ Tiếu nói muốn dẫn Tân Hạo Nhiên rời đi, trong mắt Ninh Hà đầy vẻ không cam lòng. Trên mặt Hạo Nhiên đầy vẻ hờ hững, gã đẩy Ninh Hà ra. Trước đây gã là một người tàn phế, chỉ có thể đảm bảo. Địa vị của mình bằng đám cưới với Ninh Hà nên dù không thích đối phương thì cũng không phải giả vờ si mê. Nhưng hôm nay không còn giống nữa. Gã có thể đứng dậy lần nữa, thậm chí còn trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ. Ninh Hà trong mắt gã đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Sư phụ, chúng ta đi thôi, đồ nhi không còn chút ràng buộc nào nữa. Tần Hạo Nhiên bày tỏ thái độ chém đỉnh chặt sắt. Thấy màn này, Tư Đồ Tiếu nheo mắt. Ông ta không ngờ Hạo Nhiên lại có thể vô tình như vậy, ngay cả người nhà cũng không để trong lòng. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, người như vậy mới xứng đáng trở thành truyền nhân của Tư Đồ Tiếu. Thao trường ở ngoại ô phía đông. Hàng ngàn tên lính đánh thuê đã sẵn sàng xuất phát, họ theo lệnh của Lý Trạch Vũ lên máy bay vận tải đã được chuẩn bị một cách trật tự. Tô Cẩn Hoa cau mày hỏi, cậu chỉ định mang từng này. Người đi đối đầu với nước thần Tam thôi sao? Không phải là đối đầu. Là đi tàn sát họ, Lý Trạch Vũ thờ ơ nói. Dù nghe thế nào Tô Cẩn Hoa cũng cảm thấy lời này có chút không đáng tin cậy. Mặc dù lão nhìn ra được hàng ngàn tên lính này đều là tinh anh hạng nhất nhưng nước thần Tam sở hữu hàng trăm ngàn quân binh, chỉ xét về số lượng đã bị đối phương áp đảo hoàn toàn. Dù vũ khí có tân tiến hơn, lão cũng không coi trọng những người Lý Trạch Vũ đưa đi cùng này. Long chủ, nếu như ông đã lựa chọn tin tưởng tôi thì đừng nghĩ nhiều nữa. Trong vòng 12 giờ. Tôi đảm bảo ông có thể nhận được tin cầu hòa của nước thần Tam. Lý Trạch Vũ vỗ vai của Tô Cẩn Hoa, hoàn toàn không để ý tới thân phận long chủ của đối phương. Điều này không khỏi khiến Lý Viễn Sơn hơi xấu hổ. Diệp Trung Đường giơ ngón cái lên tỏ vẻ khâm phục. Nếu như không phải là thân phận không thích hợp thì ông ấy cũng muốn khen ngợi Lý Trạch Vũ một câu, thằng nhóc này, cậu thật lợi hại. Ông nội, cháu cũng muốn đi với họ y. Đột nhiên Diệp Khinh Nhu mở miệng. Sau đó không đợi Diệp Trung Đường đồng ý đã xông về phía Lý Trạch Vũ. Tôi cũng muốn tham gia chiến đấu. Cô tham gia chiến đấu cái rắm. Lý Trạch Vũ dứt khoát từ chối. Hẳn không muốn lúc trận chiến đẫm máu còn phải phân tâm chú ý đến sự an toàn của người phụ nữ này. Cậu không nên coi thường tôi rất mạnh đấy. Diệp Khinh Nhu giơ hai quả đấm. Lý Trạch Vũ liếc nhìn cô ấy, cười khinh thường. Bại tướng như cô, muốn khoe khoang thì mời đi tìm người khác. Khi đến giờ Tý, không khí ở quân khu Tây Cương trở nên vô cùng nặng nề. Bởi vì mới vừa rồi, đột nhiên nước thần Tam phát động tổng tiến công, hàng trăm ngàn quân địch tấn công quân khu của họ khắp bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng nhưng chỉ có một người mặt không đổi sắc.
Tần Chấn. Vị nguyên soái của quân đoàn Thiên Long này đang gõ ngón tay lên mặt bàn, không ai biết ông ta đang nghĩ gì. Nguyên soái Tần, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi chờ chết như vậy sao? Nếu như chúng ta không phản kích thì quân địch sẽ bao vây quân khu của chúng ta trong vòng chưa đầy 2 tiếng nữa. Nguyên soái Tần, mấy tên tướng lĩnh lần lượt mở miệng thuyết phục. Tuy nhiên có vẻ như Tần Chấn không nghe thấy, ông ta vẫn ngồi tự ngẫm nghĩ. Nguyên soái Tần, ngài không thể không quan tâm đến sống chết của tướng sĩ chúng ta được. Nếu như tuyến phòng ngự của chúng ta bị thất thủ ở đây, vậy thì hoàn toàn xong rồi. Các tướng lĩnh tiếp tục khuyên. Cuối cùng, Tần Chấn chậm rãi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, bổn soái tự có quyết sách, các người hoảng hốt cái gì? Thế nhưng, không có nhưng, đột nhiên ánh mắt của Tần Chấn trở nên tàn khốc, ông ta đảo mắt nhìn mọi người, nói, còn ai dám nghi ngờ quyết sách của bổn soái? Kết cục của Trương Binh Lễ chính là bài học của ông ta. Những lời này lập tức khiến mọi người ngoan ngoãn im miệng. Ngay cả mấy tướng lĩnh lòng đầy nhiệt huyết cũng không dám lên tiếng nữa. Dù sao bọn họ cũng không muốn như Trương Binh Lễ, chết như vậy vừa ấm ức vừa thảm thương. Báo, một tên lính xông vào. Tất cả mọi người soạt soạt nhìn sang, tim đều vọt lên tận cổ họng. Bởi vì họ đều sợ nghe được tin đại quân nước Thần Tam đã đột phá tuyến phòng ngự. Bẩm nguyên soái Tần, 23 chiếc máy bay vận tải C-17 sắp hạ cánh xuống địa bàn quân khu của chúng ta, xin ngài đưa ra chỉ thị. Tên binh sĩ cao giọng báo cáo. Nghe vậy, Tần Chấn đứng dậy vô cùng kích động, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười xảo quyệt. Tới rồi, cuối cùng quân đoàn Hổ Khiếu đã tới rồi. Là quân tiếp viện sao? La Đại Long hỏi. Các binh sĩ gật đầu, nói, trên máy bay vận tải có khắc ký hiệu của quân đoàn Hổ Khiếu. Hơn nữa bên Hoàng Thành cũng vừa truyền tin tới rằng những người đó chính là quân tiếp viện được gửi đến cho chúng ta. Ha ha ha! Tần Chấn cười to nói, đi, theo bổn soái tới nghênh đón quân tiếp viện. Lần này, ông ta càng chắc chắn rằng quân tiếp viện đến lần này chính là tướng sĩ của quân đoàn Hổ Khiếu. Mấy tên tướng lĩnh tôi nhìn anh nhìn tôi, đều cảm thấy có gì đó không thích hợp. Một chiếc máy bay vận tải C-17 bình thường chỉ có thể chở khoảng 800 người. 23 chiếc máy bay vận tải chở tối đa chưa đến 20.000 người. Tại sao quân tiếp viện chỉ có chút người này thôi? Có điều mọi người đều sợ chạm vào lông mày của Tần Chấn nên không có ý định lên tiếng. Còn Tần Chấn cảm thấy hầu hết mọi chuyện đang phát triển theo kế hoạch của mình, ông ta còn đang âm thầm vui vẻ cho nên nhất thời không suy nghĩ được nhiều như vậy. Mười mấy phút sau, từng chiếc máy bay vận tải đậu xuống sân bay thuộc khu vực quản lý của quân khu Tây Cương. Cạch, cạch, tất cả khoang máy bay lần lượt mở ra. Hử, chuyện gì vậy? Một đám tướng lĩnh do Tần Chấn cầm đầu đều sững sờ. Chỉ vì họ thấy bước ra khỏi máy bay vận tải không phải là quân đoàn Hổ Khiếu như dự liệu mà là những người nước ngoài với nhiều màu da khác nhau. Các người là ai? Một tên tướng lĩnh quát lên. Soạt soạt soạt. Hàng ngàn tên quân đoàn Thiên Long lập tức giơ vũ khí lên, sẵn sàng chiến đấu. Dừng tay. Ngay tại lúc này, Lý Trạch Vũ là người cuối cùng bước ra từ bên trong khoang máy bay. Tần Chấn nheo hai mắt lại. Dưới sự chăm chú của mọi cặp mắt, Lý Trạch Vũ thong thả đi tới trước mặt Tần Chấn. Nguyên soái Tần, ông có nhận ra tôi không? Lý Trạch Vũ. Tần Chấn cau mày cười lạnh. Sai. Lý Trạch Vũ quát lên, phản bác, ông nên gọi tôi là Đại Soái Lý. Lời này vừa nói ra, tất cả tướng lĩnh của quân đoàn Thiên Long đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Chấn cũng nở nụ cười không thèm để ý. Nhưng mười lắm phút sau, ông ta không thể cười được nữa. Chỉ thấy Lý Trạch Vũ lấy ra một tờ giấy chứng nhận từ trong ngực ra giơ lên trước mặt mọi người, trịnh trọng nói, tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là Lý Trạch Vũ, là chủ soái Tây Viện do chính Long chủ tự ra lệnh bổ nhiệm. Nhất thời trên mặt mọi người lộ vẻ không thể tin nổi. Họ hoàn toàn không ngờ Long chủ sẽ bổ nhiệm một người trẻ tuổi như vậy làm chủ soái. Hoang đường! La Đại Long tức giận bất bình nói, Long chủ đang làm gì vậy? Sao ông ấy lại bổ nhiệm một thằng nhóc như cậu làm chủ soái được chứ? Ông ấy bị điên rồi sao? Đoàng! A! À, đột nhiên có tiếng súng vang lên, sau đó mọi người nhìn thấy La Đại Long vừa mới còn kiêu ngạo hống hách đã ngã xuống đất. Còn Lý Trạch Vũ thổi phù một hơi vào khẩu súng trong tay, có vẻ như muốn nói cho mọi người biết, các người không nhìn lầm đâu, chính tôi là người nổ súng bắn chết ông ta. Đồ vô liêm sỉ. Vẻ mặt của Tần Chấn giận dữ. Két két két. Hàng ngàn tên quân đoàn Thiên Long lập tức phối hợp mở chốt an toàn súng trong tay.
két két két. Hàng ngàn tên lính đánh thuê sau lưng Lý Trạch Vũ cũng không ngồi yên chờ chết, lần lượt rút súng ra mặt đối mặt. Chỉ trong chốc lát, hiện trường lập tức tiến vào trạng thái dương cung bạt kiếm. Sao cậu dám công khai bắn chết phó soái của ta? Tần Chấn hùng hồn chất vấn. Ha ha. Lý Trạch Vũ bình tĩnh như thường nói, nghe nói Thượng tướng Trương Binh Lễ chỉ xin ông xuất chiến đã bị ông bắn chết, có chuyện này không? Trương Binh Lễ coi thường kỷ cương, không tuân theo mệnh lệnh của tôi nên ông ta đáng chết. Tần Chấn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp trả lại. Nói hay lắm. Bốp bốp bốp. Đột nhiên Lý Trạch Vũ vỗ tay. Tần Chấn ngẩn người, hoàn toàn không biết đối phương nghĩ gì. Nếu như Trương tướng đã không tuân theo quân lệnh thì ông ta đáng chết. Vừa rồi tên ngu ngốc kia dám nghi ngờ quyết sách của Long chủ, ông nói xem có phải ông ta càng đáng chết hơn. Không. Khí thể của Lý Trạch Vũ không hề giảm mà còn hỏi ngược lại. Nhất thời Tần Chấn không phản bác được. Tốt lắm, bỏ qua chuyện lúc nãy đi. Lý Trạch Vũ hời hợt chuyển sang chuyện khác. Sau đó lấy một tập văn kiện từ trên người ra và đưa tới trước mặt Tần Chấn, đây là thư bổ nhiệm mà Long chủ giao cho ông. Tần Chấn nhận lấy, cẩn thận xem xét trước mặt mọi người. Không thể nào. 15 phút sau, Tần Chấn ném thư bổ nhiệm xuống dưới đất, gào thét điên cuồng, Long chủ không thể làm như vậy được. Mẹ nó. Lý Trạch Vũ chửi măng, chĩa thẳng súng trong tay vào Tần Chấn, mẹ nó, có phải ông muốn tạo phản không? Tôi nói cho ông biết. Long chủ ban cho ông đây đại quyền sinh sát, ông có tin ông đây bằng một phát thì ông chỉ có thể uổng mạng không? Nếu như cậu dám bắn, ánh mắt của Tần Chấn u ám. Ông ta tuyệt đối không tin Lý Trạch Vũ dám nổ súng bắn ông ta. Nhưng đó chỉ là những gì ông ta nghĩ. Đoàng đoàng đoàng. Lý Trạch Vũ trực tiếp bóp cò, nổ liên tiếp 3 phát súng. Địt mẹ. May mà Tần Chấn phản ứng khá nhanh, dễ dàng tránh được 3 viên đạn. Điều này chứng tỏ thân thủ của người này rất lợi hại. Mọi người đều thấy đấy, chính ông ta muốn tôi nổ súng. Lý Trạch Vũ nhìn mọi người xung quanh, biểu cảm trông rất vô tội. Tần Chấn giơ cao bàn tay to lớn, trong lúc ông ta chuẩn bị ra lệnh. Ông có thể ra lệnh nhưng chỉ cần ông dám ra lệnh thì chứng tỏ ông, lão già này muốn tạo phản. Lý Trạch Vũ mở miệng trước, trực tiếp chụp cái mũ lớn lên đầu ông ta. Tay của Tần Chấn cứng đờ giữa không trung. Không biết nên thu tay hay tiếp tục vẫy tay ra lệnh. Ra lệnh, người ta sẽ nói ông ta muốn tạo phản. Còn không ra lệnh thì ông ta phải giao ra quyền kiểm soát quân khu Tây Cương. Mẹ nó chứ, tại sao có thể như vậy? Trên mặt Tần Chấn lộ vẻ khó coi như ăn phải phân chó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vốn tưởng mọi chuyện đang phát triển như mình đoán trước, kết quả lại bị Lý Trạch Vũ đánh cho trở tay không kịp. Sau khi do dự và cân nhắc lợi hại nhiều lần, Tần Chấn vô cùng miễn cưỡng mà giao lại quyền chỉ huy tác chiến của quân khu Tây Cương. Nhưng có một điều ông ta không ngờ tới là Lý Trạch Vũ không hề có ý định dùng binh lính của quân Thiên Long. Chẳng lẽ đại soái Lý muốn dẫn 10.000 người này đi đánh nước thần Tam ư? Một vị tướng lĩnh mặt đầy hoảng sợ hỏi. Lý Trạch Vũ gật đầu, hỏi ngược lại, có vấn đề gì không? Lời nói khiến mọi người bốn phía kinh ngạc. À thì. Các tướng lĩnh không biết nên nói gì cho phải. Nước thần Tam có 500.000-600.000 binh lực, nói quá lên, chỉ cần một người một ngụm nước bọt là có thể nhấn các người chết chìm. Được rồi, trong quân đội không được đùa giỡn. Bổn soái khâm phục lòng dũng cảm của đám trẻ tuổi các người. Tần Chấn cười nhiều đến mức sắp trẹo quai hàm. Lúc này, sự bất mãn đối với việc Lý Trạch Vũ tước đoạt quyền chỉ huy tác chiến trong nháy mắt biến mất. Bởi vì trong mắt ông ta, Lý Trạch Vũ chết chắc rồi. Mà có gì đáng để tranh cãi với một người chết chứ? Lý Trạch Vũ hừ lạnh châm chọc, đại soái tôi đây mới không giống đồ vô dụng nào đó, tay nắm quân trăm vạn đại quân mà ngay cả dũng khí chiến đấu trực diện cũng không có. Lời này vừa nói ra, nụ cười của Tần Chấn lập tức cứng lại. Người tinh tường đều có thể nhận ra Lý Trạch Vũ đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, kẻ vô dụng mà hắn nói tới chính là ông tai. Đừng hiểu lầm, Tân Nguyên soái, tôi không chỉ tên nói họ ai cả, đương nhiên. Lý Trạch Vũ cười ha hả, nếu ông nhất quyết muốn dò số ngồi vào chỗ, thì đại soái tôi đây cũng không có cách nào. Lý, Trạch, Vũ ý. Tần Chấn nói gần từng chữ một, trong mắt dường như bộc phát ra lửa giận. Báo cáo. Một binh lính trinh thám bước nhanh tới. Báo cáo Tần soái, nước thần Tam đã phái 150.000 quân tiến đến chính diện quân khu của chúng ta, nếu không mau phái quân tiếp viện, nhiều nhất là 10 phút.
Nữa bọn họ sẽ chọc thủng phòng ngự của chúng ta. Tin tức này khiến sắc mặt của tất cả các tướng lĩnh lập tức thay đổi. Đúng lúc mọi người đang lo lắng. Mọi người, đến lượt chúng ta lên sân khấu rồi. Ngay sau đó Lý Trạch Vũ nhìn về phía Tần Chấn, để đồ vô dụng nào đó biết mình rốt cuộc có phải phế vật hay không. Cậu! Tần Chấn hết lần này đến lần khác âm thầm nhắc nhở mình không được tức giận, cũng không cần so đo với người chết quá nhiều. Chúng ta đi nào! Lý Trạch Vũ vung tay lên, kéo quân của mình mênh mông cuồn cuộn mà rời đi. Đồ vô dụng! Đồ vô dụng! Đồ vô dụng! 9 vua lính đánh thuê và 12 chiến thần Tu La đều vô cùng ăn ý, mỗi người đi ngang qua Tần Chấn đều mở miệng mắng một câu. Mặc dù giọng phổ thông của họ quả thực rất khó nghe. Răng hàm của Tần Chấn đều nghiến đến sắp gãy. Thân là chủ soái của một quân khu, đây là lần đầu tiên có nhiều người mắng ông là đồ vô dụng như vậy. Nguyên soái Tân, đừng tức giận, đại soái Lý bọn họ không phải mang ngài đâu. Chắc là không phải, chắc vậy. Một số tướng lĩnh ngoài miệng nói lời an ủi Tần Chấn, nhưng thực ra lại đâm thêm vài nhát vào tim ông ta. Bọn họ đã sớm vô cùng bất mãn với những hành động của Tần Chấn. Nếu không phải cấp trên một bậc đè chết người thì bọn họ cũng muốn mắng Tần Chấn là đồ vô dụng. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ đầu tàu gương mẫu, dẫn hơn 10.000 người chạy bộ về phía lối vào cửa phòng tuyến. Mới đi tới cách đó vài dặm, bọn họ đã nghe thấy tiếng lửa đạn đỉnh tai nhức óc. Chia quân ba cánh, giỏi. Tuân theo mệnh lệnh của Lý Trạch Vũ, đội ngũ mấy vạn người vô cùng ăn ý mà chia thành đội hình ba cánh quân. Tốc độ hành quân của họ rất nhanh. Thời gian chưa đến một chén trà đã đến được cửa tuyến phòng thủ đang tràn ngập nguy cơ. Hơn 1.000 binh lính quân đoàn Thiên Long đã chết trận, chỉ còn hơn 500 người vẫn đang hăng hái tắm máu chiến đấu. Những người lính này thật đáng kính, đáng thương và cũng thật đáng buồn. Bọn họ dù có chết cũng không để kẻ địch đến gần nửa bước, luôn tin tưởng quân tiếp viện sẽ đến, nhưng lại không. Biết mình đã bị Tần Chấn bỏ rơi. Nói cách khác, nếu không có Lý Trạch Vũ tới, kết quả cuối cùng của 500 người này chắc chắn là cái chết. Sẽ không có bất ngờ nào xảy ra cả. Bùm bùm bùm. Thịch thịch thịch. Một cánh quân do Melus và Oni vừa lên đã dẫn đầu lao ra khỏi cửa tuyến phòng thủ, đối đầu trực diện với binh lính của nước thần Tam. Hỏa lực vô cùng dũng mãnh. Đội quân của nước thần Tam vốn dĩ đang khí thế mạnh mẽ bị đánh cho trở tay không kịp, muốn phản công cũng phải mất ít nhất vài phút để giảm sóc. Nhưng chỉ trong vài phút này, một cánh quân khác đã phân tán ra đột kích, trong nháy mắt đã xử lý hơn 2.000 quân địch. Sao bọn họ lại có vũ khí lợi hại như vậy? Không lẽ quân tiếp viện của bọn họ đến rồi? Mày hỏi tao, mẹ nó tao hỏi ai đây? Vài tên lính nước thần Tam suy đoán với nhau. Báo cáo. Đột nhiên xuất hiện quân địch, số lượng ước chừng 200.000 người, nhưng không phải binh lính của quân Thiên Long. Có binh lính tới báo cáo. Tướng lĩnh cầm đầu lập tức sửng sốt một chút. Sau đó gấp không chờ nổi mà hỏi lại, có phải là binh lính của quân đoàn hổ khiếu nước hạ không? Không, không phải. Người lính run rẩy trả lời, những người đó không giống như là binh lính của nước hại. Không phải là binh lính của nước hạ. Những lời này khiến các tướng lĩnh có mặt bối rối, nghĩ trăm lần cũng không ra. Những người đó có màu da khác nhau, tổ tình báo của chúng ta đã nhận ra danh tính của một số người trong số đó. Người lính do dự một lúc rồi nói tiếp. Bọn họ hình như là lính đánh thuê, hơn nữa bọn họ đều thuộc đoàn lính đánh thuê hạng nhất thế giới. Đây là chuyện gì vậy? Nước hạ mời đoàn lính đánh thuê đâu ra đây? Vị tướng lĩnh cầm đầu có vẻ bối rối. Tướng quân cha trai, tôi nghĩ ngài nên liên lạc với đối phương bên kia một chút. Một vị tướng lĩnh khác nhắc nhở. Cha trai lập tức hiểu ra, sau đó tự mình đi vào một chiếc lầu ở giữa doanh trại, nhấc điện thoại cố định bấm một dãy số. Tướng quân cha trêu. Giọng nói của Tần Chấn vang lên ở đầu bên kia điện thoại. Cha trai không hàn huyên với đối phương mà trực tiếp hỏi thẳng, nước hạ các người mời đoàn lính đánh thuê đâu ra vậy, còn nữa? Sao trong tay các người lại có vũ khí tối tân như vậy? Tình hình cụ thể thì tôi vẫn đang điều tra, nhưng tướng quân cha trai không cần phải lo lắng. Tần Chấn trầm ngâm nói, lần này quân tiếp viện chỉ có khoảng 10.000 người, với binh lực của các người, có thể tiêu diệt bọn chúng mà không tốn chút sức lực nào. Chỉ có 10.000 người thôi ư, sao tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng? Cha trai cao mày nói, cấp dưới của tôi vừa tới báo cáo, ước tính có ít nhất 200.000 đại quân. Không thể nào, Tần Chấn gần như buột miệng phủ nhận, tôi chính mắt nhìn thấy chỉ có khoảng 10.000 người. 200.000 người đó đâu ra?
thông tin mà cấp dưới của ông tìm hiểu được sai lầm rồi. Hy vọng ông không nói dối tôi. Sau khi cảnh cáo một câu, cha trai chủ động cúp điện thoại rồi bước ra khỏi lều, từ xa theo dõi trận chiến. Người đâu? Có. Tôi hỏi lại một lần nữa, đối phương thật sự có 200.000 quân tiếp viện. Cha trai hỏi lại. Thưa tướng quân, tin tức của tổ tình báo chắc chắn là chính xác, trong trận địa của đối phương đột nhiên nhiều thêm mấy chục nghìn ánh lửa đạn, ước tính bảo thủ là 200.000 người, thậm chí khả năng còn nhiều hơn. Người lính kiên quyết trả lời. Cha trai lập tức cau mày. Ông ta tin chắc rằng thông tin tình báo của cấp dưới mình không sai, nhưng con cáo giả Tân Trấn đó lại không có lý do gì mà lừa dối ông ta. Vậy rốt cuộc vấn đề ở đây là gì? Tướng quân, tướng quân. Một vị tướng lĩnh hoang mang hoảng loạn chạy tới. Cha trai không hài lòng liếc đối phương rồi nói, Haru, anh đang làm cái quái gì vậy? Anh định dọa mọi người chết khiếp à? Tướng quân, xảy ra chuyện không hay rồi, lão khốn Tần Trấn đó lừa chúng ta. Tần Trấn bí mật hợp tác với nước thần Tam mưu đồ lên kế hoạch với hai mỏ dầu ở Tây Cương. Chỉ cần nước thần Tam giết chết binh lính chủ lực của quân đoàn Hổ Khiếu, đến lúc đó Tân Trấn sẽ chủ động nhắc tới đàm phán hòa bình và trao hai mỏ dầu ở Tây Cương cho bọn họ. Nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện một thế lực binh lính kỳ lạ như vậy, cha trai đột nhiên cảm thấy có thể mình đã bị trúng kế. Thêm việc một vị tâm phúc nói, lão khốn Tân Trấn đó chắc chắn đã lừa chúng ta, khiến cha trai càng tin tưởng hơn. Dù sao rõ ràng có một đội quân 200.000 người, mà ông ta lại nói với mình chỉ có khoảng 10.000 người. Ông đây ngốc như vậy à? Truyền lệnh xuống, toàn quân rút lui, tạm thời ngưng chiến. Cha trai lập tức ban hành mệnh lệnh cao cấp nhất. Rõ. Haru gật đầu đáp lại. Cha trai có vẻ hơi mệt mỏi nên ra lệnh tiếp. Haru, chuyện giải quyết hậu quả giao cho anh, bản nguyên soái về nghỉ ngơi trước. Tướng quân, xin đừng lo lắng, mọi việc đều có tôi lo. Haru chào quân lễ theo đúng tiêu chuẩn. Cha trai hài lòng gật đầu rồi quay người ngồi lên một chiếc xe Việt giã quân dụng. Được mấy trăm binh lính hộ tống rời khỏi chiến khu. Haru nhìn theo bóng lưng của đối phương, miệng lẩm bẩm, mẹ kiếp, sao tên ngốc đó leo được lên chức chủ tướng ba quân này vậy chứ? May mắn xung quanh không có người, nếu không đã nghe thấy anh ta nói chuyện rõ ràng là bằng tiếng nước hạ chính gốc. Một lúc sau, Haru tiến vào sở chỉ huy tác chiến, lập tức nắm quyền chỉ huy, truyền lệnh của tướng quân cha trai xuống, đoàn lục quân số 1 tiến về phía bắc, đoàn lục quân số 2 tiến về phía tây. Chờ đợi cơ hội cùng nhau phát động tổng tiến công. Tướng quân Haru, hiện giờ hỏa lực của chúng ta bị quân địch áp chế rất mãnh liệt, bây giờ rõ ràng không thích hợp để chúng ta chia binh lực giai. Một vị tướng can ngăn. Bốp! Haru tát vào mặt tướng quân đó, tức giận nói, mẹ kiếp, ông dám làm trái quyết định của tướng quân cha trai à? Người đâu, kéo ông ta ra bắn chết đi. A! À, hành động này khiến vị tướng lĩnh đó sợ đến mất hồn mất vía. Bản thân chỉ đưa ra ý kiến thôi mà, không tuân theo quyết định của tướng quân khi nào. Bắn chết. Tướng quân Haru, tôi e rằng như vậy không thích hợp lắm. Lại một vị tướng lĩnh khác đứng ra xin tha giúp. Haru càng thêm bất mãn, lạnh giọng quát, quân lệnh như núi. Nếu có kẻ nào dám thay ông ta xin tha lần nữa, ông đây cho bắn chết chung luôn. Bấy giờ không còn ai dám lên tiếng nữa. Tướng quân Haru, tha mạng. Hãy tha mạng cho tôi. Đoàng. Tiếng súng vang lên, câu xin tha cũng đột nhiên im bặt. Tất cả các tướng lĩnh có mặt đều nơm nớp lo sợ. Các người thất thần làm gì, còn không mau làm theo lệnh của tướng quân cha trai đi, hay là các người cũng muốn ăn đậu phông? Haru gân cổ hét to. À, vâng, vâng, lập tức có người đi truyền lệnh. Lúc này Haru mới hài lòng gật đầu, sau đó ra lệnh tiếp, các người ở lại đây canh chừng cho tốt. Bản tướng quân đi ăn khuya, lát nữa sẽ quay lại. Sau đó, anh ta rời khỏi sở chỉ huy. Anh ta vừa rời đi, mấy vị tướng lĩnh lập tức vây lại một chỗ. Các người có thấy tối nay tướng quân Haru có chút khác thường không? Đâu chỉ không bình thường, mà còn giống như một người hoàn toàn khác. Ai, dù thế nào đi nữa chúng ta chỉ cần nghe lời là được, ngàn lần đừng để bị bắn chết như nhị tướng quân. Mấy người tụ tập lại châu đầu ghé tai thì thầm. Ở đầu bên kia, Haru vừa rời sở chỉ huy vội rẽ trái rẽ phải, thừa dịp không ai chú ý thì leo lên một chiếc xe Việt giã quân dụng. Rừm rừm. Haru một tay khởi động xe, tay kia xé bỏ lớp mặt nạ ra người trên mặt xuống. Hiển nhiên, Haru này đã bị người ta giả mạo.
và người giả mạo này còn có thể là ai khác ngoài Lý Đại Đương gia. Cùng lúc đó, mấy trăm ngàn quân của nước Thần Tam bắt đầu rút lui khỏi giao tranh, dần dần chia thành hai đội lớn đồng thời. Hướng về phía Bắc và phía Tây. Mà đám lính đánh thuê đang giao tranh với bọn họ cũng không truy đuổi theo. Hai bên dường như vô cùng ăn ý lạ thường. Hơn 10 phút sau, bùm bùm bùm, bùm bùm bùm, tình thế vừa mới bình tĩnh lại một lần nữa bị phá vỡ bởi tiếng lửa đạn. À, ngay sau đó là vô số tiếng rên rỉ vang lên. Sở chỉ huy nước Thần Tam nhận được tin tức. Binh lính của họ tuân theo mệnh lệnh tiến về hướng Bắc và hướng Tây, nhưng mới vừa tiến vào chiến tuyến chính không bao lâu đã gặp mai phục. Trên mặt đất đã chôn sẵn vô số bom hẹn giờ, ngắn ngủi chỉ trong vòng nửa phút bọn họ đã chết ít nhất 100.000 người. Tin tức này lập tức khiến tất cả các tướng lĩnh khiếp sợ giật mình. Rốt cuộc, 100.000 người chết chứ không phải 10 người. Làm sao bọn họ có thể gánh nổi hậu quả này chứ? Đều là lỗi của tướng quân Haru, là anh ta hạ lệnh. Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của tên ngu xuẩn đó. Giờ chúng ta phải lập tức báo cáo cho tướng quân cha trai ngay. Nhưng mà đúng lúc đó Haru đã quay trở lại, các người nhao nhao tranh cãi gì vậy? Haru vừa bước vào đã nghe thấy có người mắng mình ngu xuẩn nên sắc mặt anh ta rất khó coi. Còn dám hỏi vì sao chúng ta cãi nhau à? Cứ chờ chết đi. Một vị tướng từng bị Haru mắng cho một bài trước đó tỏ ra hả hê khi người gặp họa. Haru lúc đầu tức giận, sau đó lộ vẻ tò mò, các người điên rồi à? Sao bổn tướng quân phải chờ chết chứ? Vừa rồi là anh ra lệnh. Một vị tướng lĩnh ngay lập tức kể lại những gì Haru đã ra lệnh. Haru bối rối như lọt vào sương mù, anh ta vừa mới bị Tiêu Chảy ngồi xổm trong nhà vệ sinh gần một tiếng, ngồi đến mức. Hai chân sắp tê dại thì ra lệnh khi nào được. Chắc chắn mấy kẻ khốn nạn này gây chuyện rồi muốn gán tội danh này lên đầu mình. Đoàng đoàng đoàng. Ông đây sẽ giết chết bọn chó ngu ngốc các ngươi. Haru rút súng trên người mình ra, bắt đầu bắn loạn xạ. Người đâu tới đây, Haru điên rồi, mau bắt anh ta lại đi. Haru, chờ chết đi. Bộ chỉ huy ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ vừa hát ngâm nga vừa đi về khu vực của mình. Đại đương gia đúng là khôn ngoan, dễ như trở bàn tay đã giết chết hơn mấy trăm ngàn binh lính của đối phương. Không hổ là đại đương gia, chúng ta thật sự rất khâm phục ngài. Trên đời này ai dám đối nghịch với đại đương gia, chẳng bằng mua một miếng đậu phụ đâm đầu chết cho rồi. 9 vua lính đánh thuê và 12 chiến thần Tu La bắt đầu nịnh nọt tâng bốc. Mà đám lính đánh thuê xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều sốc đến ngây người ra. Phải biết rằng những vị lãnh đạo này đều là nhân vật lớn nổi tiếng thế giới, vậy mà giờ bọn họ lại đang nịnh nọt tâng bốc một chàng trai trẻ. Điều này thật con mẹ nó phản khoa học mài. Ở đầu bên kia, quân khu Tân Cương. Tần Chấn đang uống trà, có vẻ không hề buồn ngủ chút nào. Ông ta đang chờ đợi tin tốt rằng đám người Lý Trạch Vũ sẽ bị diệt toàn quân. Nhưng chờ mãi, đã chờ đến mất cả kiên nhẫn. Sốt cuộc, báo cáo. Một binh sĩ xông vào báo cáo, nguyên soái Tần, tin tốt, tin tốt. Nói mau, có tin gì tốt, có phải là đại quân tiếp viện phía Tây đã bị tiêu diệt không? Tần Chấn kích động đứng dậy, người lính choáng váng. Nếu đại quân tiếp viện phía Tây bị tiêu diệt, đó mà được coi là tin tốt à? Tần Chấn hình như cũng nhận ra mình đã nói sai, sau khi ho khan vài tiếng, đổi chủ đề nói, ý của bổn nguyên soái là, đại quân tiếp viện phía Tây có đánh lui được quân đội nước Thần Tam không? Không. Người lính thành thật trả lời. Nghe vậy, Tần Chấn ra vẻ như đã đoán trước được, bình tĩnh nói, vậy cậu nói xem, rốt cục là tin tức tốt gì? Rõ. Người lính lập tức báo cáo, chưa đầy nửa giờ sau khi đại quân tiếp viện phương Tây xuất kích, đã lật ngược tình thế ngăn cơn xong giữ bảo vệ được phòng tuyến cuối cùng. 2 giờ sau đó đã tiêu diệt hơn 120.000 người, quân địch tháo chạy trối chết. Cậu nói gì? Tần Chấn há miệng, ngây ra như phỗng. Tướng quân, tôi đến để cho ngài sủng hạnh. Một người phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi ôm lấy cha trai khôi ngô từ phía sau. Cút! Cha trai xoay người lại, vẻ mặt âm u có hơi dọa người. Người phụ nữ hoảng sợ, ngượng ngùng nói, tướng quân, là tôi làm gì sai sao? Bây giờ ông đây không rảnh chơi với cô, cút đi. Cha trai lớn tiếng quát. Người phụ nữ sợ hãi, vội vàng khoác áo khoác, chạy ra khỏi doanh trướng, sợ muộn một giây sẽ chết dưới họng súng của cha trai. Ở bên ngoài doanh trướng còn có 2 phụ nữ đang muốn tiến vào doanh trướng,
nhìn thấy người phụ nữ sợ hãi chạy ra thì vô cùng mờ mịt. Sao cô lại đi ra? Không phải tướng quân nói muốn sủng hạnh ba chúng ta sao? Có một người phụ nữ hỏi, người phụ nữ kia lắc đầu, thấp giọng nói, có lẽ phương diện đó của tướng quân không được, thẹn quá hóa giận đuổi tôi ra ngoài, chúng ta nên nhanh chóng rời đi. Hai chị em kia nghe cô ta nói vậy thì cũng nhanh chóng rời đi. Trong doanh trướng, sở dĩ cha trai phẫn nộ như vậy không phải vì cơ thể không được, mà là bởi vì mới nhận được tin tức bên dưới tuyển đến. 12 vạn quân đã chết, còn có vài tên tâm phúc nội chiến với nhau. Chiến tranh chắc chắn sẽ có thương vong, điều này có thể hiểu được. Thế nhưng, con mẹ nó đã chết hơn 10 vạn lính, nhưng lại không thể đả thương được mười mấy người của đối phương. Một khi tin tức này truyền về thủ đô, người khác đều biết cha trai hắn là phế vật, thậm chí còn không bằng phế vật. Bẩm tướng quân, đoàn người của Haru tướng quân tới rồi. Một gã binh lính tiến vào bẩm báo, bảo bọn họ lăn tới đây. Cha trai tức giận hét. Một lát sau, Haru dẫn đầu một đám binh lính đi vào như đi trên miếng băng bỏng, trong đó còn có mấy người bị thương. Không cần đoán, tám phần là bị thương bởi vì nội chiến. Đám phế vật bọn mày, ông nuôi bọn mày có ích lợi gì? Dầm. Cha trai cầm bình rượu trên bàn, hung dữ ném qua. Một gã tướng thấy bình rượu bay đến, vội vàng tránh được. Cái gì? Cha trai thấy cảnh đó, gã càng tức giận hơn, lại ném một bình rượu qua. Con mẹ nó còn dám trốn. Dầm. A. À. Gã tướng kia nằm dưới đất liên tục kêu rên. Những người khác thấy vậy thì đều hoảng sợ, sợ tiếp theo đến lượt bản thân gặp họa. Cha trai liếc mấy người xung quanh, ông ta nói, nếu hôm nay mấy người không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, có tin ông đây lột ra mấy người không? Tướng quân, tất cả đều do Haru, tôi nghi ngờ tên khốn này chính là đồ phản bội. Một gã tướng chỉ vào Haru, lúc này gã nói ra những chuyện đã xảy ra. Tướng quân, tên khốn đó vụ oan cho tôi. Haru lập tức kể lại chuyện mình gặp phải. Cha trai có thể lên làm chủ tướng của ba quân. Thỉnh thoảng chỉ số thông minh của ông ta ngoại tuyến, nhưng hầu hết thời gian vẫn bình thường. Ông ta nghe vài tên cấp dưới mỗi người nói một câu, hiểu được sơ lược tại sao chuyện lại thế này. Haru, anh có nhớ lời dặn dò của tôi trước đó không? Cái gì? Haru giật mình, ông ta khó hiểu nói, tướng quân, người dặn dò tôi khi nào? Cha trai nhìn biểu cảm của mấy tên thuộc hạ cũng không giống giả vờ, ông ta bỗng ý thức được cái gì đó. Mẹ nó! Có địch trà trộn vào giả mạo Harun tướng quân, người nói có người giả mạo tôi. Haru cũng phản ứng ra. Cha trai vỗ mạnh vào đùi, ông ta nói, lẽ ra ông đây phải nghĩ ra từ trước. Tướng quân anh minh hồ Haru lập tức thả giám cầu vồng. Tướng quân anh minh. Mấy người khác cũng nhanh chóng làm theo. Lúc này tâm trạng của cha trai mới tốt hơn, ông ta thầm nghĩ, tôi thông minh như vậy, tôi không làm chủ tướng thì ai làm. Tướng quân, đối phương có thể lẻn vào bên trong chúng a. Chứng tỏ người đó vô cùng hiểu biết chúng ta. Một tên tướng đăm chiêu nhắc nhở. Cha trai nghe vậy thì nhíu mày. Người hiểu rõ nội bộ của bọn họ cũng chỉ có mấy tâm phúc trước mặt, ngoài bọn họ thì cũng chỉ có người cùng hợp tác kia. Tần Chấn thì ra là Tần Chấn, vậy mà ông dám đâm ông đây một đao. Hừ, truyền lệnh xuống sướng, lập tức triệu tập tất cả ngựa, chúng ta đến quân khu Tây Cương. Cha trai ra quyết định. Tướng quân, bây giờ đã gần sáng. Các tướng sĩ và ngựa đều mệt mỏi, hay là nghỉ ngơi rồi phát động tấn công sau. Ông biết cái gì? Cha trai bất mãn phản bác, ông cho rằng chỉ có tướng sĩ của chúng ta mệt mỏi sao? Tướng sĩ nước hạ làm bằng sắt, bây giờ chúng ta tấn công bất ngờ, chắc chắn bọn họ sẽ trở tay không kịp. Tướng quân anh minh! Tướng quân anh minh! Lại là những lời a dua nịnh hót. Cha trai bỗng rất đắc ý. Mặc dù chuyện hơn 10 vạn quân chết rất nghiêm trọng. Nhưng nếu có thể thuận lợi chiếm được hai mỏ dầu ở Tây Cương, như vậy đã đủ để chuộc tội. Tướng quân, xảy ra việc lớn. Một binh lính vội vã vọt vào. Con mẹ nó lại xảy ra chuyện lớn gì? Bây giờ cha trai chỉ cần nghe thấy hai chữ, chuyện lớn, tâm trạng của ông ta cực kỳ tệ. Quân của nước hạ đánh tới. Binh lính gần như bật thốt ra. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây nghe vậy thì biến sắc. Cha trai hỏi, có bao nhiêu địch đến đây? Bẩm tướng quân, hình như chỉ có, một vạn người, mới một vạn. Cha trai mở to mắt, trên mặt xuất hiện sự khó tin, sau đó ông ta lại vô cùng giận dữ. Một vạn quân mà dám tấn công đại bản doanh hơn 40 vạn binh lực của ông đây.
Con mẹ nó, đối phương đây là hoàn toàn không để ông ta vào mắt. Ầm ầm, một tiếng nổ, đất rung núi chuyển. Mẹ kiếp! Mấy người cha trai không đứng vững, té ngã hết xuống đất. Xảy ra chuyện gì vậy? Động đất? Không, không phải, là tên lửa của quân địch. Cha trai đứng vững lại, ông ta cho binh lính một bạt tai, con mẹ nó, mày trêu tao sao? Đại bản doanh có hệ thống ngăn chặn tên lửa, mày nói xem tại sao tên lửa có thể tấn công vào được. Tướng quân, tên lửa vừa rồi là tên lửa F-19 thế hệ 2, hệ thống của chúng ta hoàn toàn không ngăn chặn được. Binh lính khóc không ra nước mắt, hắn giải thích. Tất cả tướng lĩnh dưới trướng cha trai nghe vậy đều toát mồ hôi này. Tên lửa F-19 thế hệ 2 là tên lửa theo dõi tiên tiến nhất trên thế giới, với hệ thống phòng ngự của họ trước mắt hoàn toàn không chặn được. Sao nước Hạ lại có vũ khí tiên tiến như vậy? Người Haru đã tê dần. Bốp! Cha trai lại cho Haru một cái tát, ông ta nói, bây giờ không phải lúc nghĩ đến vấn đề này, nên nghĩ nên làm gì bây giờ? Tướng quân, hay là chúng ta hãy đầu hàng? Cái gì, đầu hàng? Hô hấp của cha trai trở nên dồn dập, ông ta cao giọng nói, cha trai tôi chiến đấu cả đời, chỉ có thể chết trên chiến trường, chứ tuyệt đối không đầu hàng địch. Tướng quân, ngài không suy nghĩ cho bản thân, thì cũng phải suy nghĩ cho binh lính, người nhà bọn họ còn đang chờ bọn họ trở về ăn Tết đó. Ý, xin tướng quân hãy suy nghĩ. Mọi người bắt đầu khuyên nhủ. Cha trai đã sớm nghĩ đến chuyện đầu hàng. Nhưng vì mặt mũi nên ông ta phải thể hiện dáng vẻ không sợ chết. Khi ông ta chuẩn bị diễn tiếp, để chứng minh khí thế anh hùng của mình thì... ầm ầm, lại là một tiếng nổ. Cha trai sợ hãi, ông ta vội vàng khua tay. Mau, phái người đến đàm phán với nước Hạ, chúng ta đầu hàng. Khi mặt trời mọc, vùng đất Tây Cương đã nhiễm một màu đỏ tươi. Tiếng súng, tiếng pháo đạn, tiếng kêu rên nối liền không dứt. Binh lính đánh thuê của 9 binh đoàn phối hợp vô cùng ăn ý, càng đánh càng hăng. 12 chiến thần Tu La đã cho mọi người biết thế nào là thu hoạch trên chiến trường, nơi nào họ đi qua quân địch đều người chết ngựa đổ. Mặc dù nhân số binh lính của nước thần Tam nhiều, nhưng bị đánh bất ngờ không kịp trở tay, hơn nữa vũ khí và sức chiến đấu đều yếu, hoàn toàn bị đối phương đè bẹp. Chiến trường cách đó không xa. Lý Trạch Vũ dựa lưng vào một gốc cây đại thụ. Miệng ngậm thuốc lá, giống như là một khán giả đang xem phim. Đúng lúc này, Melus dẫn theo một người đàn ông trung niên mặc đồ của nước thần Tam đến đây. Đại đương gia, bọn họ muốn đàm phán. Melus nói. Người đàn ông trung niên chủ động mở miệng, tôi là sứ thần Mưa Han của nước thần Tam, hy vọng có thể đàm phán với các ngài. Nhưng mà Lý Trạch Vũ lại bất động, hắn làm như không nghe thấy. Ngài có nghe thấy tôi nói không? Mặc dù Mưa Han khó chịu với thái độ của đối phương, nhưng trước mắt bên phía mình đang hoàn toàn bị bao vây, ông ta cũng chỉ có thể cố nén sự bất mãn trong lòng. Muốn đàm phán. Lý Trạch Vũ nhìn từ trên cao xuống. Mưa Han lập tức gật đầu nói, đúng vậy, ý của tướng quân cha trai của chúng tôi là hy vọng hai bên có thể ngưng chiến, đội quân của chúng tôi cũng sẽ rời khỏi lãnh thổ của nước Hạ ngay lập tức. Tôi không đồng ý. Lý Trạch Vũ lạnh lùng nói ra bốn từ. Cái gì? Mưa Han sửng sốt, ông ta không ngờ đối phương sẽ trực tiếp từ chối. Dù sao trong mắt ông ta, nước thần Tam bọn họ chủ động muốn đàm phán, chắc hẳn nước Hạ phải vô cùng vui mừng. Ngài xác định phải làm như vậy sao? Mưa Han căng thẳng hỏi. Lý Trạch Vũ rít điếu thuốc, hắn sửa lại, có thể đàm phán, nhưng không phải bây giờ. Hả, vậy đó là khi nào? Mưa Han buột miệng hỏi. Lý Trạch Vũ bình tĩnh nói, chờ tôi đánh mấy người tàn phế. Rồi đến nói chuyện xô. Trước khi đến, hắn đã có quyết định rõ ràng, không phải chỉ đơn giản là đuổi người của nước thần Tam ra khỏi nước Hạ. Khi đối đầu với địch phải tàn nhẫn, bạn không tàn nhẫn, người ta sẽ nghĩ rằng bạn dễ bắt nạt. Trước đó nước Hạ đánh thắng nước thần Tam, đánh cho bọn họ sợ hãi, mới đổi lấy được hơn 60 năm hòa bình. Vậy nên lần này hắn cũng phải đánh tới khi đối phương sợ mới thôi. Mặc dù trước mắt các cậu chiếm ưu thế, nhưng binh lực của chúng tôi gấp mấy chục lần các cậu, chỉ cần tướng sĩ của chúng tôi điều chỉnh tốt trạng thái, đến lúc đó mấy người sẽ chết rất thảm. Mưa Han tức giận, ông ta bắt đầu uy hiếp. Chậc, còn dám uy hiếp ông đây. Bốp bốp, Lý Trạch Vũ xắn tay áo, nâng tay cho tên ngốc này hai cái bạt tiêu. Cậu dám đánh tôi. Mặt Mưa Han đỏ tía tai, hai quân đang giao chiến, không được giết sứ thần. Nếu cậu làm vậy sẽ bị thiên hạ thoá mại. Bốp. Melus bên cạnh tát Mưa Han một cái,
hắn ta cười lạnh nói, đám ma cà bông mấy người ngu xuẩn như vậy. Đại đương gia của bọn tôi không giết ông đang uy hiếp cái gì vậy? Cái này, miệng Mia Han khẽ nhếch, nhưng lại không nói được nửa từ. Nhưng Lý Trạch Vũ lại cười khinh thường, hắn nói, cút ngay. Cậu, Mia Han còn muốn nói gì đó, bỗng cảm nhận được sát ý, lúc này ông ta nuốt lời định nói vào, xám xịt rời đi. Hai bên vẫn tiếp tục đánh nhau, nửa tiếng trôi qua, bên nước thần Tam đã chết khoảng hơn 7 vạn người, mà 9 nhóm lính đánh thuê mới chết chưa đến 1.000 người. Cha trai không thể tin được kết quả này, ông ta một lần nữa hoài nghi những binh lính mình mang đến đều là phế vật. Tướng quân, những người đó đều là lính đánh thuê hàng đầu của cáo đen, và sói đói, hơn nữa vũ khí của bọn họ tiên tiến hơn chúng ta rất nhiều, nếu đánh tiếp, tôi sợ. Haru lo lắng nhắc nhở. Cuối cùng vẫn không nói ra năm chữ toàn quân bị tiêu diệt. Dầm, cha trai tức giận đá cái bàn trước mặt. Đánh thì không đánh lại, người ta lại không chịu đàm phán, ông đây có thể làm gì bây giờ? Tướng quân, trước mắt chúng ta chỉ có con đường cầu hòa hồ. Đúng vậy tướng quân, hãy phái người đi cầu hòa, nếu không thì không kịp nữa. Vài tên tướng lĩnh tôi một câu ông một câu khuyên nhủ. Cha trai liếc nhìn bọn họ, ông ta nói. Vậy ai trong số mấy người sẽ đi tìm đối phương cầu hòa? Ông ta vừa dứt lời, mấy người vừa lải nhải lập tức ngậm miệng, có người nhìn Trần Doanh Trướng, có người nghịch móng tay, thậm chí còn có người trò chuyện về nội dung tiểu thuyết. Tóm lại, tất cả mọi người đều làm như không nghe thấy lời cha trai nói. Dù sao trước đó Mia Han đi nói chuyện, không những không đàm phán thành công, còn vô duyên vô cớ bị người ta đánh vài cái, khi trở về thì trách cha trai vô dụng, lại phải ăn thêm mấy cái tát nữa. Bọn họ không cảm nhận được sự đau đớn của Mia Han, nhưng bọn họ không muốn trải cua. Chandrika, ông đi cầu họ ồ. Cha trai chỉ vào một gã tướng phân phó. Người kia sợ tới mức rụt cổ, ông ta vội vàng từ chối, không được đâu tướng quân, đầu tôi bị chốt an toàn của súng đập vào, tôi cần nghỉ ngơi. Cha trai lại chỉ vào một tên tướng lĩnh khác, Hazan, ông đi cầu hòa. À, tôi không được. Tên tướng kia run rẩy nói. Bên dưới của tôi đau, đi lại cũng khó khăn, càng đừng nói đến đi cầu hòa. Vậy ông đi. Tôi cũng không được đâu tướng quân, tôi mắc bệnh Alzheimer, tướng quân vừa nói gì vậy? Cha trai võ ngực, ông ta ngửa mặt lên trời than, ông trời ơi, một đời hào hùng của cha trai tôi, tại sao lại nuôi ra những tên phế vật này, ông trời bất công. Tướng quân, nếu không ngài đích thân đi đàm phán. Ý kiến hay. Tướng quân tài trí mưu lược. Chắc chắn có thể đàm phán được với đối phương. Tôi đồng ý, chỉ có tướng quân mới có thể đảm nhiệm được. Các tướng lĩnh đều nhất trí, đều đề cử cha trai đích thân làm sứ giả đi đàm phán. Khụ khụ, cái đó. Cha trai bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ông ta nói, không phải bản tướng quân không muốn đích thân đi, mà là bản tướng quân đột nhiên cảm thấy cơ thể không khỏe ồ. Lời này nhận lấy những ánh mắt khinh thường của các tướng sĩ. Không được thì không được. Tại sao lại còn giả làm con sói đuôi to? Ông là đồ bỏ đi. Tướng quân, tôi muốn đề cử một người. Haru đột nhiên ngắt lời. Mọi người đồng loạt nhìn về phía ông ta, cha trai hỏi, ai? Nói mau. Chiến thần Ma La. Haru nói ra bốn từ. Tướng quân, tôi cũng đề cử chiến thần Ma Lai. Bên tình báo tìm hiểu được tin tức, chủ soái của đám lính đánh thuê này có quen biết chiến thần Ma La, để hắn ta đi đàm phán là thích hợp. Lại có mấy người đồng ý phụ họ. Mắt cha trai sáng lên, gã nói, mau gọi Ma La đến đây cho tôi. Một lát sau, Ma La được binh lính dẫn vào trong doanh trướng, trong chớp mắt có thể cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng. Ma La, bản tướng quân giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng, nếu cậu không hoàn thành được thì hãy tự sát tạ tội. Cha trai mở miệng không cho đối phương đường lui, vẻ mặt Ma La ngây ngốc, hắn ta chưa làm gì, đã nói những lời đó với hắn ta. Trong nháy mắt, Ma La suýt bùng nổ. Nước Hạ, rất nhiều người thức trằng đêm, đều chú ý đến tình hình chiến sự ở Tây Cương. Phủ Long chủ Tô Cẩn Hoa và trợ thủ đắc lực Ninh Trạch Bình đều có quầng thâm ở mắt, vẻ mặt hai người có vẻ nghiêm trọng. Cuối cùng khi trời sáng, có tin tức từ Tây Cương truyền về. Phòng tuyến Tây Cương được bảo vệ, đại quân nước thần Tam chết hơn 10 vạn người. Vẻ mặt nghiêm túc của Tô Cẩn Hoa và Ninh Trạch Bình cuối cùng cũng thả lỏng. Hai người đồng thời thở phào. Lão Tô, ông không nhìn lầm thằng nhóc kia ồ. Ninh Trạch Bình giơ ngón tay cái lên, lần này ông thật sự khâm phục ánh mắt của đối phương. Tô Cẩn Hoa cười khổ,
Lão nói, thẳng thản mà nói, thật ra hết thảy đều nhờ lão Lý và lão Diệp. Mặc dù lão cũng hy vọng Lý Trạch Vũ có thể mang đến một bất ngờ, nhưng nếu không phải Lý Viễn Sơn và Diệp Trung Đường đồng thời khuyên bảo, lão cũng không dám đặt hết hy vọng vào Lý Trạch Vũ. Vẫn là ánh mắt của hai ông cụ tinh tường. Ninh Trạch Bình khâm phục từ trong đáy lòng, ông nói. Tô Cẩn Hoa gật đầu nói, thằng nhóc kia cam đoan với tôi, trong 12 tiếng nhất định sẽ nhận được tin cầu hòa của nước thần Tam, lúc đó tôi còn không xem trọng, xem ra bây giờ thằng nhóc đó thật sự không hề khoác lác. Long chủ. Một cảnh vệ viên vội vàng tiến vào. Tô Cẩn Hoa và Ninh Trạch Bình lại căng thẳng, bọn họ sợ nghe được tin xấu. Cảnh vệ viên vội vàng nói, có tin tức từ tiền tuyến Tây Cương, hy vọng bên Long chủ tạm thời từ chối đàm phán với nước thần Tam. Cái gì? Tô Cẩn Hoa và Ninh Trạch Bình đều khó hiểu, bọn họ không biết trong hồ lô của Lý Trạch Vũ chứa thuốc gì. Long chủ. Cảnh vệ viên trình điện báo lên. Tô Cẩn Hoa lập tức mở ra, lão cẩn thận xem. Tình huống gì vậy? Ninh Trạch Bình căng thẳng hỏi. Đuôi lông mày vốn nhíu chặt của Tô Cẩn Hoa dần thả lỏng, lão cười nhạt, quả nhiên là hổ tử, dũng khí của thằng nhóc Lý Trạch Vũ này khiến tôi phải bội phục. Ninh Trạch Bình càng thêm tò mò, để tôi xem. Ông nói xong thì đoạt lấy điện báo trong tay Tô Cẩn Hoa. Lý Trạch Vũ nói rõ trong thư, hẳn muốn đánh cho nước. Thần Tam hoàn toàn sợ hãi, sau đó sẽ cắn một miếng thịt béo trên người đối phương, bảo Tô Cẩn Hoa bên này không cần lo lắng, hẳn hoàn toàn nằm chắc. Con rồng này nhà họ Lý, quá ghê gớm. Ninh Trạch Bình hâm mộ nói. Tô Cẩn Hoa cười thở dài, nhà họ Lý có người này, đảm bảo rằng 50 năm sau vẫn huy hoàng. Nhà họ Diệp. Diệp Chính Bình lo lắng cả đêm, cả người nhìn có vẻ tiều tụy rất nhiều. Cho dù ấn tượng của ông ta về Lý Trạch Vũ hoàn toàn bị phá vỡ, nhưng ông ta cũng không dám đặt tương lai của nhà họ Diệp lên người hắn. Nhưng mà ông ta không thể ngờ được người cha Diệp Trung Đường lại ra quyết định ngạc nhiên như vậy. Thái Thượng Lão Quân, cầu xin người phù hộ thằng nhóc Lý Trạch Vũ kia chiến thắng trở về. Chỉ cần hắn có thể chiến thắng trở về, điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Diệp Chính Bình âm thầm cầu nguyện trong lòng, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó ông ta nhìn thấy Diệp Khinh Nhu hưng phấn chạy vào, cha, tin tốt, tin tốt. Tin tốt gì, con nói mô. Diệp Chính Bình vô cùng kích động. Lý Trạch Vũ xoay chuyển tình thế, bảo vệ được Tây Cương, hơn nữa còn đánh cho đội quân nước thần Tam chạy trối chết. Khi Diệp Khinh Nhu nói chuyện, cô ấy không giấu được sự sùng bái trên mặt. Diệp Chính Bình nghe được tin này thì thở phào. Trong lòng lại cảm ơn Thái Thượng Lão Quân. Cùng lúc đó, nhà họ Lý. Lý Viễn Sơn thức dậy, sau khi rửa mặt xong thì ông ấy đi ra ruộng chăm sóc rau của mình. Nhìn qua ông ấy vẫn giống như thường ngày, dường như không hề sợ hãi bởi quyết định táo bạo của mình ngày hôm qua. Lão Lý, điện thoại của Lý Soái. Cảnh vệ viên chạy đến đây, anh ta đưa điện thoại qua. Lý Viễn Sơn nhận lấy đưa lên tai, chuyện gì? Cha, Trạch Vũ khiến nhà họ Lý chúng ta nở mặt. Ha ha ha. Giọng nói hưng phấn của Lý Định Quốc suýt nữa chọc thủng màng tai của Lý Viễn Sơn. Quân khu Tây Cương, Tân Trấn cũng thức trắng đêm, trên mặt có vẻ suy sút. Dẫn, nổ, đuổi. Lý Trạch Vũ dẫn dắt một vạn người, chỉ dựa vào bộ ba chiến thuật này đã thành công xoay chuyển tình thế. Nói cách khác, kế hoạch ông ta tỉ mỉ xây dựng nhằm vào. Nhà họ Lý đã hoàn toàn bị phá hủy. Trần Huyền, Tân Trấn bỗng gọi, vè on. Một lão già có dáng người gầy yếu xuất hiện như quỷ, gã quỳ xuống trước mặt Tân Trấn, điện chủ, có gì phân phó? Tân Trấn cúi đầu trầm ngâm nói, đi xử lý thằng nhóc kia. Vâng, Trần Huyền ngầm hiểu, gã đứng dậy yên lặng rời đi. Vẻ mặt Tân Trấn trở nên vô cùng u ám. Lý Trạch Vũ có thể giết Khương Mộ Bạch đủ để chứng minh hắn có thực lực rất mạnh, nhưng thực lực của Trần Huyền đã đạt đói cảnh giới võ thánh, ông ta tin chắc Lý Trạch Vũ sẽ chết dưới tay gã. Thế nhưng trong lòng Tân Trấn cũng rõ ràng, nếu Lý Trạch Vũ chết ở Tây Cương, người nhà họ Lý sẽ không chút do. Sự đưa ông ta vào danh sách hung thủ, mà nhà họ Tân và nhà họ Lý cũng rơi vào cục diện đấu đá không ngừng. Nhưng trước mắt ông ta không muốn nghĩ nhiều như vậy. Lý Trạch Vũ thật sự quá yêu nghiệt, nếu không loại bỏ hắn, tương lai nhất định sẽ trở thành họa lớn. Vậy nên cho dù phải đấu đá với nhà họ Lý, ông ta cũng nhất định phải khiến Lý Trạch Vũ mãi mãi ở lại Tây Cương. Trên chiến trường vẫn đang tiếp tục chém giết. Sứ giả đàm phán nước thần Tam phái tới xuất hiện trước mặt Lý Trạch Vũ. Đại đương gia, tôi. Vẻ mặt Ma La hổ thẹn, dường như không biết nên mở miệng thế nào.
Không cần nhiều lời, tôi có thể hiểu được tâm trạng của cậu. Lý Trạch Vũ xua tay nói, lúc này lập trường của chúng ta khác nhau, cậu vì đất nước của mình, tôi cũng vì đất nước của mình, chúng ta không hề xêu. Ma La Khế gật đầu, nước mắt đảo quanh hốc mắt, hắn ta nói, cảm ơn đại đương gia đã hiểu. Chúng ta mãi mãi là bạn, mãi mãi đều là vậy. Lý Trạch Vũ nghiêm mặt nói, cậu chỉ cần nhớ kỹ điều này. Ma La không dám quên. Ma La cam đoan tự đáy lòng. Lý Trạch Vũ võ vai hắn ta, hắn nói, trở về nói với Sát Sát, muốn đàm phán thì tự gã đến đây. Được. Ma La trở về. Một lúc lâu sau, Oni và Melus đồng thời tiến lên. Đại đương gia, đạn dược của chúng ta sắp hết rồi. Oni nghiêm trọng nói. Lý Trạch Vũ nhíu mày, có thể duy trì đến bao lâu? Nhiều nhất là nửa tiếng. Oni đáp chắc nịch. Nửa tiếng. Nếu để người nước thần Tam biết được điều này, vậy chắc chắn đối phương sẽ không đến cầu hòa. Ánh mắt Lý Trạch Vũ trở nên thâm thúy, hắn trầm giọng ra. Lệnh, cố gắng tiết kiệm đạn dược, tôi đích thân đến đại bản doanh nước thần Tam một chuyến. Đại đương gia không thể, ngộ nhỡ những người đó gây bất lợi với ngài. Oni và Melus lần lượt khuyên bảo. Lý Trạch Vũ lắc đầu, hắn tự tin nói, không cần lo lắng, những người đó không làm gì được tôi, bởi vì bọn họ sợ chết hơn tôi. 10 phút sau, một chiếc xe Việt dã dừng trước đại bản doanh của nước thần Tam. Lý Trạch Vũ vừa mới xuống xe đã bị mấy chục binh sĩ chĩa súng vào. Tôi là Lý Trạch Vũ, chủ soái của đội quân bảo vệ Tây Cương nước Hạ, bảo cha trai lăn ra đây chào đón tôi. Lý Trạch Vũ một mình một ngựa đi tới đại bản doanh nước thần Tam, hơn nữa còn tuyên bố chủ tướng cha trai phải cút ra nghênh tiếp. Chuyện này đã không thể dùng dũng cảm gan dại để hình dung hắn, mà dùng gan to bằng trời có lẽ thích hợp hơn. Nhưng cha trai biết được tin tức này cũng không thẹn quá hóa giận, ngược lại ông ta càng hưng phấn lạ thường. Bởi vì sáu chữ, bắt giặc phải bắt vua trước, đã hiện ra trong đầu ông ta. Chỉ cần bắt được chủ tướng Lý Trạch Vũ, ông ta tin rằng mình có thể thay đổi cục diện hiện tại trong nháy mắt. Thật là to gan, còn dám ra vẻ hống hách trước mặt bản tướng, người đâu? Cha trai hăm hở nói, bắt thằng nhóc con không biết sống chết kia lại, nhớ, nhất định phải be sống. Đoàng đoàng đoàng. Ngay lúc đó, mấy người lính bỗng bay vào, ngã xuống đất kêu rên liên tục. Mọi người ngước nhìn lên, chỉ thấy một thanh niên ung dung thong thả đi vào, nhưng trên người hắn có một khí thế rất kinh khủng, dọa cho mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mày chính là Lý Trạch Vũ. Cha trai tiện tay rút súng lục ra nhắm vào đối phương, ông ta nhếch mép cười lạnh, khả năng cũng không tệ nhỉ. Nhưng mà mày cảm thấy là quả đấm của mình nhanh hơn. Hay là đạn của tướng quân đây nhanh hơn? Xa quá 10 bước, đạn nhanh hơn, trong vòng 10 bước, đấm nhanh hơn. Lý Trạch Vũ giễu cợt nhìn về phía đối phương. Hả? Cha trai bắt đầu quan sát khoảng cách đôi bên. Một bước, hai bước, nhìn tiếp, vèo. Một bóng dáng xẹt qua trong mắt mọi người. Ai ui? Ngay sau đó là một tiếng hét thảm phát ra từ miệng cha trai. Ngước nhìn lên. Chỉ thấy một giây trước Lý Trạch Vũ vẫn còn ở trước cửa doanh trại, thế mà chẳng biết lúc nào hắn đã xuất hiện trước mặt cha trai, mà cả hai tay ông ta đã bị hẳn khóa lại chỉ bằng một tay. Thằng nhóc xấu xa, mày lại dám giở trò lừa bịp. Cha trai cố nén đau đớn để quát lên. Vừa rồi ông ta đã xác nhận khoảng cách giữa mình và Lý Trạch Vũ vượt quá 10 bước, chưa từng nghĩ tới chuyện hắn sẽ đánh lén. Thật sự là quá ghê tởm. Lý Trạch Vũ đoạt lấy súng lục. Nện thật mạnh lên đầu cha trai, ông còn lại nhảy nữa, có tin ông đây cho một phát súng bản chết ông hay không? Nếu mày dám giết tao thì đừng nghĩ đến chuyện sống sót rời đi. Cha trai đang âm thầm đánh cuộc rằng Lý Trạch Vũ không dám giết ông ta. Thế nhưng tâm tư của Lý Đại Đương ra đâu phải thứ người khác có thể đoán ra được. Đùng 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 đùng, Lý Trạch Vũ bắn liên tiếp 4 phát súng, làm bị thương hết tứ chỉ cha trai. Dừng tay! Không được làm tướng quân cha trai bị thương. Mau dừng tay. Haru cầm đầu mọi người, lần lượt rút súng lục ra. Lý Trạch Vũ vẫn thản nhiên không sợ, hắn cười ha hả, cha trai, nếu như bây giờ tôi đánh chết ông cảm thấy ai sẽ thay thế mình? Hử. Cha trai vốn vẫn đang kêu rên lập tức im miệng, trong mắt ông ta dần xuất hiện một chút sợ hãi. Nếu như đây là thời bình. Người nước Hạ mà dám giết một đại tướng của nước thần Tam như ông ta thì nhất định hai nước sẽ xảy ra chiến tranh. Nhưng bây giờ hai nước vốn đang đánh nhau rồi mà. Nói cho cùng, nếu như hai nước có đàm phán hòa bình sau chuyện này,
thì cái chết của ông ta tối đa chỉ được coi là hy sinh oanh liệt. Nếu nói đơn giản thì là ba chữ, chết vô ích. Mà vị trí của ông ta sẽ lập tức có một tên cấp dưới trước. Kia thay thế. Mấy tên cấp dưới này nhìn bề ngoài thì rất lo lắng, nhưng có lẽ trong lòng chỉ mong ông ta bị Lý Trạch Vũ bản chết. Nghĩ đến đây, cha trai luống cuống, ông ta bỗng nhiên la lớn, tất cả dừng tay. Theo tiếng ra lệnh này, Haru dẫn đầu nhóm quân đội chậm rãi thu súng lại. Đại tướng Lý tỉnh táo một chút, chúng tôi có lời muốn nói. Cha trai lúc trước phách lối bao nhiêu thì bây giờ nhún nhường bấy nhiêu. Còn có gì để nói nữa? Lý Trạch Vũ hừ một tiếng, ngay sau nhìn về phía Haru, giả vờ ngây thơ nói, gì đó, chắc anh là tướng quân Haru nhỉ? Haru gật đầu, nói, chính là tôi. Tôi có chuyện muốn thương lượng cùng tướng quân Haru, không biết tướng quân Haru có hứng thú hay không? Chuyện gì? Nếu như tôi tiêu diệt cha trai, anh là người có khả năng thay thế ông ta nhất, đúng không? Đúng. Haru kích động thốt lên, thế nhưng ngay sau đó anh ta cảm nhận được ánh mắt muốn ăn sống người của cha trai. Anh ta lập tức lách đầu, sửa lời, thằng nhóc kia, mày đừng hòng khích bác Ly Gián, sự trung thành của tao đối với tướng quân cha trai có đất trời chứng giám. Nói thì nói như vậy, thế nhưng trong lòng anh ta thầm nghĩ, thằng nhóc này nói nhảm nhiều như vậy làm gì, cứ thẳng tay giết chết tên ngu xuẩn cha trai kia là được rồi. Chà! Lý Trạch Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó hẳn nhìn một tên tướng lĩnh khác, tướng quân Ha Gian, nếu như tôi tiêu diệt cha trai và Haru, chắc anh sẽ lên làm chủ tướng toàn quân nhỉ. Nghe thấy câu này, ánh mắt Ha Gian sáng lên. Mặc dù không nói chuyện, nhưng vẻ mặt kích động đã bán đứng suy nghĩ trong lòng anh ta. Còn cha trai và Haru đều sợ hết hồn. Đặc biệt là cha trai, sắc mặt ông ta tái nhợt, mồ hôi trên trán túa ra như mưa. Khụ khụ, tướng quân cha trai, không phải ông muốn nói chuyện sao? Bây giờ tôi thật lòng có thành ý nói chuyện với ông, nhưng ông cứ dương cung bạt kiếm, đã như vậy thì để bổn soái giết chết ông trước đã. Lý Trạch Vũ thấy mọi thứ cũng đã xong xuôi, vì vậy hắn bắt đầu đi vào chủ đề. Đừng mà, xin tướng quân Lý bớt giận, lúc nãy là do tôi không đúng, tôi nói câu xin lỗi với cậu, rồi chúng ta ngồi xuống thương lượng. Nước Hạ các cậu nói điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Cha trai sợ hãi, giữa hai chân có một dòng chất lỏng tanh hôi chậm rãi chảy ra. Người này sợ tè cả ra quần, nói được như thế sớm thì tốt biết bao. Lý Trạch Vũ cất khẩu súng. Ngay sau đó tìm một ghế dựa ngồi xuống, nhân tiện bắt chéo hai chân. Tướng quân, ngài không có sao chứ? Tướng quân, để tôi giúp ngài cầm máu. Tướng quân, đây là quần của tôi, ngài thay trước đi. Mấy tên tướng lĩnh khác lập tức tiến lên hỏi han ân cần, bày tỏ lòng trung thành. Cha trai tức giận quát một tiếng, bảo tất cả cút hết ra ngoài. Ra lệnh xong, Haru cầm đầu nhóm quân đội chỉ có thể ngượng ngùng đi ra khỏi doanh trại. Cha trai cố nén cơn đau khắp tay chân, dựa vào ghế ngồi, tướng quân Lý, cậu muốn thương lượng thế nào? Tôi chỉ nói ba điều kiện. Lý Trạch Vũ đưa ba ngón tay lên, bình thản nói, chỉ cần tướng quân cha trai đồng ý, quân đội chúng tôi sẽ lập tức thả các ông đi. Ba điều kiện đó là gì? Cha trai cau mày hỏi. Thứ nhất, nước thần tam các ông phải bồi thường cho. Nước Hạ chúng tôi 50 tỷ USD. Cái gì? 50 tỷ USD? Tại sao cậu không đi cướp luôn đi? Không phải bây giờ tôi đang cướp đó sao? Lý Trạch Vũ hỏi ngược lại một câu. Khóe miệng cha trai co giật, ông ta đã từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng ai lại không biết xấu hổ như vậy. Nói chuyện cướp bóc bằng một dáng vẻ đương nhiên. Không đồng ý sao? Vậy tôi làm thịt ông cho khỏe. Đồng ý, tôi đồng ý. Cha trai trả lời ngay. Ừ, rất tốt. Lý Trạch Vũ hài lòng gật đầu, tiếp tục nói. Điều kiện thứ hai là nước thần tam các ông phải lên tiếng với cộng đồng quốc tế, xin lỗi công khai nước Hạ chúng tôi, tưởng niệm những chiến sĩ nước Hạ đã hy sinh oanh liệt trong chiến dịch này. Cái này, thì, cha trai khó xử, xin lỗi công khai thì còn được, nhưng nếu như tưởng niệm công khai số binh lính đã hy sinh của nước Hạ, thì nước thần tam sẽ hoàn toàn trở thành một trò cười. Lý Trạch Vũ thấy đối phương đầy dáng vẻ đàn đo, hẳn lách đầu than thở. Không đồng ý, vậy tôi làm thịt ông nhé. Chỉ một câu không vừa ý là sẽ giết ông ta. Cha trai là chủ tướng của quân đội nước thần tam, cho tới bây giờ ông ta chưa từng bị ai uy hiếp như vậy. Chỉ tiếc người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được. Ông ta biết tính mạng nhỏ bé của mình đang ở trên tay người ta, trước mắt chỉ có thể nhượng bộ. Tôi đồng ý, cha trai căn răng lên tiếng.
Lý Trạch Vũ nghiêm mặt, ra vẻ bất mãn, tôi thấy hình như tướng quân cha trai không tình nguyện lắm. Nếu như cảm thấy khó khăn thì nhất định đừng miễn cưỡng nhé. Trong lúc nói chuyện, hắn lại dí họng súng vào người ông ta lần nữa. Cha trai vội vàng dặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, tướng quân Lý nói gì vậy? Tôi đây không cảm thấy miễn cưỡng chút nào hết. Thật sao, còn thật hơn cả vàng nữa. Cái chết cận kề, cha trai cười mà như mếu. Lý Trạch Vũ biết đạn dược phe mình không nhiều, không thích hợp để kéo dài thời gian, hắn nói, điều kiện thứ ba tương đối đơn giản, mời tướng quân cha trai giao ra bằng chứng chủ tướng quân Thiên Long chúng ta thông đồng với ông. Hửm, cha trai thoáng ngẩn ra, ngay sau đó bật thốt, làm sao? Cậu biết tôi có hợp tác cùng tướng quân Tần. Cái này thì ông đừng hỏi. Lý Trạch Vũ nhún vai, có vẻ rất không kiên nhẫn. Cha trai vốn cảm thấy lần này mình bị Tân Chấn gài bẫy, chỉ mong đối phương đi chết cho rồi. Cho nên ông ta đồng ý với điều kiện này, gần như không có chút do dự nào. Hai bên đạt thành thỏa thuận xong, cha trai lập tức hạ lệnh cho lính của mình rút lui. Còn Lý Trạch Vũ cũng ra bên ngoài doanh trại, bắn một phát súng tín hiệu. Cuộc đại chiến, chém giết kéo dài mấy giờ rốt cuộc cũng kết thúc vào giờ phút này. Sau khi tính toán, số người thương vong của nước trong chiến dịch này thần tam là gần 300.000 người, còn binh lính của Lý Trạch Vũ thì ước chừng thương vong chỉ 3.000 người. Hơn kém nhau 100 lần. Tỷ lệ như thế vô cùng hiếm trên chiến trường. Chỉ nhờ vào chiến dịch này, Lý Trạch Vũ tuyệt đối sẽ được công nhận là chủ tướng có chiến tích nổi bật nhất thế kỷ 21. Không có người nào khác. Sau khi ký kết hiệp định đình chiến, cha trai dẫn một nửa binh lực ban đầu, ảo não rút về biên giới phía Tây. Mặc dù biết lần này trở về sẽ không giữ được quân hàm trên người, nhưng ít ra còn nhặt được mạng về, cho nên ông A vẫn tương đối may mắn. Một bên khác, Lý Trạch Vũ để cấp dưới bắt đầu dọn dẹp chiến trường, còn hẳn thì một mình lái xe trở lại quân khu Tây Cương. Nhưng vừa mới đi được nửa đường thì lại bị một ông già ngăn cản đường đi. Trần Huyền. Có vẻ như người này đã đoán trước được Lý Trạch Vũ sẽ xuất hiện ở đây, vậy nên gã đã chờ ở đây hồi lâu. Lý Trạch Vũ nằm chặt tay lái, đạp mạnh chân ga. Vù vù vù. Tốc độ xe tăng lên tới mức cao nhất. Tự tìm cái chết. Trần Huyền híp mắt, có vẻ gã không nghĩ tới chuyện Lý Trạch Vũ hỏi cũng không hỏi mà muốn lái xe đụng chết mình, một cây đao dài bỗng xuất hiện trong tay gã. Bốp! Gã bổ một chiêu xuống mặt đất, một luồng sức mạnh vô hình lao ra từ lưỡi đao. Lý Trạch Vũ phản ứng mau lẹ, hẳn mở cửa xe nhảy ra ngoài chỉ trong vòng nửa hơi thở. Ầm ầm! Hai bánh trước của chiếc xe Việt Dã bị đao khí vô hình chém đôi, thân xe lật lại rồi lăn mấy vòng. Cơ thể Trần Huyền chợt lóe lên, ung dung tránh đi. Lý Trạch Vũ phủi bụi trên người, vẫn thản nhiên nói chuyện, lão bất tử như ông luyện tập cũng ra gì đấy, luyện được cả đao khí cơ à. Lão phu Trần Huyền, Giang Nam đệ nhất đao vương. Trần Huyền nhẹ giọng mở miệng giới thiệu, đừng để đến lúc xuống âm tào địa phủ mà vẫn không biết mình chết trong tay người nào. Dù sao tôi cũng phải chết, có thể cho tôi hỏi ông vài vấn đề hay không? Lý Trạch Vũ dò hỏi đầy chân thành. Trần Huyền lắc đầu một cái, nói, một người chết không cần phải biết quá nhiều. Con mẹ nó, vốn là muốn cho lão bất tử như ông chịu đau khổ ra thịt ít một chút, không ngờ ông lại không biết cảm kích như vậy. Lý Trạch Vũ than thở một tiếng. Ha ha hai. Trần Huyền cất tiếng cười to, tựa như nghe được chuyện cười hài hước nhất trên đời. Nhưng mà một giây sau gã đã không cười nổi nữa. Vèo vèo. Lý Trạch Vũ mượn đất nhảy bật lên, bay vút tới. Tốc độ nhanh hơn cả bóng câu qua khe cửa. Lúc này Trần Huyền mới biết mình đã khinh thường đối phương, nhưng gã vẫn không hề hốt hoảng. Bởi vì gã có sự tự tin đối với đao pháp của mình. Chém xé trời. Trần Huyền quát to một tiếng, bổ ngang thanh đao. Lả tả. Mấy luồng đao khí liên tiếp ép về phía Lý Trạch Vũ. Choang choang. Đao khí vốn có sức mạnh vô địch giờ cứ như đang đánh vào lá chắn bảo vệ mạnh nhất, không thể làm bị thương Lý Trạch Vũ một chút nào. Sao lại như thế được chứ? Trần Huyền tràn đầy kinh hãi, nhờ có mắt nhìn hơn người mà gã thấy rõ một tầng năng lượng bảo hộ, như ẩn như hiện quanh cơ thể Lý Trạch Vũ. Cảnh giới thiên nhân. Chỉ có cảnh giới thiên nhân mới có thể ngưng tụ được năng lượng trong cơ thể ra bao quanh người, từ đó tạo thành một tầng năng lượng bảo hộ vô hình. Bốp! Trần Huyền cho là mình đang nằm mơ, không nhịn được mà tát mình một cái. A, thật là đau! Đây không phải là mơ! Vậy mà gã lại thấy được cao thủ cảnh giới thiên nhân trong truyền thuyết,
hơn nữa đối phương mới chỉ là một thanh niên chừng 20 tuổi. Ùm một tiếng. Lý Thiếu Hiệp, ngài có cái gì muốn hỏi thì cứ hỏi, lão đây nhất định biết gì nói nấy. Ngay khi Lý Trạch Vũ sắp ép tới gần lúc, Trần Huyền quỳ xuống, còn quỳ vô cùng dứt khoát. Ngược lại, Lý Trạch Vũ cũng không đếm xỉa gì đến cái quỳ của gã, mau đứng lên cho tôi, ông là Giang Nam Đao Vương cơ mà, tại sao có thể cầu xin đối thủ tha thứ? Không, ta không đứng lên. Trần Huyền kiên định lạ thường, lão hủ không phải là đối thủ của Lý Thiếu Hiệp, lão hủ nhận thua, cầu xin Lý Thiếu Hiệp tha cho lão hủ một mạng. Còn chưa đánh mà, làm sao ông biết mình không phải đối thủ của tôi? Không phải mới vừa rồi ông còn ngạo mạn oai hùng lắm sao? Lý Trạch Vũ thật sự không ngờ mình còn chưa ra tay đàng hoàng mà đối phương lại suýt nữa sợ tè ra quần. Trần Huyền dập đầu mấy cái thật mạnh, cầu khẩn hẳn, là do ánh mắt lão hủ vụng về, cầu xin Lý Thiếu Hiệp coi lời nói của lão hủ như một cái rằm mà thả đi đi. Đứng lên nói chuyện. Khi nói chuyện, Lý Trạch Vũ thu hồi khí thế trên người, luồn năng lượng bảo hộ quanh thân cũng theo đó dần biến mất. Lúc này, Trần Huyền sắc mặt tái nhợt mới lảo đảo đứng dậy. Là Tân Trấn phái ông tới giết tôi đúng chứ? Lý Trạch Vũ cao ngạo hỏi. Trần Huyền nói đúng sự thật, đúng vậy. Nói như vậy thì ông cũng là người của Vu giáo. Lý Trạch Vũ nheo mắt. Cậu, làm sao cậu biết? Trần Huyền hoảng hốt tái mặt. Những năm gần đây Vu giáo vẫn luôn núp trong bóng tối, những ai không được phép sẽ tuyệt đối không biết Vu giáo vẫn còn tồn tại trên đời. Nhưng gã nhìn đối phương, có vẻ như hắn đã sớm biết được chuyện này. Ông đây biết nhiều chuyện lắm. Lý Trạch Vũ hừ một tiếng, nói, ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu. Thoáng trầm ngâm, Trần Huyền cau mày, Lý Thiếu Hiệp, nếu như ta nói cho cậu biết, cậu có thể tha mạng cho tôi lần này không? Nếu không nói thì ông nhất định sẽ chết, còn nếu như câu trả lời của ông có thể khiến tôi hài lòng, có lẽ tôi sẽ mở lòng từ bi một lần. Lý Trạch Vũ mập mờ nước đôi, tóm lại, mọi thứ đầu phải xem ông thể hiện ra sao. Do dự một hồi, Trần Huyền chậm rãi nói, Trần Mỗ chính là phó điện chủ Kỳ Lân Điện của Vu giáo. Hả? Lý Trạch Vũ lại cảm thấy rất bất ngờ, hắn không nghĩ tới chuyện mình bắt sống được cả một phó điện chủ. Đại hộ pháp Nam Cung Thạc của các ông đang ở đâu? Mau nói cho ông đây biết. Nhìn mình trong gương, Tân Trấn có thể thấy rõ một khuôn mặt dữ tợn, nét mặt già nua. Từ khoảnh khắc nước thần Tam Tháo chạy, ông ta đã biết nhà họ Tân hoàn toàn xong rồi, dù cho ông ta không cam tâm đi nữa thì cũng phải tiếp nhận sự thật này. Lý do đến giờ phút này ông ta vẫn chưa chạy khỏi đây, là bởi vì ông ta còn đang chờ tin tức của Trần Huyền. Âm phòng làm việc của tư lệnh quân khu bị thứ gì đó tông vỡ. Tân Trấn nhìn kỹ lại, liền thấy Trần Huyền hấp hối nằm trên mặt đất. Điện chủ, hà ta không giữ chữ tí. Trần Huyền mở miệng, còn chưa dứt lời đã mất đi hơi thở. Ngay sau đó, một bóng người nhìn rất bất cần đời xuất hiện trước mặt ông ta. Lý Trạch Vũ. Thấy cảnh tượng này, dù có là người ngu xuẩn đi nữa cũng có thể đoán được Trần Huyền đã thua. Ha ha ha. Tân Trấn tự giễu, lão đây coi thường cậu rồi, người trong thiên hạ cũng coi thường cậu, Lý Trạch Vũ. Cậu thật đúng là tên yêu quái 10 triệu năm khó gặp. Nguyên soái Tân khen sai rồi. Soạt. Trong lúc nói chuyện, Lý Trạch Vũ đốt một điếu thuốc, tự tiện ngồi xuống ghế salon. Tân Trấn từ trên cao nhìn xuống đối phương, trầm giọng nói, bây giờ cậu tới đây với mục đích bắt lão đây, hay là giết lão? Lý Trạch Vũ hời hợt nói, cũng còn tùy, cụ thể phải xem ông thế nào đãi. Ha ha hai. Tân Trấn lại cười nói, bất kể thế nào. Bây giờ tôi vẫn đang là nguyên soái của quân Thiên Long, nếu cậu mà giết tôi thì có thể chạy khỏi đây không? Chắc ông cũng đoán được chứng cứ mình thông đồng với nước thần Tam đã rơi vào tay tôi, dù bây giờ tôi có làm thịt ông thì nhiều nhất cũng chỉ bị phía trên trách phạt mấy câu. Cho nên, ông không cần nói nhảm kiểu đó nữa. Lý Trạch Vũ rít một hơi thuốc lá, tiếp tục nói, bây giờ tôi hỏi, ông đáp, vậy thì ông sẽ có thể chịu ít đau khổ ra thịt một chút. Cậu có tự tin mình có thể giết được tôi? Tân Trấn có chút khinh thường hỏi ngược lại. Có phải ông đang cậy vào mấy trăm cân thuốc nổ được chôn giấu dưới tòa nhà này không? Chỉ cần ông nhẹ nhàng ấn chốt mở điện là có thể lấy mạng đổi mạng với tôi. Nhìn dáng vẻ ung dung thản nhiên của Lý Trạch Vũ, sắc mặt Tân Trấn đột nhiên tái mét. Ngay thời điểm biết kế hoạch của mình thất bại, ông ta đã sai người xuống hầm ngầm chôn 300 cân thuốc nổ. Nói mỹ miều thì là đặt để mai phục quân Đặt, nhưng thực ra là để đối phó Lý Trạch Vũ. Nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như đối phương đã biết chuyện này, hơn nữa nếu không ngoài ý muốn,
ông ta sẽ không có cách dùng tới những thứ thuốc nổ kia. Cả thế giới này còn ai am hiểu về lĩnh vực súng đạn hơn tôi chứ? Cho nên đời này, tôi sẽ có thể chết bằng vô số cách, chỉ duy nhất không chết dưới tay súng đạn. Giọng Lý Trạch Vũ không lớn, nhưng lại có vẻ hết sức tự tin. Tân Chấn nheo mắt lại, trầm giọng bày tỏ, ngồi xuống nói chuyện đi. Lý Trạch Vũ làm động tác, mời. Lần này Tân Chấn không phản đối nữa, rất tự nhiên ngồi đối diện hẳn. Đại hộ pháp Nam Cung Thạc của Vu giáo đang ở đâu? Cũng đừng hỏi lại hay nói nhảm nữa, ông chỉ được trả lời chứ không được đặt câu hỏi. Lý Trạch Vũ không quên cảnh cáo. Mặt Tân Chấn tràn đầy vẻ hoảng sợ, hoàn toàn không biết đối phương biết mình giấu giếm thân phận bằng cách nào. Ông ta liếc nhìn Trần Huyền đã chết, thầm nghĩ tám phần là do người này bán đứng mình. Nếu cậu đã biết ta là điện chủ Vu giáo, vậy cậu có hứng thú hợp tác cùng chúng ta hay không? Chỉ cần cậu đồng ý gia nhập Vu giáo, tôi đảm bảo cậu có thể ngồi lên vị trí đứng đầu một điện. Tân Chấn đưa ra một đề nghị, hửm. Lý Trạch Vũ đảo mắt, lập tức nói, gia nhập Vu giáo có ích lợi gì? Có thể hưởng vinh hoa phú quý vô tận, Tân Chấn nhẹ nhàng nói. Xí, ông cảm thấy tôi đây thiếu tiền sao? Ách, Tân Chấn cảm thấy mình ẩu rồi. Người nhà họ Lý làm sao có thể bị tiền mua chuộc được? Nhưng nếu nghĩ lại một chút, tiền không mua được, quyền lực thì có vẻ cũng không có tác dụng, hình như người ta căn bản không thiếu một cái gì. Hay là ông biết điều nói tôi nghe Nam Cung Thạc đang ở đâu đi, sức kiên nhẫn của tôi có hạn. Lý Trạch Vũ vốn còn muốn xâm nhập Vu giáo để điều tra thử, nhưng nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không cần thiết. Chỉ cần bắt được Nam Cung Thạc là có thể tiêu diệt Vu giáo trong nháy mắt. Muốn biết nguyên nhân cái chết của cha mẹ cậu không? Đột nhiên, Tân Chấn nói ra một câu làm mặt Lý Trạch Vũ biến sắc. Soạt, Lý Trạch Vũ đứng dậy, trên người hắn tỏa ra một khí thế lạnh như băng, giọng nói cũng rét lạnh, nói ra hết những gì ông biết. Chỉ cần cậu đồng ý gia nhập Vu giáo, vậy thì cậu sẽ có thể biết mọi chuyện. Tân Chấn không sợ chút nào. Vèo, Lý Trạch Vũ vọt đến trước mặt Tân Chấn, hắn đưa tay muốn nắm lấy cổ họng đối phương. Ầm ầm. Không ngờ Tần Chấn tuổi đã cao nhưng lại có thể phản ứng nhanh chóng lạ thường, ông ta không những tránh mà còn có thể đánh ra một đòn. Trong khoảnh khắc hai người tách ra, ghế salon chung quanh bị đánh văng lộn xộn. Lý Trạch Vũ có chút bất ngờ với thực lực Tần Chấn, ông ta còn mạnh hơn Trần Huyền một bậc, hẳn là ngang hàng với người sáng lập Long Tổ, Long Thanh Phong. Cậu thật sự cho là mình có thể giết tôi? Ha ha ha! Tần Chấn cất tiếng cười to. Cách ngồi đáy giếng. Lý Trạch Vũ nói với đối phương bốn chữ, ngay sau đó chợt nắm chặt tay phải, đấm đánh ra. Không có động tác võ thuật đẹp mắt, chỉ là một cú đấm rất bình thường, nhưng trong mắt Tân Chấn, cú đấm này như có sức mạnh rời núi, đánh hổ. Trong lòng có một âm thanh nhắc nhở ông ta đừng cố gắng lấy đá chọi đá. Từ trước đến giờ Tân Chấn vẫn luôn cẩn thận, ông ta chợt lui lại, không đụng chạm với hướng tấn công của đối phương. Thế nhưng tốc độ của Lý Trạch Vũ đâu phải thứ ông ta có thể so sánh. Choang choang, cú đấm chưa đến nơi, nhưng năng lượng trong cú đấm lại bộc phát ra, đi trước một bước mà đánh vào người Tân Chấn. A, à, Tân Chấn ngã xuống đất lăn mấy vòng, phụt một tiếng, khạc ra một ngụm máu lớn. Lý Trạch Vũ không dừng lại, hẳn nhấc chân đạp rắc rắc. Hai tiếng, hai chân Tân Chấn cứ thế bị đạp gãy. Lần này Lý Trạch Vũ không cần lo ông ta sẽ chạy. Tân Chấn đau đến tái mặt, nhưng ông ta vẫn cắn răng không cầu xin tha thứ. Ngược lại vẫn không sợ hãi mà nói, cậu dám giết tôi sao? Nếu như tôi chết, cậu sẽ vĩnh viễn không biết cha mẹ mình chết như thế nào. Ông đây không thể giết ông, nhưng ông đây có thể khiến cho ông sống không bằng chết. Bụp bụp. Trong lúc nói chuyện, Lý Trạch Vũ điểm mấy cái lên những chỗ huyệt vị trên người Tân Chấn. Cậu muốn làm gì? Mẹ kiếp, a! À. Tân Chấn còn chưa dứt lời đã cảm giác được, trong cơ, thể ông ta như có vô số con kiến đang gặm cản. Cho dù có sức chịu đựng hơn người nhưng cũng không nhịn được mà phải kêu rên. Đây là dấu hiệu cổ trùng phát tác. Ánh mắt Tân Chấn lộ ra vẻ sợ hãi không che giấu được. Ha ha, chắc ông cũng rất quen thuộc với mùi vị này nhỉ. Ánh mắt Lý Trạch Vũ rất dữ tợn, hắn nhắc nhở, chỉ cần ông ngoan ngoãn nói ra câu trả lời tôi mong muốn, tôi có thể giúp ông giải hết cổ trùng trong cơ thể, từ nay về sau ông sẽ có thể thoát khỏi sự khống chế của Vu giáo. À... Cậu đang nói thật sao? Tân Chấn nửa tin nửa ngờ. Bụp bụp bụp. Lúc này Lý Trạch Vũ lại điểm lên người đối phương mấy cái. Hô! Tân Chấn mồ hôi đầm đìa,
nhưng cơn đau tê tâm liệt phế trong cơ thể cũng dần dần biến mất. Lý Trạch Vũ đứng trên cao nhìn xuống đối phương. Bây giờ thì ông có thể nói. Vu giáo chính là tà giáo đầy dẫy tiếng xấu ở nước Hạ, mà Tân Chấn là một người có công, tại sao lại cam tâm tình nguyện gia nhập chứ? Lợi ích là nguyên nhân số một, còn một nguyên nhân khác là do ông ta bị ép uống cổ độc. Bây giờ xác nhận Lý Trạch Vũ thật sự có thể giải hết cổ độc giúp mình, Tân Chấn tự nhiên mừng rỡ như điên, lúc này. Ông ta mới gật đầu đồng ý, cậu có thể bắt đầu hỏi. Cái chết của cha mẹ tôi có phải do Vu giáo gây nên hay không? Lý Trạch Vũ gần như là bật ra câu hỏi này. Trước tiên Tân Chấn gật đầu một cái, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Vậy là có ý gì? Lý Trạch Vũ nhíu mày. Chắc hẳn cậu biết Trấn Nam Vương chứ? Tân Chấn hỏi ngược lại một câu. Trấn Nam Vương thì tất nhiên Lý Trạch Vũ đã nghe qua. Sau gia tộc lớn và giàu có nhất Hoàng Thành là đại diện cho đỉnh của kim tự tháp quyền lực, mà Trấn Nam Vương Tề Đông Lâm cùng Trấn Bắc Phương Tào Mãn chính là hai nhà quyền quý đệ nhất hai vùng Nam Bắc nước Hạ. Ý ông nói là, cha tôi bị Trấn Nam Vương ám hại. Lý Trạch Vũ nhíu chặt mày, cảm thấy đáp án này có chút không tưởng tượng nổi. Dẫu sao từ trước đến giờ nhà họ Lý bọn họ cùng phủ Trấn Nam Vương cũng có giao hảo, người đang đảm nhiệm vị trí Trấn Nam Vương là Tề Đông Lâm lại là lính cũ của ông nội hẳn, căn bản không có lý do gì để hãm hại cha hắn. Khu khụ, hết thảy mọi chuyện thì còn phải nói từ mẹ cậu. Tân Chấn ho khan mấy tiếng, lại khạc ra một ngụm máu tươi. Có thể nhìn ra được, cú đấm vừa rồi của Lý Trạch Vũ đã để lại nội thương không nhẹ cho ông ta. Ăn cái này đi. Lý Trạch Vũ sợ bộ xương già này nói được một nửa là tắt thở nên vội vàng mò ra một viên thuốc màu đen trơn nhẫn. Tân Chấn nhận lấy viên thuốc, do dự một lát rồi cũng nuốt xuống. Bởi vì ông ta biết, nếu Lý Trạch Vũ muốn giết mình thì căn bản không cần phải vòng vo. Một lát sau, ông ta dần dần cảm nhận được vết thương bên trong cơ thể có chuyển biến tốt. Mẹ cậu, Lý Hân Lan vốn là đệ nhất thánh nữ của Vu giáo, nhưng bởi cảm mến cha cậu mà từ đó phản bội Vu giáo. Tân Chấn chậm rãi nói. Lý Trạch Vũ hít thở sâu, cũng không cảm thấy bất ngờ quá lớn. Mà khi đó đúng lúc Vu giáo tìm tới Trấn Nam Vương, định khuyên ông ta gia nhập Vu giáo nhưng lại bị đối phương từ chối mạnh mẽ. Sau nhiều lần trắc trở, Vu giáo mới chuyển đối tượng, nhắm vào con trai Trấn Nam Vương Tê Kiêu. Tê Kiêu cũng không từ chối, tuyên bố chỉ cần Vu giáo giúp hắn ta làm xong một chuyện là sẽ đồng ý gia nhập. Nghe đến chỗ này, Lý Trạch Vũ trầm giọng hỏi. Tê Kiêu bảo Vu giáo giết cha tôi. Không tệ. Tân Chấn gật đầu kêu, mà lý do Tê Kiêu muốn giết cha cậu. Lại nắm trên người mẹ cậu. Tê Kiêu ái mộ mẹ tôi, cho nên muốn Vu giáo thay mặt hắn ta diệt trừ cha tôi. Trên người Lý Trạch Vũ dần dần tỏa ra một sự tức giận ngút trời. Chính là như vậy, Tân Chấn thổn thức kêu, mẹ cậu phản bội Vu giáo vốn cũng đã là tội chết, vì vậy Vu giáo rất vui vẻ đồng ý điều kiện của Tê Kiêu. Vậy còn nguyên nhân cái chết của mẹ tôi, chỉ sợ cũng có liên quan đến Vu giáo. Lý Trạch Vũ tức giận đến mức bật cười. Tân Chấn lại gật đầu thừa nhận, mẹ cậu thì rõ ràng rất sợ. Hãi Vu giáo, sau khi cha cậu chết, có lẽ để không dính líu đến cậu nên mới lựa chọn tự sát. Tất cả bọn Vu giáo đều đáng chết, Tê Kiêu cũng nên chết, bọn họ nhất định phải chết. Đôi mắt Lý Trạch Vũ đỏ như rướm máu, ý giận ngút trời khiến hắn nhìn như sắp đại khai sát. Tân Chấn không khỏi lặng lẽ run cầm cập, đại hộ pháp Vu giáo đang ở đâu? Lý Trạch Vũ hờ hững hỏi. Cổ độc trong cơ thể tôi. Tân Chấn lo lắng mình không có giá trị lợi dụng nữa thì Lý Trạch Vũ sẽ nói không giữ lời. Vù vù vù, Lý Trạch Vũ rút ra mấy cây kim bạc. Hắn đã có kinh nghiệm mổ cổ độc, chỉ cần mười mấy phút là đã ép được cổ trùng trong cơ thể Tân Chấn ra ngoài. Thấy cảnh tượng này, hai mắt Tân Chấn sáng lấp lánh. Ông ta kích động đến mức hơi thở cũng trở nên dồn dập. Bị cổ trùng khống chế đã mười mấy 20 năm, giờ phút này ông ta cảm giác như chút được gánh nặng. Hành tung của đại hộ pháp trước đến giờ để rất lửng lơ vô định, nếu có chuyện thì cũng toàn phái người đến thông báo, hoặc là chủ động tới tìm chúng tôi. Tân Chấn ngượng ngùng nói. Ông có ý gì đây? Giọng điệu Lý Trạch Vũ thay đổi, hẳn khó chịu nói, tôi giải cổ độc cho ông, bây giờ lại nói với tôi một câu nhảm nhí như vậy. Cậu đừng kích động. Tân Chấn thấp thỏm trấn an, trước đây không lâu, đại hộ pháp có phái người thông báo cho thập nhị điện chủ, ngày 15 tháng sau ề tụ ở Bát Quế Thập Đại Sơn, đến lúc đó. Nhất định có thể tìm được hắn. Nghe nói như vậy, Lý Trạch Vũ mới thả lỏng chân mày. Đang nhíu chặt,
Bất kể như thế nào, bây giờ ít nhất hắn đã biết rõ nguyên nhân cái chết của cha mẹ cũng như kẻ thù của mình. Phu giáo, Tê Kiêu, một người cũng đừng hòng chạy thoát. Lý Trạch Vũ đứng dậy, nhẹ nhàng nói, tôi nên đưa ông lên đường rồi nhỉ. Lên đường. Hai chữ này dọa cho cả người Tân Trấn rung mạnh lên, nếu cậu đã muốn giết tôi, tại sao còn phải mổ cổ độc giúp tôi? Ai nói tôi muốn giết ông? Lý Trạch Vũ liếc ông ta một cái. Tân Trấn dù sao cũng là người có công, vẫn nên giao cho. Long chủ tự xử trí thì tốt hơn. Dù sao thì với số chứng cứ thông đồng với địch trong tay. Hẳn, nhà họ Tần cũng coi như hoàn toàn tiêu đời rồi. 2 giờ sau, Oni cùng Melus dẫn người trở lại quân khu Tây Cương. Tân Trấn lấy thân phận nguyên soái quân Thiên Long bàn giao và giải quyết mọi chuyện một lần cuối cùng, sau đó đi theo Lý Trạch Vũ lên máy bay quay lại Hoàng Thành. Từ lúc xuất chỉnh đến khi khải hoàn, chỉ tốn có 1 ngày. 1 đêm, sân bay quân khu Hoàng Thành. Tô Cẩn Hoa cùng Ninh Trạch Bình dẫn một đám đại lão quyền lực tột cùng đích thân tới đón công thần chiến thắng trở về. Lý Viễn Sơn tới, Diệp Trung Đường cũng tới. Nhìn từ chiếc máy bay chuyển vận đáp xuống. Hai vị anh hùng chiến tranh kích động đến mức rơi nước mắt, tựa như nhớ tới chiến dịch Bình Định Thiên Hạ lần cuối cùng năm đó, bọn họ cũng chiến thẳng trở về với hàng vạn. Người chứng kiến như thế này. Ông đã suy nghĩ kỹ càng về chuyện tôi nói lúc trước. Chưa? Diệp Trung Đường vội vã hỏi. Lý Viễn Sơn biết ông bạn này đang nhắc đến chuyện để Lý Trạch Vũ cưới Diệp Khinh Nhu, ông ấy không khỏi trở nên khó xử, tôi thì dĩ nhiên sẽ đồng ý, chỉ có điều. Chỉ có điều cái gì? Diệp Trung Đường hỏi ngay. Lý Viễn Sơn khổ sở nói, thằng nhóc thúi nhà tôi đã có hôn ước sẵn rồi. Hôn ước, vậy cứ hủy đi không được sao? Diệp Trung Đường đưa ra ý kiến, ngay sau đó bổ sung thêm, nhà hai chúng ta môn đăng hộ đối, trên đời này không có ai thích hợp hơn đâu. Không được không được. Lý Viễn Sơn khoát tay phản đối, ông đây quang minh lỗi lạc cả đời, cũng con mẹ nó sắp vào quan tài rồi, làm sao có thể làm chuyện thất tín bội nghĩa vậy được chứ? Vậy ông nói xem làm sao bây giờ? Diệp Trung Đường càng nhìn Lý Trạch Vũ lại càng nài lòng, làm sao cam tâm để một đứa cháu rể như vậy trốn thoát? Hay là thế này, cứ để cho thằng nhóc thúi nhà tôi cưới cả hai? Ông thấy thế nào? Lý Viễn Sơn nói ra ý tưởng của mình. Cái này, lần này đổi thành Diệp Trung Đường khó xử. Lý Viễn Sơn vỗ vai ông ấy, nói, lão Diệp, nam tử Hán đại trượng phu, cưới mấy cô vợ thì có gì kỳ lạ đâu. Nói thì nói như vậy. Nhưng mà, Diệp Trung Đường cười khổ, tư tưởng của người trẻ bây giờ không giống chúng ta đâu. Lý Viễn Sơn khẽ cười rồi nói, chỉ cần ông mở miệng, chẳng lẽ con bé nhà ông còn dám phản đối. Diệp Trung Đường nghe xong lại thấy có lý, dù sao trong. Nhà cũng không có ai dám không vâng lời, vì vậy ông ấy đập bàn ra quyết định, được, vậy chuyện này cứ làm như vậy đi. Đã hứa như thế, ai đổi ý làm chó. Khóe miệng Lý Viễn Sơn nhếch thành một nụ cười quỷ quái với vẻ âm mưu được như ý. Nghi thức tiếp đón long trọng được tiến hành vô cùng khí thế. Chỉ có điều ngay khi 20 mấy chiếc máy bay chuyển vận hạ cánh vững vàng, trên đó có 2 người đi xuống. Lý Trạch Vũ, Tân Trấn. Dưới ánh mắt của hàng vạn người, chỉ thấy 2 người sóng vai đi về phía đám người Tô Cẩn Hoa. Long chủ. Lý Trạch Vũ mặc quân phục, chào theo tiêu chuẩn quân đội. Cảnh tượng này khiến Lý Viễn Sơn đứng cách đó không xa nước mắt lưng tròng. 10 mấy năm trước, cháu trai ông ấy Lý Thần Quân cũng hiên ngang, khí thế như vậy. Hôm nay, chắt trai của ông ấy cũng hoàn thành sứ mệnh thần thánh này, đánh đuổi kẻ địch mạnh, thể hiện uy nghiêm nước hạ, trở thành niềm kiêu hãnh của nhà họ Lý, niềm kiêu hãnh của nước hại. Có lẽ đây chính là một loại truyền thừa. Cực khổ rồi, Tô Cẩn Hoa cầm thật chặt tay Lý Trạch Vũ. Tân Trấn đứng một bên nhìn u sầu uể oải. Vẻ mặt tràn đầy xấu hổ. Tô Cẩn Hoa biết rõ mọi chuyện, nhưng lão cũng không để cho người đã từng lập được công lao hiển hách cho nước hạ phải khó chịu. Lão vẫn bắt tay ông ta, cho ông ta sự tôn trọng sau cùng. Trong ánh mắt Tân Trấn tràn đầy vẻ hối hận, còn có một vẻ tiếc nuối bất đắc dĩ. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, cho dù có chết ông ta cũng sẽ không làm bất cứ hành vi phản bội nào. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Diệp Khinh Nhu đi chen qua đám người. Cô ấy ôm một bó hoa bách tử liên, hoa này tượng trưng cho lòng kính nể đối với quân nhân, cô ấy bước từng bước kiên định về phía Lý Trạch Vũ. Cảm ơn cậu đã thay 100.000 quân Huyền Vũ hoàn thành nhiệm vụ dở dang của bọn họ. Vừa nói, cô ấy vừa đưa bó hoa đến trước mặt Lý Trạch Vũ bằng 2 tay. Trong khoảnh khắc này,
ánh mắt vị nữ chiến thần này tràn đầy vẻ cảm kích sâu đậm, còn có một sự ngưỡng mộ mơ hồ mà đến cả cô ấy cũng không nhận ra được. Lý Trạch Vũ nhận hoa, hờ hững không nói tiếng nào. Một lát sau, Tân Trấn được mấy thành viên Long Tổ do Long Thanh Phong cầm đầu, hộ tống rời đi. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, kể từ giây phút đó, nhà họ Tân đã hoàn toàn bị khai trừ khỏi hàng ngũ nhưng gia tộc giàu có nhất. Cũng từ giây phút này trở đi, nhà họ Lý vốn đã như mặt trời ban trưa càng trở nên không thể dao động. Lý Trạch Vũ đi tới trước mặt Lý Viễn Sơn, cười ha hả nói, lão Lý, cháu không làm ông thất vọng chứ? Không có. Đôi mắt Lý Viễn Sơn ửng đỏ, ông ấy vỗ vai hắn, nức nở nói, lão Lý xem cháu là vinh dự. Bộp bộp bộp, bộp bộp bộp, mấy trăm danh tướng, binh lính tới đón tiếp đồng loạt vỗ tay, tiếng vỗ tay bỗng vang dội như nước thủy triều. Khi nghỉ thức nghênh đón kết thúc, Lý Trạch Vũ vẫy vẫy tay với hơn 20 chiếc máy bay chuyển vận. Chín đại vương đánh thuê cùng 12 chiến thần Tu La nhìn qua cửa sổ, ai cũng tuét miệng cười to. Đưa tiễn không tiếng động, ai cũng không nói ra lời. Rời khỏi sân bay quân khu, Lý Trạch Vũ cũng không trở về nhà họ Lý mà đến Phủ Long Chủ cùng Tô Cẩn Hoa. Hai người ở trong thư phòng cả một buổi chiều, không ai biết bọn họ trò chuyện cái gì, chỉ biết khi hai người rời khỏi thư phòng, trên mặt người nào cũng có nụ cười nhẹ nhàng. Lão Tô, không cần đưa tiễn. Lý Trạch Vũ khoát tay. Tô Cẩn Hoa vẫy vẫy tay, nói, có thời gian thì cứ tới chỗ tôi ngồi một chút. Không thành vấn đề. Lý Trạch Vũ xoay người rời khỏi Phủ Long Chủ. Một chiếc L5 mới tinh gắn cờ đỏ đã đậu sẵn bên ngoài phủ hồi lâu, trên ghế lái và ghế phụ kế bên chính là cậu Phú. Quý và vật tương vong. Thiếu gia, anh thật là trâu bò, âm thầm làm một chuyện kinh thiên động địa. Thiếu gia, anh chắc chắn là tấm gương mẫu mực của Imo. Thiếu gia, em đã đặt sẵn với Mama tang ở Phong Tuyết lâu rồi. Dừng lại. Lý Trạch Vũ đưa tay ngắt lời, đi tuyên thành. Hả? Cậu Phú Quý ngớ người, kinh ngạc nói, thiếu gia, anh không chơi người mẫu trẻ nữa sao? Bụp, vật tương vong thưởng cho hẳn một quả hạt rẻ, cậu cũng ghê gớm nhỉ, mấy cô người mẫu trẻ đó sao có thể so được với thiếu phu nhân? Đúng đúng đúng, là do tôi lỡ lời. Cậu Phú Quý chợt hiểu ra. Hai cậu mà còn ồn ào ầm nữa, có tin tôi ném cả hai ra ngoài hay không? Lý Trạch Vũ nói xong, chiếc xe yên tĩnh lại trong nháy mắt. Lần này một nhóm ba người không ngồi máy bay, mà chạy 6-7 tiếng trên đường cao tốc, lái xe thẳng đến Tuyên Thành. Lý Trạch Vũ thừa dịp này ngủ trên xe một giấc, khi tỉnh lại đã tinh thần sung mãn. Khoa học kỹ thuật Vân Dương. Trần Thanh Tuyết ngồi trên ghế làm việc, nhìn có hơi lơ đễnh. Gót két. Trần Thanh Giao đẩy cửa vào, chị thật sự phải coi chừng. Cô gái nhỏ tiến đến, nói một câu mà Trần Thanh Tuyết không nghĩ đến. Chị cần phải coi chừng cái gì? Coi chừng anh dễ bị người phụ nữ khác cướp đi đó. Trần Thanh Giao nghiêm mặt, em mới từ tập đoàn Long Thịnh về này, chị có biết em vô tình nghe được cái gì không? Nghe được cái gì? Trần Thanh Tuyết bỗng nhiên trở nên khá lo lắng. Trần Thanh Giao thấp giọng nói. Người phụ nữ họ Diệp kia lại tính mời anh rể ăn cơm. Hửm. Nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp của Trần Thanh Tuyết bất chợt nghiêm lại. Trần Thanh Giao ra vẻ thần bí, không biết họ Diệp đó gọi điện thoại cho ai, em chỉ nghe cô ta nói gì mà Lý Trạch Vũ trở về Tuyên Thành sao. Được, tôi biết rồi, giờ tôi sẽ đi đặt tiệc tối ngay đây. Con người Trần Thanh Tuyết bỗng nhiên co rút, chân mày cũng nhíu lại. Chị, hay bây giờ chị gọi ngay cho anh rể. Hỏi có phải anh ấy đang trở về Tuyên Thành hay không đi? Trần Thanh Giao đề nghị. Trần Thanh Tuyết do dự một hồi rồi nói, nhưng có phải làm vậy không đúng lắm không? Có gì mà không đúng? Trần Thanh Giao khích lệ, chị và anh rể đã được gia đình hai bên công nhận, nói chẳng ra thì kể cả tối nay hai người về ngủ cũng không ai dám nói gì. Con bé chết tiệt này, em chớ nói bậy bạ. Trần Thanh Tuyết đỏ mặt, nhưng cô vẫn lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Lấy hết dũng khí để ấn dãy số mà cô đã nhiều lần muốn gọi lại không dám gọi. Bao la chân trời là ta yêu. Tiếng chuông điện thoại dễ nghe vang lên. Ngay sau đó cô lại thấy Lý Trạch Vũ cầm điện thoại di động trong, đẩy cửa bước vào, tìm anh có chuyện gì. Bầu không khí rất lúng túng. Ít nhất là Trần Thanh Tuyết cảm thấy lúng túng. Anh rể, anh đặc biệt đến thăm chị em đúng không? Trần Thanh Giao cười hì hì, phá vỡ sự ngượng ngùng. Lý Trạch Vũ đầy vẻ khó hiểu. Đây là công ty của hắn tới thì đặc biệt chỗ nào? Anh rể, lần trước anh không đi ăn cơm với ông nội em,
ông nội em đã tức giận đấy, tối nay nói gì đi nữa thì anh cũng không thể trốn tránh được đâu. Trần Thanh Giao tranh thủ cơ hội, cứ thế khiến Lý Trạch Vũ không có cách nào từ chối. Nhưng mà tôi... Khóe miệng Lý Trạch Vũ giật giật mấy cái. Lúc nãy trên tầng hẳn đã nhận được lời mời của Diệp Khuynh Thành, nói là để cho hẳn đền bù lần trước bỏ lỡ bữa tiệc. Mà bây giờ chị em Trần Thanh Giao lại lấy lý do y như vậy, khiến hẳn không thể từ chối được. Con mẹ nó, không ăn cơm là sẽ chết người hay sao vậy? Do dự hồi lâu, Lý Trạch Vũ vẫn đồng ý với chị em Trần Thanh Giao. Có điều nhân lúc đi vệ sinh, hẳn cũng lặng lẽ gửi tin nhắn cho Diệp Khuynh Thành. Tạm thời tôi có chút việc phải xử lý, chắc phải rời bữa tiệc tối xuống trễ một chút. Ok, chúng tôi chờ anh. Diệp Khuynh Thành trả lời gần như ngay lập tức. Lúc này Lý Trạch Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy khó xử. Bởi vì hẳn nhận ra, bất kể là Diệp Khuynh Thành hay Trần Thanh Tuyết thì đều có cảm tình đối với cũng hắn, dù là ít hay nhiều. Một người là đối tượng do người nhà chỉ định, người kia hì từng là nữ thần trong mộng của mình. Hơn nữa còn trải qua một đoạn nghiệt duyên. Nên chọn thế nào đây? Lý Trạch Vũ bĩu môi. Mẹ nó, ông đây cũng không phải là con nít, đâu cần lựa chọn chứ. Tại Sơn Trang Nguyệt Lạc, Trần Khánh An lấy mấy vỏ rượu ngon mà mình trân quý mười mấy năm ra. Cả bàn toàn là món ngon vật lạ, tới cả mãn hán hoàn tịch cũng không đủ để diễn tả sự phong phú này. Nào, Trạch Vũ, đêm nay hai chúng ta không say không về. Trong mắt Trần Khánh An chợt ánh lên chút gian xảo, uống rượu là sở trường của ông. Lúc còn ở trong quân đội, ông từng một mình hạ gục cả một đội, hơn nữa bản thân vẫn tỉnh như sáo, chẳng có chuyện gì cả. Tuy bây giờ tuổi đã cao, nhưng ông tin chắc mình sẽ chiến thắng Lý Trạch Vũ, tuyệt đối không thành vấn đề. Trần Thanh Giao và Trần Khánh An cùng bước ra khỏi nhà bếp, lén chừng mắt quan sát. Họ có thể nhận ra Trần Thanh Tuyết có ý với Lý Trạch Vũ, hắn cũng vậy. Chỉ là hình như vẫn còn vướng bận chuyện gì, thế nên sau một hồi bàn bạc, họ quyết định, để hai người này gạo nấu thành cơm. Và mục đích của họ tối nay là chuốc say Lý Trạch Vũ. Vâng, ông nội, phải là con mời ông mới đúng chứ. Lý Trạch Vũ cực kỳ sảng khoái cầm một cái cốc lớn lên, uống cạn. Trời ơi! Cảnh tượng đó khiến Trần Khánh An phải hít sâu một hơi mới bình tĩnh lại được. Lý do là chỉ cần có mắt sẽ nhận ra tửu lượng của Lý Trạch Vũ không tệ chút nào. Xem ra muốn chuốc say hắn e là sẽ có chút khó khăn đây. Hình như Trần Thanh Giao cũng đã nhận ra điểm bất thường, nhưng giờ phút này cũng chỉ đành đâm lao theo lao. Anh rể, em cũng kính anh một ly. Được, anh uống cạn rồi, đến lượt em. Lý Trạch Vũ không từ chối bất cứ lời mời rượu nào. Trần Khánh An và Trần Thanh Giao muốn chuốc say hẳn, sao hẳn lại không muốn chuốc say hai người họ chứ, thậm chí tới cả Trần Thanh Tuyết anh cũng tính dụ cô uống say nữa kìa. Vì như vậy thì hẳn mới có thể đến chỗ hẹn với Diệp Khuynh Thành sớm một chút. Tửu lượng của Trạch Vũ đúng là cao, tới, ông mời con thêm một ly. Trần Khánh An thật sự không tin rằng hai ông cháu họ hợp tác với nhau mà vẫn không giải quyết được Lý Trạch Vũ. Anh rể, em cũng uống hết rồi. Tốt, rất có chí khí. Lý Trạch Vũ đứng dậy, uống liền hai ly. Mọi người đừng chỉ lo uống rượu như vậy, ăn chút gì đi mà Trần Thanh Tuyết ngồi bên cạnh vội vàng khuyên nhủ. Cô thấy Lý Trạch Vũ nốc liền hai ba ly rượu mạnh, sợ cơ thể hắn chịu không nổi. Món ngon có thể để lát nữa ăn, nhưng rượu nhất định phải uống bây giờ mới được. Dứt lời, Lý Trạch Vũ rót một ly rượu đầu cho Trần Thanh Tuyết, nào, hai ta cùng uống với nhau một ly. Đúng đúng đúng, anh rể phải uống với chị một ly trước chị mau nâng ly đi. Trong lòng Trần Thanh Giao vui như chảy hội, không còn nghi ngờ gì nữa, để hai người này tự thương tổn lẫn nhau chính là lựa chọn tối ưu nhất. Thân thể anh chịu nổi không? Trần Thanh Tuyết vốn có ý tốt, quan tâm hắn, nhưng lúc truyền tới tai Lý Trạch Vũ lại chẳng khác nào lời khiêu khích, bèn phản bác, đàn ông đàn an sao lại chịu không nổi chứ? Cạn. Thôi được rồi, Trần Thanh Tuyết đành giơ ly rượu lên, ngửa đầu một hơi uống cạn. Đúng là con nhà Tông có khác, tửu lượng của hai chị em họ đều là được Trần Khánh An truyền cho cả. Mấy vỏ rượu mạnh cũng phải hơn 5 ký là ít, thế mà chỉ mới mười mấy phút trôi qua đã cạn hết cả. Mấy đứa ngồi chờ xíu nhé, ông đi lấy rượu. Trần Khánh An xót rượu của mình vô cùng, nhưng vì chuyện lớn của cháu gái, ông không có thời gian đắn đo nhiều, chỉ đành bảo người làm dọn toàn bộ hai mươi mấy vỏ rượu ngon dưới hầm lên. Thanh Tuyết à, số rượu này vốn là để dành tới ngày hai chị em các cháu kết hôn mới lấy ra uống, nhưng hôm nay ông vui lắm, mấy đứa uống hết cũng được. Ông nội, Trần Thanh Tuyết có chút rượu trong người,
cộng thêm nghe thấy mấy lời khiến người khác thẹn thùng của ông, kết quả là trên gương mặt trắng trẻo, phúng phính hiện ra mấy dạng mây hồng. Khung cảnh đẹp mắt ấy khiến Lý Trạch Vũ xem đến ngây người. Anh rể à, uống trước đã, sau này có cơ hội để anh ngắm đủ mài. Trần Thanh Giao ngồi bên cạnh ồn ào. Được, Lý Trạch Vũ lại uống thêm một ly đầy, sảng khoái đáp lời, ông nội thích uống rượu lắm đúng không ạ? Thế hôm nào con sẽ sai người mang mấy chai rượu ngon thượng hạng sang tặng cho ông, bảo đảm sẽ khiến ông hài lòng. Thật không, ông không khách khí đâu nhé. Trần Khánh An vừa cười lớn, vừa nâng ly, tới, hai chúng ta lại cạn ly. Vâng, cạn ly, Lý Trạch Vũ thoải mái hưởng ứng. Tầm một tiếng sáu, bàn cơm bốn người chỉ còn mỗi một người tỉnh. Người đó chính là Lý Trạch Vũ. Tử lượng của hắn quả thật không tệ, nhưng bị ba cao thủ thi nhau tấn công như vậy cũng chịu không nổi, cuối cùng chỉ đành lén lút vận khởi khí kình ép hơi rượu ra khỏi cơ thể. Bằng không hắn đã gục ngã từ lâu rồi. Đầu tiên, hắn đỡ Trần Khánh An về phòng, sau đó lại quay về trước bàn ăn. Nhìn cặp chị em song sinh đang gục đầu trên bàn, dục vọng trong lòng bỗng dục dịch muốn ngoi lên. Bản thân là chính nhân quân tử, sao có thể nảy sinh ý đồ xấu với con gái người ta chứ? Không đúng, người này là vợ sắp cưới của mình mà, sao lại không được chứ? Còn Trần Thanh Giao, khụ khụ, đến lúc đó mình có thể viện cớ nhận lầm người. Không được, không được, đàn ông có thể phong lưu nhưng tuyệt đối không được hạ lưu. Lý Trạch Vũ hít sâu một hơi, cuộc chiến nội tâm cũng đã có kết quả. Phòng của Trần Thanh Giao ở lầu 1, nên hắn ôm cô về phòng trước, cẩn thận đặt lên giường. Anh rể, đúng lúc này, Trần Thanh Giao bỗng ôm chặt lấy cổ Lý Trạch Vũ. Anh là của chị em, không được để người phụ nữ khác chiếm lời, có lời thì chỉ mình em mới được hưởng thôi. Cô nhóc này hình như say mềm thật rồi, còn bắt đầu nói mê sảng nữa. A-di-đà Phật, thiện tai, Lý Trạch Vũ lẩm bẩm vài câu Phật hiệu trong lòng, cố gắng giữ vững lý trí, nhẹ nhàng cởi áo ngoài của Trần Thanh Giao ra. Ái chà, lỡ nhìn thấy dáng người của người ta rồi, còn không sót một điểm nào. Dung mạo của hai chị em Trần Thanh Giao và Trần Thanh Tuyết gần như giống nhau như đúc, điểm khác biệt duy nhất có lẽ nằm ở vóc dáng. Cô em trông có hơi đãi đà, còn cô chị thì sở hữu cặp đùi đẹp tuyệt vời. Hai chị em có thể nói mỗi người một vẻ. Lý Trạch Vũ cố nén sự xao động trong lòng xuống, đắp chăn kín mít cho Trần Thanh Giao xong thì vội vàng rời đi như đang bỏ trốn vậy. Giải quyết xong cô em, nhưng vẫn còn cô chị. Tính ra thì khi ôm Trần Thanh Tuyết, tâm lý của Lý Đại Đương ra yên tâm, thoải mái hơn lúc bế Trần Thanh Giao. Nhiều, dù sao cô gái này cũng là vợ sắp cưới trên danh nghĩa của mình mà. Còn gì hợp lý hơn là ôm vợ sắp cưới của mình chứ? Lý Trạch Vũ, khoảnh khắc Lý Trạch Vũ đặt Trần Thanh Tuyết nằm lên giường, cô bỗng mở miệng gọi tên hắn. Lý Trạch Vũ giật mình, em không say hả? Say chứ, Trần Thanh Tuyết hít sâu một hơi. Bình thường, người say sẽ luôn miệng nói mình không say, chỉ có người không say mới giả vờ nhận mình say. Lý Trạch Vũ để lộ biểu cảm anh thông minh lắm đấy cho cô. Xem. Mặt mày Trần Thanh Tuyết đỏ rực, trong lúc nhất thời, cô không kiềm được mà nhớ lại mỗi một chi tiết từ lúc quen biết với Lý Trạch Vũ đến giờ. Ký ức sâu sắc nhất hẳn là lần chị em họ bị Khương Như Phong bắt cóc, vào giây phút họ tuyệt vọng nhất, Lý Trạch Vũ thình lình xuất hiện. Nghĩ tới đây, khóe miệng của cô không kiềm được mà nhếch lên, nở nụ cười ngọt ngào. Thấy cô mỉm cười. Lý Trạch Vũ còn tưởng cô cảm thấy xấu hổ vì bị mình vạch trần, bèn nói, em ngủ sớm đi nhé, anh về trước đây. Anh còn tính đi đâu? Trần Thanh Tuyết cau mày, đừng nói là đi gặp Diệp Khuynh Thành đấy nhé. Lý Trạch Vũ không hề giấu giếm, nói thẳng, lần trước đã cho người ta leo cây rồi, lần này thật sự không tiện từ chối. Dứt lời, hắn đứng dậy định đi. Đúng lúc này, Trần Thanh Tuyết lại đột ngột nhào tới, ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Chợt. Em cần gì phải làm vậy? Lý Trạch Vũ gãi đầu hỏi. Đừng đi, ở lại với em được không? Giọng của Trần Thanh Tuyết dịu dàng không sao tả xiết. Trước đó Lý Trạch Vũ đã cố hết sức kiềm chế bản thân, nhưng hẳn đâu phải Liễu Hạ Huệ, người đẹp ngồi trong lòng vẫn có thể mặt không đỏ tim không loạn. Thế là hắn thẳng thừng xoay người, ôm chầm lấy Trần Thanh Tuyết vào lòng, sau đó cúi đầu, trao cho cô một nụ hôn sâu. Nhà hàng Y Nhân là một địa điểm nổi tiếng dành cho các cặp đôi ở Tuyên Thành. Trong một góc trên lầu 2, Diệp Khuynh Thành cô đơn lẻ bóng ngồi đợi tận 3 tiếng đồng hồ. Đây là lần thứ 2 cô bị đàn ông cho leo cây, hơn nữa còn là cùng một người. Tâm trạng của cô lúc này chẳng khác màn mưa ngoài cửa sổ là bao sấm sét giữa trời quang.
Chào cô, đã đến giờ nhà hàng của bọn tôi đóng cửa rồi ạ. Nhân viên phục vụ tỏ vẻ áy náy, mở miệng nói. Bộp, Diệp Khuynh Thành lấy từ trong túi ra một tấm chi phiếu, đặt lên bàn, mở cửa tiếp, tốn bao nhiêu tiền cũng không sêu. Thưa cô, thật ngại quá, nhà hàng chúng tôi không có quy định đó ạ. Phục vụ khó xử đáp. Vậy đi nói với giám đốc của cậu rằng tôi muốn mua lại nhà hàng này. Diệp Khuynh Thành khí phách trả lời. Phục vụ chỉ đành xấu hổ rút lui. Lát sau, có một cô gái mặc đồ công sở bước tới, mỉm cười hỏi, chào cô, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho cô? 100 triệu, mua lại nhà hàng này. Diệp Khuynh Thành nói ngắn gọn. Chuyện này, nụ cười trên mặt quản lý lập tức cứng lại, sau đó không kiềm nổi sự vui mừng mà nói, xin cô chờ cho. Một lát, tôi sẽ lập tức liên hệ với ông chủ ngay. Nhà hàng này cùng lắm chỉ tầm 20, 30 triệu, giờ lại có người ra giá cao gấp 3 lần để mua lại, chắc chắn ông chủ của các cô sẽ vui lắm cho xem. Với Diệp Khuynh Thành mà nói, 100 triệu chẳng phải con số gì lớn. Cô chỉ muốn tiếp tục ngồi đợi, tới khi nào người đàn ông kia chịu tới mới thôi. Tại Sơn Trang Nguyệt Lạc, Lý Trạch Vũ nhanh chóng mặc quần áo tử tế, thừa dịp Trần Thanh Tuyết ngủ say rón rén rời khỏi phòng. Nhưng hắn lại không biết rằng, khoảnh khắc cửa phòng hé mở, Trần Thanh Tuyết đang nghiêng người ngủ say bỗng lặng lẽ mở. Mắt, cạch, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Lúc này, hai dòng lệ trong suốt cũng chảy dài trên gò má Trần Thanh Tuyết. Cô thật không ngờ cuối cùng Lý Trạch Vũ vẫn bỏ cô lại, đi gặp người phụ nữ kia. Chẳng lẽ người đó thật sự quan trọng hơn cả mình sao? Cô tự hỏi thầm bản thân trong lòng. Cùng lúc này, Lý Trạch Vũ vừa bước ra khỏi biệt thự đã đụng phải một người quen. Là Mộc Hăng Sinh. Cậu Lý, tôi cầu xin cậu, mau đưa thuốc giải cho tôi đi. Vừa mới chạm mặt, Mộc Hăng Sinh đã quỳ xuống đất cái rầm. Mấy hôm trước, lão ta từng bị Lý Trạch Vũ cưỡng chế đút cho một viên thuốc không rõ tác dụng, ban đầu cứ tưởng Lý Trạch Vũ chỉ đang hù lão ta mà thôi, ai ngờ đâu, kể từ hôm qua, lão ta bỗng thấy ngứa ran khắp người, hơn nữa tần suất ngày càng nhiều. Cảm giác ngứa ngáy đó vô cùng mãnh liệt, không thể nào chịu nổi, đôi lúc chỉ muốn gãi rách cả da cả thịt. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Mộc Hãng Sinh biết rất rõ chỉ có tìm tới Lý Trạch Vũ thì may ra mình mới được cứu, nên đã ba chân bốn cẳng chạy tới Tuyên Thành. Vượt qua vô số hiểm nguy, trắc trở, cuối cùng lão ta cũng biết tin Lý Trạch Vũ hiện đang ở Sơn Trang Nguyệt Lạc. Giờ ông đây không rảnh tâm sự với ông, cút sang một bên đi. Lòng Lý Trạch Vũ nóng như lửa đốt. Nhưng Mộc Hằng Sinh đâu thể nào buông tha cho hắn dễ dàng, mặt dày ôm chặt lấy chân của hắn, khóc chảy cả nước mắt nước mũi. Cậu Lý à, cầu xin cậu đưa thuốc giải cho tôi đi mà, tôi có thể nói cho cậu một chuyện vô cùng quan trọng. Chuyện gì? Lý Trạch Vũ vô thức hỏi lại. Mộc Hăng Sinh khóc không ra nước mắt đáp, cậu Lý, cậu đưa thuốc giải cho tôi trước đi, tôi hứa sẽ không lừa cậu đâu, tôi cũng không có cái gan đói. Vụt, Lý Trạch Vũ ném một viên thuốc tới miệng Mộc Hăng Sinh, lão ta chẳng hề do dự mà há miệng nuốt lấy. Nhìn dáng vẻ sợ chết của lão ta, hắn thật sự không hiểu tại sao loại người này lại dạy dỗ ra được đồ đệ tốt như Khương Mộ Bạch chứ. Phù, phù, Mộc Hăng Sinh há to miệng thở dốc, cảm giác ngứa ngáy trên người dần biến mất. Nói đi, có chuyện lớn gì? Lý Trạch Vũ thúc giục. Mộc Hãng Sinh không dám giấu giếm, lập tức nói đúng sự thật, đệ tử Tê Tiên Nhi phái Nga Mi gặp nạn. Hả? Lý Trạch Vũ ngẩn người, ông nói gì cơ? Tin đệ tử Tê Tiên Nhi phái Nga Mi là tàn dư của Vu giáo bị truyền ra ngoài, các môn phái lớn trong giang hồ đã bắt tay với nhau tìm đến cửa phái Nga Mi đòi người. Mộc Hằng Sinh nói một hơi dài. Lý Trạch Vũ híp mắt, đổi chủ đề. Sao ông lại biết tôi có quen biết với Tê Tiên Nhi? Bởi vì tôi là Bách Hiểu Sinh trốn giang hồ, Mộc Hằng Sinh đắc ý giải thích. Con người của Lý Trạch Vũ co lại, một lần nữa quan sát người trước mặt. Thấy hắn cứ nhìn mình chăm chăm như thế, trong lòng Mộc Hằng Sinh bỗng nảy sinh cảm giác bất an. Sau này ông đi theo tôi. Lý Trạch Vũ cảm thấy mình cần một người giúp mình vơ vét tình báo, và rõ ràng, người trước mắt cực kỳ phù hợp. Ý của cậu Lý là bảo tôi từ nay về sau hãy làm việc cho cậu. Ông không muốn, muốn, Mộc Hăng Sinh đoán nếu mình dám có gan nói. Không, chắc chắn ngay sau đó sẽ bị đối phương làm thịt cho xem. Lý Trạch Vũ để lộ biểu cảm xem như ông thức thời, lạnh lùng nói, chất độc trên người ông chưa được giải hết đâu, cứ 3 tháng sẽ tái phát một lần. Ai Mộc Hăng Sinh há miệng kêu rên. Ông a cái gì, Lý Trạch Vũ lườm lão ta, đi, tới phái Nga Mi với tôi. Thuận tiện kể tôi nghe tình hình cụ thể. Cậu Lý,
tôi có thể không đi không? Ông nói gì cơ? Tôi đi mà. Mộc Hăng Sinh xấu hổ mỉm cười, sau đó nhanh chân ngồi vào ghế phó lái. Có vậy Lý Trạch Vũ mới không nổi điên. Xe chạy băng băng trên đường, lúc đến ngã ba dưới chân núi, Lý Trạch Vũ bỗng đạp phanh. Bên trái là đường tới chỗ Diệp Khuynh Thành, bên phải là hướng đến phái Nga Mi. Hiện tại, Tề Tiên Nhi vẫn còn giá trị lợi dụng, hắn không thể để đối phương xảy ra chuyện. Sau một hồi trầm ngâm suy, nghĩ, Lý Trạch Vũ liếc nhìn đồng hồ, giờ đã qua nửa đêm, hẳn Diệp Khuynh Thành đã sớm rời đi rồi. Nghĩ vậy, hắn dứt khoát bẻ lái dế phải, nhưng hắn lại không biết rằng, người phụ nữ kia vẫn còn đang ở đó chờ hắn. Sáng sớm hôm sau, một hàng người dài đằng đẵng lặng lẽ di chuyển trên đường nhỏ trong núi Nga Mi, trong số đó có tăng ni, có ăn mày, có tuấn nam, có mỹ nữ, tính sơ sơ ít nhất cũng phải hơn ngàn người. Bọn họ đều là người đến từ các danh môn chính phái trong võ lâm, mục đích của chuyến đi lần này là mong phái Nga Mi có thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng, ngoài ra còn muốn ép phái Nga Mi giao dư nghiệt của Vu giáo Tề Tiên Nhi cho họt. Tố Y, em có mệt không? Có cần dừng chân nghỉ ngơi một lát không? Tố Y, em có khát không? Tôi có nước này. Trương Bách Khâm bám theo sau lưng Bạch Tố Y, luôn miệng hỏi han ân cần, trông chẳng khác nào một con chó. Nói toẹt ra thì thằng nhãi này quá có hiếu với gái. Thiếu chủ Trương, tôi thấy có vẻ cung nghê thường cần anh hơn tôi đó, nên anh đừng bám theo tôi nữa. Bạch Tố Y uyển chuyển từ chối. Cung nghê thường cũng tới sao? Trương Bách Khâm dừng bước, lại kéo một tên đệ tử đạo môn tới, nhỏ giọng hỏi, đại diện của Đào Thiên Đường là ai? Bẩm thiếu chủ, là con gái của đảo chủ Đào Thiên Đường, nữ hiệp cung nghê thường. Tên đệ tử kia rụt rè đáp. Mẹ kiếp, sao cậu không nói cho tôi biết sớm? Trương Bách Khâm lập tức thay đổi 180 độ, vội vàng chuyển đối tượng cần báo hiếu. Thấy miếng keo dán sát này cuối cùng cũng chịu rời đi, Bạch Tố Y không kiềm được mà thở phào nhẹ nhõm. Nửa tiếng sau, hơn ngàn người lục tục tiến tới trước cổng lớn phái Nga Mi. Gần như cùng lúc này, cổng lớn phái Nga Mi từ từ hé mở. Sư Thái Diệt Tình dẫn theo một chúng đệ tử chủ động bước ra nghênh đón, chẳng biết mới sáng sớm chư vị đã đến phái Nga Mi bọn tôi là vì chuyện gì. Sư Thái Diệt Tình à, bà còn giả vờ giả vịt làm gì nữa? Mau giao dư nghiệt phu giáo Tề Tiên Nhi ra đây. Trưởng môn phái Không Động Đồ Nhất Phong lớn tiếng quát. Sư Thái Diệt Tình cười khẩy, Tề Tiên Nhi là đệ tử Nga Mi đệ tử bọn tôi, ở đâu ra mà dư nghiệt phu giáo chứ? Chiếc Maserati phóng đi như một con ngựa hoang, chạy với tốc độ không dưới 200 km/h. Điều khoa trương hơn nữa là Lý Trạch Vũ thỉnh thoảng lại thả trôi vô lăng trong chốc lát, Mộc Hằng Sinh già cả suýt nữa bị dọa chết ngất. Cuối cùng, họ tới núi Nga Mi trước khi trời sáng. Hành trình mạo hiểm này rốt cuộc cũng kết thúc. Khụ, quẹ. Mộc Hằng Sinh vừa xuống xe đã nôn ọe, hai chân run rẩy. Lý Trạch Vũ cười khinh bỉ, nhìn bộ dạng vô dụng của ông kia. Mộc Hằng Sinh xua tay, nói cậu tự lên núi đi. Tôi không khỏe. Người này vốn không muốn dây dưa với tên xấu xa kia, ông ta tranh thủ lấy cớ cơ thể mệt mỏi khó chịu để phủi bỏ trách nhiệm. Nhưng Lý Trạch Vũ sao có thể cho ông ta toại nguyện? Xoẹt một tiếng, hắn rút kiếm Trường Thiên ra khỏi vỏ, một. Luồng ánh bạc lạnh lẽo lập tức lóe lên. Tôi cảm thấy tình trạng sức khỏe của ông không thành vấn đề, ông thử nói xem. Không thành vấn đề, chắc chắn là không thành vấn đề. Mộc Hằng Sinh trở mặt ngay lập tức, võ ngực đảm bảo. Tôi có thể leo một hơi lên núi Nga Mi, hoàn toàn chẳng cần nghỉ lấy hơi gì cả. Trên đỉnh Nga Mi, người của các đại môn phái quây kín cổng phái Nga Mi, chật như nêm cối. Người đại diện cho Tam Đại Thánh Địa tiến lên trước. A-di-đà Phật. Hòa thượng Giác Trí chắp tay trước ngực, nói, Sư Thái Diệt Tình, nghe nói đệ tử Tề Tiên Nhi của quý phái chính là dư nghiệt phu giáo năm xưa may mắn trốn thoát được, không biết chuyện này có phải thật chăng? Chớ ăn nói bậy bại. Sư Thái Diệt Tình ung dung đáp, tôi đã nói Tề Tiên Nhi là đệ tử phái Nga Mi tôi, tuyệt đối không phải dư nghiệt phu giáo, rõ ràng là có kẻ bất chính nào đó đang muốn hãm hại phái Nga Mi của tôi. Diệt Tình lão ni, bà cho rằng nếu không nắm được bằng chứng thì cả đám người chúng tôi có ăn no rừng mỡ, đi suốt đêm tới phái Nga Mi của bà hay không? Trương Bách Khâm hừ lạnh, cười mỉa mai. Láo xược. Ni cô Tuệ Anh quát, nói với vẻ bất mãn, Trương Bách Khâm, ngay cả phụ thân cậu là Thanh Phong đạo nhân, khi gặp sư phụ tôi cũng phải kính cẩn gọi một tiếng tiền bối. Một tên nhãi danh miêng còn hôi sữa như cậu vậy mà lại không có giáo dục như thế.
Cô nói ai không có giáo dục? Trương Bách Khâm giận tím mặt. Ni cô Tuệ Anh không cam lòng yếu thế, tôi nói cậu đấy. Khốn kiếp! Trương Bách Khâm thẹn quá hóa giận, hô, bắt ả tiện nhân kia cho tôi. Thân là thiếu chủ của một trong tam đại thánh địa, anh ta có đủ tư cách để phách lối làm càn. Làm sao anh ta có thể chịu được việc bị mảng không được giáo dục trước mặt các phái trong giới võ lâm? Well! Cự Vân Tử một người trong đạo môn thất tử tung người vọt lên. Ni cô Tuệ Anh hoàn toàn không sợ hãi, lập tức đứng lên nghênh địch. Phích! Đôi bên cùng đánh một trường, cùng lùi mấy bước về sau. Keng keng ngồ! Sau đó hai người lần lượt rút bội kiếm. Dừng tay! Lúc này, sư thái Diệt Tình quát lên, Tuệ Anh, lui ra! Vâng! Ni cô Tuệ Anh gượng gạo lui sang một bên. Không thấy thiếu chủ ra lệnh, Cự Vân Tử cũng lui xuống. Bầu không khí dương cung bạt kiếm tạm thời được áp chế. Sư thái Diệt Tình, chúng ta quay lại chuyện chính đi. Trưởng môn phái Không Động Hồ Nhất Phong cất giọng nói, chúng tôi biết phái Nga Mi là danh môn chính phái được truyền thừa qua bao năm qua. Sư thái Diệt Tình, rất có thể là bà nhất thời bị che mắt nên mới vô tình thu nạp nhầm dư, nghiệt phu giáo. Đúng đúng đúng. Sư thái Diệt Tình không phải hạng người như vậy. Chúng tôi cũng tin tưởng phái Nga Mi. Thấy nhiều người cũng tin vào quan điểm của mình, Hồ Nhất Phong đắc chí trong lòng, hăng hái nói, chỉ cần sư thái Diệt Tình chủ động thừa nhận chuyện này, giao nộp dư nghiệt vu giáo, khiến cô ta khai ra đám yêu nghiệt tàn dư của vu giáo thì tất cả chúng tôi đều sẽ không làm khó dễ phái Nga Mi nữa. Hồ trưởng môn nói có lý. Chúng tôi đồng ý với ý kiến của Hồ trưởng môn. Hồ trưởng môn anh minh. Nhất thời, càng có thêm nhiều người ủng hộ hơn. Hồ Nhất Phong càng đắc ý hơn, không khỏi tự nghĩ liệu mình có tiềm năng lên làm võ lâm minh chủ hay không. Hồ trưởng môn, ở đây có phần cho ông lên tiếng hả? Nhìn thấy kẻ khác tranh giành uy thế với mình, Trương Bách Khâm cảm thấy hết sức bất mãn. Hồ Nhất Phong đang dương dương tự đắc lập tức sụ mặt. Nhưng, vì e sợ thế lực của đạo môn, ông ta chỉ có thể miễn cưỡng làm ra vẻ tươi cười, nói, Trương thiếu chủ nói. Đúng. Cậu là người chủ trì đại cục mài. Trương Bách Khâm bấy giờ mới thu lại ánh mắt bất mãn, hừ lạnh, Diệt Tình lão ni, nếu bà. Tê Tiên Nhi ở đây. Đột nhiên, một giọng nữ đầy khí phách vang lên. Mọi người nhìn theo tiếng nói, phát hiện một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đi xuyên qua cổng lớn của phái Ân Mi, sau đó chen khỏi đám đông để tiến lên phía trước. Sư muội, sư tỷ không cho muội ra ngoài. Sư muội mau trở lại đi, có bọn ta đây rồi. Những kẻ này đừng mơ hãm hại được muội. Rất đông đệ tử phái Nga Mi lập tức bao vây Tê Tiên Nhi, bảo vệ cô thật kỹ càng. Vị cô nương này là Tê Tiên Nhi. Thấy đối phương là một đại mỹ nhân yểu điệu, dáng vẻ vênh váo nghênh ngang của Trương Bách Khâm lập tức biến mất, thay vào đó là bộ dạng nho nhã lễ độ. Tê Tiên Nhi không thèm liếc nhìn anh ta cái nào, cô ôm quyền hành lễ với sư thái Diệt Tình, sư phụ, con đã làm liên lụy tới mọi người rồi. Chuyện của một mình con. Hãy để con tự gánh. Xin sư phụ đừng can thiệp vào nữa. Con nói nhảm gì vậy? Sư thái Diệt Tình nhíu mày, nói, chỉ cần con còn làm đồ đệ của ta ngày nào thì sư phụ sẽ không bỏ mặc con ngày đó. Sư phụ, đủ rồi. Tê Tiên Nhi vẫn còn muốn nói nhưng lại bị sư thái Diệt Tình kiên quyết gạt đi. Trăm ngàn năm qua, Nga Mi ta đã trải qua ít sông bão gian nan hay sao? Chẳng phải ta vẫn có thể đứng sừng sững không hề bị quật ngã hay sao? Dứt lời. Bà nhìn đám khách không mời mà dến trước mặt, cất cao giọng nói, Bần Ni nhắc lại lần nữa, Tê Tiên Nhi là đệ tử Nga Mi ta, không phải dư nghiệt phu giáo gì cả. Nếu các, người còn tiếp tục bịa chuyện sinh sự thì đừng trách kiếm của Bần Ni vô tình. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sau lời tuyên bố của bà, hơn 300 đệ tử phái Nga Mi đồng loạt rút kiếm. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả người đang có mặt đều trở nên cảnh giác. A-di-đà Phật. Hòa thượng Giác Trí chắp tay trước ngực, nói. Kính xin sư thái đừng nên chấp mê bất ngộ. Đại sư Giác Trí không cần nhiều lời. Nếu bọn họ không biết điều như thế thì chúng ta hãy bắt họ lại rồi hằng nói. Trương Bách Khâm lên tiếng nhưng vẫn dán mắt vào Tê. Tiên Nhi, phàm là đàn ông thì đều hiểu rõ suy nghĩ trong đầu anh ta. Keng keng keng. Đệ tử đạo môn rút binh khí trước tiên. Tiếp đó, người các môn phái khác cũng lục tục làm theo. Chỉ có Tiêu Giao Cung và Thiếu Lâm Tự vẫn đứng bất động. Trương Bách Khâm hăm hở nói, Diệt Tình lão ni, bổn thiếu chủ cho bà cơ hội cuối cùng, rốt cuộc có giao người không? Không giao. Sư thái Diệt Tình nói như đỉnh đóng cột. Hay, hay, hay. Trương Bách Khâm khen ba tiếng hay liên tiếp,
nhưng ngay sau đó lại phất tay lên, bắt đám võ lâm bại hoại này lại. Mẹ kiếp, để tôi xem ai dám ra tay. Đột nhiên, một giọng nói đầy khí phách vang lên từ phía dưới. Mọi người đồng loạt nhìn xuống con đường nhỏ dưới núi. Chỉ thấy hai bóng người một trước một sau phóng vút lên, nhanh mà thanh thoát. Khốn nạn, là tên mất nét kia. Trương Bách Khâm chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra tên thanh niên vừa lao lên chính là kẻ ép mình ăn bánh bao vào. Mấy hôm trước Lý Đại Đương ra. Sau một tiếng thét ngang ngược phách lối, trước cổng phái Nga Mi lập tức trở nên yên tĩnh lại. Tâm mắt mọi người cùng đổ dồn về phía Lý Trạch Vũ và Mộc Hăng Sinh vừa phi lên trên. Tiểu tử, cậu là ai? Hồ Nhất Phong muốn chơi trội nên bước lên trước. Lý Trạch Vũ chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn toàn thể người đang ở đây, nói, tại hạ là Lý Trạch Vũ, Tề Tiên Nhi là bạn của tôi, xin chư vị nể mặt Lý Mỗ, đừng nên làm khó phái Nga Mi nữa. Cậu làm ai mà bọn tôi phải nể mặt cậu? Tề Tiên Nhi là Dương Nghiệt Phu giáo, người người muốn tiêu diệt. Tất cả bắt đầu mồm năm miệng 10 bàn tán xôn xao. Láo xược. Lý Trạch Vũ chưa kịp lên tiếng thì Bạch Tố Y đã giành trước, quát lớn, đây là sư thúc tổ của Tiêu Giao cung ta, xin hồ trưởng môn lịch sự chút đi. Cái gì? Sư thúc tổ của Tiêu Giao cung? Toàn trường lập tức im lặng như tờ. Ngay cả Tề Tiên Nhi đang đứng sau lưng Lý Trạch Vũ cũng ngạc nhiên tròn mắt. Người này không phải thiếu gia nhà họ Lý ăn chơi trác táng nổi tiếng hoàng thành hay sao? Trở thành sư thúc tổ của Tiêu Giao cung từ bao giờ vậy? Thánh nữ Tố Y, cô khẳng định mình không đùa chứ? Hồ Nhất Phong nhếch mép, cảm thấy khó tin, từ trước đến nay bọn ta chưa từng nghe nói Tiêu Giao cung các người có sư thúc tổ gì đó. Các người không biết cũng không có nghĩa là không có. Bạch Tố Y hùng hổ cãi lại, sau đó dẫn chúng đệ tử Tiêu Giao cung lại gần Lý Trạch Vũ. Bái kiến sư thúc tổ. Bái kiến sư thúc tổ. Hơn trăm đệ tử Tiểu Giao cung đồng thanh lên tiếng. Không cần đa lễ. Lý Trạch Vũ chắp tay sau lưng, trên mặt nở nụ cười thâm sâu có phần giả tạo. Trương Bách Khâm cách đó không xa nghiến răng ghen tị. Anh ta vốn hận Lý Trạch Vũ thấu xương, lúc này lại bị đối phương cướp đi hào quang thuộc về mình. Nghĩ vậy, Trương Bách Khâm hằng giọng chất vấn, Tề Tiên Nhi chính là Dự Nghiệt Phu giáo, ai nấy đều muốn trừng phạt. Tiêu Giao cung các người định thông đồng làm bậy với tà giáo hay sao? Ngay khi câu này được nói xong, không khí hiện trường trở nên căng thẳng. Sư thúc tổ, người chắc chắn Tề Tiên Nhi không phải Dư Nghiệt Phu giáo ạ. Mặc dù Bạch Tố đeo mạng che mạng nhưng nhìn vào ánh mắt cũng có thể nhận ra sự biến đổi trong đó. Suy cho cùng, nếu Tề Tiên Nhi thực sự là yêu nghiệt phu giáo thì hành vi này của Tiêu Giao cung sẽ là rất sai lầm. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ quay đầu nhìn Tề Tiên Nhi, đối phương cũng đang nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn Na Hu. Từ trong ánh mắt phức tạp của Tề Tiên Nhi, Lý Trạch Vũ cảm nhận được đối phương đang căng thẳng, sợ hãi và thêm đôi chút chờ mong. Cô ấy có phải Dư Nghiệt Phu giáo hay không cũng chẳng quan trọng là Lý Trạch Vũ ta muốn bảo vệ cô ấy bình an vô sự. Giọng điệu nghênh ngang của Lý Trạch Vũ dường như có khả năng thẩm thấu, trực tiếp truyền vào tai tất cả những người đang có mặt. Không ai chú ý tới việc cơ thể thướt tha của Tề Tiên Nhi đang khẽ run rẩy, cảm động đến nỗi lặng lẽ rơi lệ. Không còn nghi ngờ gì nữa, câu nói này sẽ đẩy Lý Trạch Vũ vào thế đối đầu với võ lâm chính phái. Cô không ngờ đối phương sẽ vì mình mà làm ra hành động điên cuồng thế này. Vô sỉ, cậu dám đứng về phe Dư Nghiệt tà giáo, vậy thì đừng trách đao của Hồ Mỗ không lưu tình. Xoẹt, Hồ Nhất Phong ra vẻ chính khí, hăm hăm rút đao ra. Ngay khi ông ta vừa dứt lời, nơi Lý Trạch Vũ đang đứng chỉ còn lại chút dư ảnh, chỉ trong chớp mắt đã vọt tới trước. Mặt Hồ Nhất Phong. Tốc độ vô cùng nhanh, mắt thường hoàn toàn không thể thấy rõ. Việc Hồ Nhất Phong có thể lên chức trưởng môn phái không động đã đủ để chứng minh ông ta khôn phải hạng tép diêu, tuy hơi khiếp đảm nhưng phản xạ của ông ta vẫn rất nhanh nhẹn, chỉ mất một thoáng đã chém ra một đao. Thân hình Lý Trạch Vũ nhẹ nhàng và lanh lẹ, dễ dàng tránh thoát, sau đó tung ra một trường. Keng keng! Tình thế cấp bách, Hồ Nhất Phong chỉ có thể vung đao lên chắn. Lý Trạch Vũ không hề dừng lại. Đánh một chưởng vào thân đao. Ầm, cơ thể Hồ Nhất Phong gập xuống, lập tức bay văng ra, đập vào mặt đất, nặng nề nện vào một cái cây trăm tuổi. Trưởng môn, mi dám đả thương trưởng môn bọn ta, chán sống rồi. Bắt hắn. Hơn trăm đệ tử pháo không động lập tức động thủ, ke ngồ. Lý Trạch Vũ cũng chẳng hề khách khí, rút kiếm Trường Thiên khỏi vỏ. Soạt soạt soạt.
hơn 10 tên đệ tử phái Không Động xông lên đầu tiên gần như đồng thời ngã gục xuống đất, tất cả đều chết bởi một luồng kiếm khí. Lý Trạch Vũ cầm kiếm Trường Thiên trên tay như hổ mọc thêm cánh, mỗi lần xuất kiếm đều có thể gạt được mấy cái. Mạng liền. Chỉ trong chốc lát, máu tươi thấm đỏ mặt đất, đệ tử phái Không Động chết hơn phân nửa. Hồ trưởng môn là cường giả cảnh giới tông sư, thế mà còn không tiếp nổi một chiêu của người này. Tiểu tử này đúng là yêu nghiệt, hắn bao nhiêu tuổi thế? Tôi nhớ ra rồi, người kia là Lý Trạch Vũ, hẳn là người giết chết Khương Mộ Bạch. Cảnh tượng này khiến mọi người khiếp hãi. Mạnh, thật sự quá mạnh. 4, 50 tên đệ tử phái Không Động còn sống sót đều không dám xông lên nữa, tất cả nhao nhao lùi về bên cạnh Hồ Nhất Phong đang bị trọng thương. Bây giờ tôi lặp lại lần nữa, tôi nhất định sẽ bảo vệ Tê Tiên Nhi. Ai tán thành, ai phản đối? Lý Trạch Vũ một người một kiếm đứng ngạo nghễ trong gió lạnh, trên người tỏa ra sát khí ngùn ngụt, giọng nói lạnh. Lùng khiến người nghe tê dại ra đầu. Hắn không thích nói nhảm, hơn nữa hắn hiểu rằng vũ lực là thứ đạo lý cứng rắn nhất. Thay vì chơi bài tình cảm làm nói lý với đám người này, chỉ bằng thể hiện sức mạnh khủng bố còn hơn. Không phục thì giết đến khi chịu phục mới thôi. Lý Trạch Vũ, anh có biết anh làm vậy là đang đối nghịch với toàn thiên hạ hay không? Trương Bách Khâm lấy hết dũng khí nói ra một câu. Lý Trạch Vũ liếc xéo đối phương, toát ra sát ý, vậy là cậu định phản đối. Tôi. Trương Bách Khâm đón lất ánh mắt lạnh băng của đối phương, nuốt ngược như ung lời đang định nói vào trong. Phế vật. Lý Trạch Vũ vốn ngứa mắt Trương Bách Khâm, chỉ cần đối phương dám to gan nói phải là hắn chắc chắn sẽ hạ đòn sát thủ. Hẳn chẳng quan tâm đến thế lực đạo môn gì hết. Bị chửi là phế vật trước nhiều người như vậy, Trương Bách Khâm tức đến mức tím mặt. Cự Vân Tử ở bên cạnh cũng hiểu ý, nhắc nhở, thiếu chủ, người này rất mạnh, tạm thời đừng nên trở mặt. Dù rất không cam lòng nhưng Trương Bách Khâm chỉ có thể âm thầm ghi lại món nợ này. Nếu không ai phản đối thì các người có thể đi rồi. Lý Trạch Vũ nói như ra lệnh. Tôi phản đối. Một giọng nói vô cùng ngọt ngào bất ngờ vang lên. Mọi người lần theo hướng phát ra giọng nói, cùng thấy một cô gái xinh đẹp yêu kiều bước tới trước mặt Lý Trạch Vũ. Cô gái mặc một bộ váy dài trắng muốt, bên ngoài khác một chiếc áo lông chồn màu đen. Cô nàng khoảng 20 tuổi, đôi mắt trong veo sáng ngời, mày cong lá liễu, da thịt trắng nõn không chút tì vết hơi ửng hồng, đôi môi mỏng như cánh hoa hồng ướt át. Lý Trạch Vũ từng gặp đủ loại tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng không có ai mang phong cách giống cô gái trước mặt. Đẹp mà không tục. Sắc nét mà chẳng là lơi, vừa nhìn đã thấy nuột. Cô ta là ai? Lý Trạch Vũ khế hỏi. Con gái của đảo chủ đảo Thiên Đường Cung Nghê Thường, là đệ nhất mỹ nữ giới võ lâm. Mục Hãng Sinh đứng bên cạnh thì thào giải thích, Lý Trạch Vũ gật gù như có điều suy nghĩ, nheo mắt nhìn Cung Nghê Thường, nhếch môi cười lạnh, có phải người thấy mình rất xinh đẹp nên tôi sẽ không nỡ giết cô hay không? Trong lúc nói chuyện, trên người hắn tỏa ra sát khí lạnh băng, không hề che giấu. Phái nữ thì cần thương hoa tiếc ngọc thật, nhưng điều kiện tiên quyết là đó phải là người phụ nữ thuộc về mình. Tác phong làm việc của Lý Đại Đương gia là như thế đấy. Dù cô là cao thủ võ lâm hay cô gái xinh đẹp nhất thì Lý Trạch Vũ cũng không quan tâm đến cô đâu. Nếu có bản lĩnh thì cô cứ thẳng tay giải quyết tôi, không thì đừng có ra vẻ trước mặt tôi nữa, bằng không, Giê-xu cũng không cứu nổi cô đâu. Người trẻ tuổi không nên kiêu căng quá. Cung Nghê Thường đứng bên cạnh ông lão râu bạc bình tĩnh nói. Đừng tưởng mình có chút bản lĩnh thì cho rằng bản thân giỏi nhất thế giới, chẳng qua anh cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lý Trạch Vũ cười lạnh và nói, tạm thời không nói đến việc tôi có phải là người giỏi nhất hay không, tôi chỉ muốn hỏi là. Không kiêu ngạo liệu có còn là người trẻ tuổi sao? Hắn giơ kiếm trong tay chĩa thẳng về phía đối phương và đằng đằng sát khí nói, không phục thì tới đây so chiêu đi, đừng đứng đó nói nhảm nữa. Mục Hằng Sinh đứng bên cạnh cố ý giới thiệu cho hắn. Người này là người đứng đầu trong số 4 người bảo vệ đảo Thiên Đường, tên Đường Thành Nghiêu, thực lực mạnh hơn tôi. Sư Thái Diệt Tình cũng lên tiếng nhắc nhở, 10 năm trước, thực lực của Đường Thanh Nghiêu đã đạt tới cảnh giới võ thánh, Lý Thiếu Hiệp không nên khinh thường. Sư Thái yên tâm. Mặc dù Lý Trạch Vũ trả lời Sư Thái Diệt Tình nhưng ánh mắt hắn lại dừng trên người Tề Tiên Nhi. Dường như hắn muốn nhắn nhủ với cô ta rằng, có tôi ở đây thì không ai có thể động tới một sợi lông tơ của cô. Tề Tiên Nhi cảm động tới mức rơi lệ, chỉ có thể im lặng gật đầu. Nếu cẩu phú quý và vật tương vong có mặt ở đây thì sẽ nói với Lý Đương gia một câu, thiếu gia quá lợi hại, chỉ với vài câu nói đã bắt được trái tim của người đẹp tuyệt sắc.
Nếu vậy thì để Đường Mỗ thỉnh giáo bản lĩnh của các hạ. Đường Thanh Ngưu cầm gậy lang nhà trong tay, bình tĩnh tiến lên phía trước vài bước. Dừng lại. Cung Nghê Thường lập tức giơ tay ngăn cản Đường Thanh Ngưu, ông Đường đừng kích động, tôi còn vài lời muốn nói với Lý Thiếu Hiệp. Đường Thanh Ngưu nhíu mày, tuy ông ta rất khó chịu với Lý Trạch Vũ nhưng vẫn dừng bước. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Cung Nghê Thường bình tĩnh bước tới trước mặt Lý Trạch Vũ rồi cúi người hành lễ, Lý Thiếu Hiệp đừng hiểu lầm, tôi không hề có ý muốn chống đối anh. Lý Trạch Vũ không đáp lời cô ấy ngay mà tươi cười nhìn Đường Thanh Ngưu rồi mỉa mai, ông nên cảm thấy may mắn vì bản thân chưa ra tay, nếu không bây giờ ông đã chết rồi. Kiêu ngạo, khí phách, chỉ có bốn chữ này mới miêu tả đúng về Lý Đương gia. Ít nhất những người có mặt ở đây đều cảm thấy như thế. Khóe miệng Đường Thanh Ngưu giật giật, chẳng qua mình chỉ không ra khỏi đảo vài năm thôi mà, lẽ nào người trẻ tuổi bây giờ đều ngạo mạn như vậy sao? Nếu Cung Nghê Thường không ngăn cản, ông ta đã cho đối phương biết thế nào là lợi hại. Cung tiểu thư muốn nói gì? Lý Trạch Vũ không thèm quan tâm đến phản ứng của mọi người mà nhìn chăm chằm Cung Nghê Thường. Cung Nghê Thường dịu dàng nói, là như vậy, hiện tại đảo Thiên Đường của chúng tôi có thập đại thiên quan, Lý Thiếu Hiệp còn trẻ mà lại có bản lĩnh như vậy, nếu anh hứng thú có thể tới đảo Thiên Đường vượt ải bất cứ lúc nào. Thập đại thiên quan, Lý Trạch Vũ nghe mà chẳng hiểu gì cả. Cũng may bên cạnh hắn có một quyển bách khoa toàn thư sống về giang hồ như Mộc Hằng Sinh. Thập đại thiên quan của đảo Thiên Đường cửa sau khó hơn cửa trước, nhưng trong mỗi cánh cửa đều có bảo vật giá trên trời. Nhưng bọn họ có một quy định, tuổi của người tham gia vượt cửa ải phải nhỏ hơn 30, người ngoài 30 không được phép tham gia vượt ải. Cung Nghê Thường thấy võ công của Lý Trạch Vũ lợi hại nên mới cố ý mời đối phương. Tại sao người hơn 30 tuổi không được tham gia vượt cửa ải? Lý Trạch Vũ khó hiểu hỏi. Mộc Hằng Sinh giải thích, tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà người hơn 30 tuổi đến tham gia vượt cửa ải thì thiên quan không hề có phản ứng gì cả. Thần kỳ vậy sao, đúng là kỳ diệu như vậy đất, cho nên mới có tên gọi là thiên quan. Bên trong thiên quan có bảo vật gì? Chuyện này tôi cũng không biết, bởi vì chưa có người nào vượt ải thành công cả. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ nhíu mày, vượt ải thất bại thì sẽ có hậu quả gì? Chết! Mộc Hằng Sinh giải thích, bên trong thiên quan có rất nhiều cơ quan, nếu vượt ải thất bại thì người tham gia vượt ải chắc chắn sẽ chết. Chậc, Lý Trạch Vũ không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như thế, hắn không kiềm lòng được mà hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Cung Nghê Thường cũng thay đổi. Vừa mở miệng đã muốn đẩy hắn vào chỗ chết, người phụ nữ này cũng không phải người tốt lành gì. Xin nhận ý tốt của Cung Tiểu Thư, đợi ngày nào đó đầu óc tôi có vấn đề nhất định sẽ tới đảo Thiên Đường thăm hỏi. Lời nói này của Lý Trạch Vũ làm Cung Nghê Thường dở khóc dở cười. Được rồi, bây giờ tôi hỏi lần cuối, còn ai muốn động tới Tề Tiên Nhi thì dũng cảm bước lên một bước đi. Lý Trạch Vũ cao giọng hỏi. Người của các môn phái lớn tôi nhìn anh nhìn tôi, nhất thời do dự không dám quyết định, cuối cùng bọn họ nhìn về phía Tam Đại Thánh Địa và Đạo Môn. Còn Tiêu Giao Cung thì bọn họ không thể trông cậy được rồi. Lý Trạch Vũ là cấp bậc sư thúc tổ. Những người thuộc phe của Bạch Tố Y chắc chắn sẽ nghe lời hắn. Trương Bách Khâm không cảm lòng rời đi như vậy nhưng anh ta lại e sợ sự mạnh mẽ của Lý Trạch Vũ, vì vậy anh ta đẩy vấn đề khó khăn này cho Hòa Thượng Giác Trí. A-di-đà Phật. Hòa Thượng Giác Trí niệm Phật hiệu rồi chắp tay trước ngực và nói, Lý Thí Chủ, Tề Thí Chủ là tàn dư của tà giáo, tại sao cậu lại chấp mê bất ngộ như thế? Ông đây thích như thế, con lừa chọc nhà ông quản được sao? Lý Trạch Vũ rất muốn trả lời như vậy nhưng hắn không muốn trở thành kẻ địch của cả võ lâm. Không phải hắn sợ mà là điều đó không đáng. Nói gì đi nữa hẳn cũng là sư thúc tổ của Tiêu Giao Cung, cho nên phải suy nghĩ vì hoàn cảnh của Tiêu Giao Cung. Khụ khụ. Lý Trạch Vũ hắng giọng rồi nói, Tề Tiên Nhi không phải tàn dư của Vu giáo, thật ra cô ấy cũng bị đám tàn dư của Vu giáo hại mà thôi. Không sao, đồ đệ của tôi là người bị hại, không phải là tàn dư của Vu giáo. Sư Thái Diệt Tình cũng phụ họa theo. Hòa Thượng Giác Trí im lặng vài giây rồi nói, lão nạp xin hỏi Lý Thí Chủ và Sư Thái Diệt Tình một câu, nếu Tề Tiên Nhi làm ra việc gây nguy hiểm cho người dân trong thiên hạ thì ai là người gánh vác hậu quả? Một mình ông đây sẽ chịu trách nhiệm, Lý Trạch Vũ lập tức bày tỏ thái độ. Tề Tiên Nhi cảm động không nói nên lời, tóm lại một câu, cho dù bây giờ Lý Trạch Vũ bảo cô ta đi chết, có lẽ cô ta sẽ đồng ý không chút do dự. Bồn tỏa cũng sẽ chịu trách nhiệm, Sư Thái Diệt Tình cũng trả lời không chút do dự. Thái độ và câu trả lời của hai người là các môn phái lớn rất hài lòng.
Hòa thượng Giác Trí gật đầu và nói, nếu đã như vậy chúng ta không nên làm khó Tề thí chủ nữa, mọi người nghĩ sao? Dù sao cũng đã có người ra mặt đảm bảo, bọn tôi cũng không còn gì để nói, nhưng mà... Trương Bách Khâm quái gở nói, chắc chắn là Tề Tiên Nhi biết rất nhiều tàn dư còn sót lại của Vu giáo, nếu cô ta thật lòng bỏ ác theo thiện thì phải nói hết sự thật ra, không được giấu giếm. Ừ, Trương thí chủ nói có lý. Đúng, cô ta phải nói cặn kẽ về tàn dư của Vu giáo mới được. Như vậy chúng ta mới có thể tiêu diệt sạch sẽ những kẻ tàn dư của tà giáo. Mọi người nhốn nháo. Trương Bách Khâm thầm cười lạnh, anh ta biết Lý Trạch Vũ rất quan tâm Tề Tiên Nhi cho nên anh ta sẽ không để đối phương được như ý. Con mẹ nói, Lý Trạch Vũ cầm trường kiếm, bước từng bước về phái Trương Bách Khâm. Nếu hôm nay không đánh cậu một trận, ông đây không mang họ Lý. Thấy chuyện này sắp lắng xuống, tên hề nhảy nhót Trương Bách Khâm lại tới gây rối. Nhất định không thể bỏ qua. Lý Trạch Vũ hoàn toàn tức giận, quyết định dạy dỗ tên tiểu quỷ này một bài học. Anh muốn làm gì, tôi là thiếu chủ đạo môn đấy. Trương Bách Khâm thấy Lý Trạch Vũ đằng đằng sát khi đi tới, vội vàng trốn sau các đệ tử của đạo môn. Các đệ tử đạo môn do Cự Vân Tử dẫn đầu đều rút kiếm ra, nhìn chằm chằm hắn. Mẹ nói, hôm nay dù là lão tổ đạo môn đích thân đến cũng không cứu được cậu đâu. Xoẹt! Lý Trạch Vũ giơ thanh kiếm Trường Thiên lên, chuẩn bị ra tay. Sư thúc tổ, bình tĩnh đã. Vào lúc quan trọng, Bạch Tố Y nắm lấy áo của hắn. Buông ra! Lý Trạch Vũ tức giận hét lên. Bạch Tố Y cũng rất ghét Trương Bách Khâm, nhưng ngại thân phận thiếu chủ đạo môn của đối phương, hơn nữa tam đại thánh địa luôn đoàn kết với nhau. Nếu bây giờ Lý Trạch Vũ muốn ra tay dạy dỗ Trương Bách Khâm một bài học, điều này chẳng khác nào khiến Tiêu Giao Cung bị người đời cười chê. Yên tâm, nếu đạo môn dám gây rắc rối cho Tiêu Giao Cung, tôi sẽ trở về phá vỡ cái ổ của cậu tai. Lý Trạch Vũ tức giận nói. Nhưng Bạch Tố Y vẫn nắm lấy hắn không buông, khuyên, sư thúc tổ, anh bình tĩnh một chút đi, đừng khiến sư tôn tôi khó xử. Lý Trạch Vũ, thôi đi. Tề Tiên Nhi cũng bước lên can ngăn. Không được. Lý Trạch Vũ vẫn kiên quyết, tôi nói rồi, hôm nay không dạy dỗ cậu ta thì tôi không phải họ Lý, ai đến cũng không cản được. Thấy hắn đã quyết tâm muốn dạy dỗ Trương Bách Khâm, sư Thái Diệt Tình cũng khuyên, Lý Thiếu Hiệp muốn dạy cho cậu ta một bài học thì không cần phải vội, sắp tới có đại hội võ lâm, khi đó Lý Thiếu Hiệp có thể công khai thách đấu cậu A trước mặt thiên hạ. Đại hội võ lâm. Lý Trạch Vũ giật mình, tham gia đại hội võ lâm có thể đánh cậu ta. Không chỉ đánh, cho dù cậu giết cậu ta, cũng không ai dám nói gì. Mộc Hằng Sinh ở bên cạnh giải thích. Đôi mắt Lý Trạch Vũ đột nhiên sáng lên, ông nói thật chứ? Làm sao tôi dám lừa cậu? Mộc Hằng Sinh cam đoan nói. Bạch Tố Y cũng phụ họa theo, sư Thái Diệt Tình và vị tiên sinh này nói đúng, Tiêu Giao Cung chúng tôi sắp tham gia đại hội võ lâm, đến lúc đó chắc chắn sẽ giao đấu với người của đạo môn, sư thúc tổ có thể nhân cơ hội này dạy dỗ cái tên nhị thế tổ kia. Được rồi, để cậu ta sống thêm vài ngày nữa, nhưng... Lý Trạch Vũ còn chưa nói xong thì thân hình chợt xuất hiện trước mặt các đệ tử đạo môn. Rầm rầm rầm, 7-8 đệ tử đạo môn lần lượt bay ngược ra sau. Một tay Lý Trạch Vũ túm lấy cổ áo Trương Bách Khâm, nhấc bổng anh ta lên cao, rồi sau đó là mấy cái tát. Ông đây đã nói hôm nay sẽ đánh cậu thì nhất định sẽ đánh cậu. Chát chát chát. Trương Bách Khâm bị đánh mờ cả mắt, mắt thường có thể thấy khuôn mặt tuấn tú ban đầu của anh ta đã sưng lên vài phần. Đồ khốn, thả thiếu chủ ran. Cự Vân Tử biết rõ mình không phải đối thủ của Lý Trạch Vũ nhưng không chút do dự lao về phía trước. Vậy mà, Cự Vân Tử, lão phu đến thỉnh giáo cậu mấy chiêu. Tại thời khắc quan trọng, Mộc Hằng Sinh đột nhiên xuất hiện, ngăn Cự Vân Tử, Lý Trạch Vũ ngạc nhiên, không ngờ Mộc Hằng Sinh lại xông ra. Dù sao đạo môn cũng là một trong tam đại thánh địa, người bình thường cũng không dám chọc vào. Chát chát chát. Lý Trạch Vũ tát cho Trương Bách Khâm thêm vài cái tát rồi ném anh ta xuống đất. Rất mạnh, Hồ Nhất Phong đang dưỡng thương cách đó không xa cũng run lên vì sợ hãi. Hắn dám đánh cả thiếu chủ đạo môn, khiến ông vô cùng khâm phục, mối thù trong lòng thoáng cái đã tan biến. Ánh mắt Cung Nghê Thường lóe lên, không ai biết cô ấy đang nghĩ gì. Đường Thanh Nghiêu ở một bên thở dài nói, đúng là một nhân vật đáng gờm, tuổi trẻ đầy khí thết. Các ni cô phái Nga Mi nhìn Lý Trạch Vũ đầy ngưỡng mộ. Người xuất gia thì sao? Người xuất gia cũng sẽ bị người thường cảm động mài. Thậm chí nhiều ni cô còn nghĩ rằng nếu Lý Trạch Vũ sẵn sàng chấp nhận họ,
họ sẽ không do dự mà lập tức hoàn tục. Các nữ đệ tử của Tiêu Giao Cung thì càng không cần phải nói. Nếu không phải vì thân phận sư thúc tổ này, dù có phải đổ tiền ra họ cũng sẵn sàng. Người đẹp trai, thân thủ lại tốt, quan trọng là còn có khí phách anh hùng, hỏi trên đời có cô gái nào có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn này. Chỉ có Trương Bách Khâm muốn chết mà thôi. Rõ ràng là thiếu chủ đạo môn, một trong hai hào kiệt của giới võ lâm, hôm nay lại bị người ta đánh thành đầu heo trước mặt thiên hạ. Thật nhục nhất keng keng. Cự Vân Tử một kiếm đẩy lui Mộc Hằng Sinh, người sau đang định xông lên lần nữa. Đủ rồi, Lý Trạch Vũ hét lớn, đến đây thôi, đừng ép ông đây giết người. Trên người hắn toát ra một luồng sát khí, khiến đám người Cự Vân Tử không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta đi, Trương Bách Khâm là người ra lệnh. Anh ta thật sự không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa, trước khi rời đi còn lườm Lý Trạch Vũ đầy oán giận. Thề nhất định sẽ không bỏ qua. Tuy vậy, Lý Trạch Vũ không thèm quan tâm, dù sao hắn cũng định đánh chết tên hề này ở đại hội võ lâm rồi. Sư Thái Diệt Tình, Thiếu Lâm Tự chúng tôi xin cáo từ. Hòa Thượng Giác Trí chắp tay thi lễ, sau đó mời Lý Trạch Vũ, Lý Thiếu Hiệp, phương trưởng của chúng tôi mấy ngày nay luôn nhớ đến cậu, nếu có thời gian thì hãy đến Thiếu Lâm Tự. Người xuất gia không nói dối, những lời này không phải là lời khách sáo. Lần đó ở núi Thương Nam, Hòa Thượng Giác Viễn không thể đưa Lý Trạch Vũ đến Thiếu Lâm Tự, phương trưởng Đức Viễn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Người ta khách sáo, Lý Trạch Vũ nhất định sẽ đáp lễ, chắp tay nói, yên tâm, có cơ hội sẽ tới làm phiền. Giác Trí gật đầu, sau đó dẫn đầu nhóm đầu chọc xuống núi. Các môn phái khác cũng không muốn ở lại nữa, lần lượt chào Sư Thái Diệt Tình, nhưng cũng không quên khách sáo với Lý Trạch Vũ. Kẻ mạnh ở đâu cũng được tôn trọng, đây là đạo lý bất biến từ xưa đến nay. Cuối cùng là người của Đảo Thiên Đường rời đi. Cung Nghê Thường không chào Sư Thái Diệt Tình mà chỉ cười quyến rũ với Lý Trạch Vũ, Lý Thiếu Hiệp, đừng quên lời hứa của chúng ta nhé. Lời này nghe thế nào cũng mang theo một chút ý nghĩa mập mờ. Bạch Tố Y nhìn bóng lưng Cung Nghê Thường rời đi, lẩm bẩm mắng một câu, hồ ly tỉnh. Lý Trạch Vũ không nói gì. Dù sao hắn cũng rất hiểu bản tính thích so sánh của phụ nữ. Bạch Tố Y thường xuyên đeo mạng che mặt, ngoại hình chưa từng lộ diện trước người khác nên ít ai biết rằng nhan sắc của cô ấy không hề thua kém Cung Nghê Thường. Không phục là điều đương nhiên. Ông vừa ra tay với đám người đạo môn, không sợ họ trả thù sao? Lý Trạch Vũ có một chút kính trọng với Mộc Hằng Sinh. Nếu tôi đã quyết định theo Lý Thiếu, thì chuyện này là điều đương nhiên phải làm. Mộc Hằng Sinh nở nụ cười, hơn nữa, có cậu chống lưng thì tôi còn sợ gì nữa. Nghe thấy những lời này, Lý Trạch Vũ cảm thấy rất thoải mái. Hắn vỗ nhẹ vai Mộc Hằng Sinh, đầy khí phách nói, sau này, nếu có ai dám bắt nạt ông, tôi sẽ lập tức giết người đó, trời có sập tôi cũng sẽ bảo vệ ông. Mộc Hằng Sinh rơm rớm nước mắt, lão ta hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay vẫn luôn cô độc một mình, mãi mới nhận một người có tài làm đệ tử, thế mà không ngờ thầy trò lại không có chung suy nghĩ với nhau, cuối cùng mỗi người mỗi nẻo. Nhưng từ nay về sau đã khác rồi. Lão ta đã có chỗ dựa, hơn nữa còn là một chỗ dựa hơi bị trâu bò. Cảm giác thế này thật là quá xá đất. Lý Thiếu yên tâm, họ Mộc này xin thề, từ này về sau chắc chắn sẽ hết lòng vì ngài, chết cũng không từ. Mộc Hằng Sinh giơ ba ngón tay lên, lập lời thề son sắt, nếu như làm trái tôi sẽ chết không được tử tế. Thôi đi, mấy kiểu thề thốt thế này có quỷ mới tin. Lý Trạch Vũ bĩu môi, cười gượng nói, ông có trung thành hay không, thiếu gia đây có thể tự cảm nhận được. Mộc Hằng Sinh gật đầu, thầm ra quyết định sẽ dùng hành động để chứng minh lời thề của mình. Tiên nhi, may mà có Lý Thiếu Hiệp, con mới có thể bình yên vượt qua nguy hiểm lần này. Sư Thái Diệt Tình chân thành nói, cho dù sau này có ra sao, cũng không được quên công ơn của Lý Thiếu Hiệp, đã biết chưa? Vâng, đệ tử xin nghe theo lời dạy bảo của sư phụ. Ngay sau đó Tề Tiên Nhi cũng chân thành cúi người hành lễ với Lý Trạch Vũ, nếu như sau này cần dùng đến tôi, thì cứ việc lên tiếng. Khụ khụ, Lý Trạch Vũ hắng giọng, cười kha kha, không dám không dám. Lý Thiếu Hiệp, Sư Thái Diệt Tình tiến lên mấy bước, nói, Bần Nhi vẫn còn có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không? Nếu đã biết là một yêu cầu quá đáng, thế còn nói làm cái gì? Lý Trạch Vũ lẩm bẩm trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, Sư Thái có gì hãy nói đi, đừng ngại. Là thế này, Lý Thiếu Hiệp cũng biết mấy hôm nữa là đến Đại hội Võ Lâm 10 năm một lần,
Bần Ni muốn mời Lý Thiếu Hiệp đại diện cho phái Nga Mi đi tham gia. Sư Thái Diệt Tình nói ra mục đích của mình. Sau khi tận mắt chứng kiến thực lực của Lý Trạch Vũ, bà có thể chắc chắn rằng nếu như người ngày tham gia đại hội võ lâm, nhất định sẽ là người đứng đầu. Đó không phải là điều bất ngờ gì. Mà nếu như Lý Trạch Vũ đại diện cho phái Nga Mi giành được vị trí dẫn đầu, thế thì địa vị của phái Nga Mi trong giang hồ cũng sẽ lên như thuyền gặp nước, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ mà đến gia nhập tông môn. Vinh quang của Nga Mi nằm trong tầm tay. Sư thúc tổ, không được đâu. Bạch Tố Y vội vàng cắt ngang lời bà, đồng thời âm thầm trừng mắt với Sư Thái Diệt Tình. Lý Trạch Vũ chính là sư thúc tổ của Tiêu Giao Cung, nếu như tham gia đương nhiên cũng phải là đại diện cho Tiêu Giao Cung, Sư Thái Diệt Tình có khác gì đang đào chân tường nhà khác đâu. Là Bần Ni đã nói sai rồi. Sư Thái Diệt Tình áy náy nói. Bà biết mình làm như vậy không ổn thỏa, nhưng bà ấy cũng chẳng còn cách nào khác. Phái Nga Mi ngày càng đi xuống, bà thật lòng cũng chỉ muốn nhìn thấy phái Nga Mi lớn mạnh trước khi mình ra đi mà thôi. Mà đại hội võ lâm lần này sẽ là hy vọng duy nhất. Lý Thiếu Hiệp, Ni Cô Tuệ Anh chắp tay hành lễ, nếu như anh đồng ý đại diện phái Nga Mi chúng tôi tham gia đại hội võ lâm, thì toàn phái Nga Mi chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa này. Lý Thiếu Hiệp xin hãy đồng ý. Xin Lý Thiếu Hiệp hãy đồng ý. Cộp cộp, đệ tử phái Nga Mi lục tục quỳ xuống. Bạch Tố Y ở bên cạnh cũng ngây người. Hành động này của phái Nga Mi chính là đang lấy đạo nghĩa ra để ép buộc. Nếu như Lý Trạch Vũ không đồng ý thì sẽ thành người có tội. Điều này khiến cô ấy rất không vui. Sư Thái, bà cũng biết tôi là sư thúc tổ của Tiêu Giao Cung mà, nếu như đại diện cho phái Nga Mi tham gia đại hội võ lâm, thế thì sẽ rất lúng túng. Lý Trạch Vũ khéo léo từ chối. Sư Thái Diệt Tình thở dài một hơi, không còn cách nào đành phải chấp nhận sự thật. Nhưng mà, bỗng nhiên Lý Trạch Vũ lại lên tiếng, hiện giờ tôi muốn biết. Đến lúc đó Sư Thái sẽ cho những đệ tử nào tham gia đại hội vậy? Sư Thái Diệt Tình đưa mắt nhìn qua đám đệ tử, cuối cùng dừng lại ở Ni Cô Tuệ Anh và Tề Tiên Nhi. Đã hiểu, Lý Trạch Vũ cười rừng rưng, thế này đi, tôi có thể đảm bảo lần này người của phái Nga Mi sẽ giành được chức quán quân của đại hội võ lâm. Nói câu nào? Là chấn động câu đấy. Khiến tất cả Sư Thái Diệt Tình và đám đệ tử phái Nga Mi đều ngạc nhiên nhìn hắn. Nếu như Lý Thiếu Hiệp tham gia đại hội, thì chắc chắn sẽ đánh bại tất cả anh hùng trong thiên hạ. Ni Cô Tuệ Anh lắc đầu cười khổ, phái Nga Mi chúng tôi sao dám tranh đấu cùng với Lý Thiếu Hiệp. Tôi tham gia đại hội võ lâm cũng chẳng phải vì muốn giành hạng nhất. Lý Trạch Vũ sửng dưng đưa ra một câu giải thích. Mọi người nhất thời trố mắt nhìn nhau. Mà người thông minh như Bạch Tố Y đã đoán ra được suy nghĩ của Lý Trạch Vũ, nói trắng ra hắn tham gia đại hội võ lâm chỉ là để chơi cho vui, thuận tiện quang minh chính tại dạy dỗ Trương Bách Khâm. Có lấy được hạng nhất hay không đối với hắn chẳng quan trọng. Sư Thái Diệt Tình cũng hiểu ra, chắp tay hành lễ, ơn nghĩa của Lý Thiếu Hiệp, phái Nga Mi sẽ không bao giờ quên. Sư Thái đã khách sáo rồi, Lý Trạch Vũ nhìn có vẻ không quá để bụng. Sư Thúc Tổ, vì sao anh lại muốn giúp phái Nga Mi? Bạch Tố Y lại gần bên tai Lý Trạch Vũ thì thầm hỏi, bởi vì cô gái họ Tề kia sao? Lý Trạch Vũ nhún vai, nhỏ giọng giải thích. Cô không nhìn thấy kiếm Trường Thiên trong tay tôi à? Phái Nga Mi đã tặng cho tôi một vật quý giá, đương nhiên tôi phải có đi có lại trả cho người ta rồi. Bạch Tố Y như đang suy nghĩ gì đó gật gật đầu. Lý Trạch Vũ vỗ vỗ bả vai cô ấy, cười khi khi, nhóc con, để sư thúc tổ dạy cho. Cô biết, giang hồ không chỉ đánh đánh giết giết, giang hồ cũng biết đối nhân xử thế nữa đấy. Bạch Tố Y hơi ngẩn người. Dường như không nghĩ đến Lý Trạch Vũ tuổi tác cũng xem mình sẽ nói ra những lời đầy tính triết lý như thế. Trong thoáng chốc, bỗng nhiên cô ấy nhìn thấy thứ cảm xúc gì đó không thể nói rõ trên khuôn mặt của đối phương, là cảm giác buồn bã không thể hiểu được. Đã không còn chuyện gì, chúng tôi cũng không làm phiền mọi người nữa. Lý Trạch Vũ đang định đưa người rời đi. Không ngờ Sư Thái Diệt Tình lại vô cùng nhiệt tình giữ người lại, Lý Thiếu Hiệp xin hãy dừng bước. Lần này cậu đã cứu phái Nga Mi ra khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng, nói thế nào thì cũng nên ở lại đây mấy ngày, để tôi có thể tiếp đãi một phen. Thế này cũng không thích hợp lắm đâu. Đáy lòng Lý Trạch Vũ bỗng nhiên trộn rộn. Phái Nga Mi cũng giống như Tiêu Giao Cung, các đệ tử đều là nữ, cho dù có một số người là Nico, nhưng cũng có không ít Nico xinh đẹp, nhìn cũng bổ mắt. Sư Thái Diệt Tình thấy hắn do dự, vì thế âm thầm nháy mắt với Tề Tiên Nhi. Tề Tiên Nhi hiểu ý nói, ở lại đây thêm mấy ngày đi,
rượu hầu nhi của phái Nga Mi chúng tôi được lắm đấy. Nếu đã như vậy, thì thiếu gia đây cũng, chân trời bao la chính là tình yêu cả ta. Lý Trạch Vũ còn chưa nói xong, điện thoại trong túi áo đã vang lên một hồi chuông. Mở ra xem, là Diệp Khuynh Thành gọi tới. Khoảnh khắc đó, trong lòng đại đương gia Lý rơi lộp bộp một tiếng, nhớ đến tối hôm qua mình lại thả một con chim bồ câu của người ta, người phụ nữ này chắc sẽ không phải muốn chửi mình một trận đâu nhỉ. Ai, chết thì chết vậy. Chửi một trận thôi mà, có gì đáng sợ đâu. Lý Trạch Vũ cắn răng, nhấn nút nhận cuộc gọi, alo. Lý Trạch Vũ, tên khốn nạn. Một tiếng gầm rú giận dữ vang lên, suýt chút nữa xuyên thủng cả màng nhĩ của Lý Trạch Vũ. Nhưng kỳ lạ là, đối phương không phải Diệp Khuynh Thành, mà là Diệp Khinh Nhu. Lý Trạch Vũ ngạc nhiên nói, có phải bà dì của cô chưa hết không? Mới sáng sớm nổi điên cái gì thế? Tên khốn nạn còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi cơ đấy. Dường như Diệp Khinh Như đang rất kích động. Bởi vì thằng tôi như cậu, Khuynh Thành đã bị bệnh rồi. Lý Trạch Vũ nghe Diệp Khinh Nhu trái một câu tên khốn nạn phải một câu chửi thằng tôi, hắn đã rất không vui rồi. Nhưng nghe thấy đối phương nói gì mà Diệp Khuynh Thành bị bệnh, hơn nữa lại còn là vì hắn, sự không vui ban đầu đã biến mất, đồng thời cau mày lại. Diệp Khuynh Thành sao vậy? Con bé đang ở bệnh viện Vũ Cảnh Hoàng Thành, cậu tới là biết thôi. Diệp Khinh Nhu nói xong thì cúp luôn điện thoại. Tâm trạng Lý Trạch Vũ có chút phức tạp, lúc này bèn từ chối lời mời của phái Nga Mị, nói lời tạm biệt, sư thái, tôi còn có nhiều chuyện quan trọng nên không thể ở lại lâu, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Nói rồi lại dặn dò Bạch Tố Y, cô dẫn người về Tiêu Giao Cung đi. Sau đó vẫy vẫy tay với Mộc Hằng Sinh, dẫn đầu bay vút xuống núi rời đi. Mười mấy phút trôi qua, dưới chân núi Nga Mi, Mã Toa Lạp Đế lại biến thành một con ngựa hoang không có dây cương. Lý Thiếu, xin ngài đó, chậm lại chút đi, trái tim bé nhỏ của tôi không chịu nổi. Mộc Hằng Sinh khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm thề, lần sau cho dù có đánh chết lão ta cũng sẽ không trèo lên xe của Lý Trạch Vũ nữa. Quá khủng khiếp, nửa tiếng sau, sân bay Hòa Bình thuộc địa. Mộc Hằng Sinh vừa xuống xe đã nôn thốc nôn tháo. Trong bụng vốn cũng chẳng có gì, chỉ nôn ra mấy ngụm nước chua. Lý Thiếu, tôi không được rồi, cậu đi trước đi. Vị tông sư mạnh mẽ này giờ ỉu xìu như quả cà. Lý Trạch Vũ cũng không làm khó lão ta, dặn dò, ông về Tuyên Thành trước chờ tôi, tiện thể bảo giám đốc của khoa học kỹ thuật Vân Dương cử người tới đây lấy xe. Nói xong thì lao thẳng vào trong sân bay. Thưa anh, không thể mang đồ vật nguy hiểm vào trong sân bay. Lập tức có hai ba bảo vệ lại gần, chỉ vì thanh kiếm Trường Thiên mà Lý Trạch Vũ đang đeo trên lưng quá chói mắt. Lý Trạch Vũ cũng không lằng nhằng nói, đi gọi người phụ trách sân bay của mấy người tới đây. Bảo vệ ở sân bay ít ra cũng có mắt nhìn, thấy Lý Trạch Vũ tỏa ra sự quyền quý, vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường. Vẫn nên có thái độ cẩn thận vâng lời thì tốt hơn, một người bảo vệ gọi người phụ trách sân bay tới. Lúc này Lý Trạch Vũ lấy một giấy tờ chứng nhận trên người ra. Sau đó không hề chần chừ nói, nhanh chóng sắp xếp cho tôi một máy bay trực thăng đến. Hoàng Thành. Người phụ trách sân bay nhìn thấy hai chữ chủ soái trên giấy tờ chứng nhận, lập tức gật đầu bày tỏ không thành vấn đề. Hơn hai tiếng sau, Lý Trạch Vũ xuất hiện bên ngoài sân bay quốc tế Hoàng Thành, chặn một chiếc xe taxi chạy thẳng tới Bệnh viện Vũ Cảnh. Cùng lúc đó, Bệnh viện Vũ Cảnh Hoàng Thành, trong phòng bệnh cao cấp nào đó. Diệp Khuynh Thành đang nằm trên giường bệnh. Vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê. Sao con bé này lại ngốc nghếch như thế, đang êm đẹp lại chạy đi dầm mưa làm cái gì? Lưu Thu Yến đi qua đi lại trong phòng bệnh, nhìn vô cùng lo lắng bất an. Mặc dù Diệp Khinh Nhu đang ngồi, nhưng vẻ mặt của cô ấy cũng nghiêm trọng y hệt. Két! Diệp Chính Bình và Diệp An một trước một sau đi vào. Khuynh Thành thế nào rồi? Diệp An lên tiếng hỏi trước. Lúc này Lưu Thu Yến nước mắt nước mũi nói. Sốt đến 42 độ, bác sĩ đến mấy lần cũng không thể giúp con bé hạ thân nhiệt xuống được, bác sĩ còn nói, nếu như cứ tiếp tục sốt cao không hạ như thế thì con bé có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Không phải chỉ là phát sốt thôi sao? Sao lại nghiêm trọng như thế? Diệp Chính Bình không thể hiểu nổi. Diệp Khinh Nhu lên tiếng giải thích, cha, bác sĩ nói thể chất của Khuynh Thành không giống người thường, mấy vị bác sĩ chuyên gia đã đi nghiên cứu rồi. Diệp Chính Bình cau mày, không vui nói. Đã là lúc nào rồi, nghiên cứu có tác dụng gì? Cha, hay là đi mời Trại Hoa Đà ra tay đi? Diệp An dè dặt đưa ra đề nghị.
Diệp Chính Bình đưa mắt nhìn ông ta, hừ một tiếng, con cho rằng Trại Hoa Đà sẽ tùy tiện ra tay sao? Nghe thấy vậy, trái tim Diệp An cũng dần dần lạnh đi. Trại Hoa Đà chính là người đứng đầu trong giới y học, nhưng cho tới giờ cũng chỉ có mấy người đứng trên đỉnh của kim tự tháp quyền lực, hoặc là đã từng là. Người có đóng góp to lớn đối với Hạ Quốc nước Hạ mới có thể mời ông ấy ra tay. Không hề khoa trương nếu như nói rằng, cho dù là Diệp An, vị thống đốc của hai tỉnh cũng không có đủ tư cách, nói gì đến Diệp Khuynh Thành. Đúng rồi, tài năng chữa trị của thằng nhóc họ Lý không phải cũng được lắm sao? Đột nhiên mắt Diệp Chính Bình sáng lên. Diệp An cũng bừng tỉnh nói, đúng rồi, dựa vào quan hệ của nhà họ Diệp chúng ta và nhà họ Lý hiện giờ, chắc chắn thằng nhóc kia sẽ đồng ý ra tay, em gái. Em đã gọi cho cậu ấy rồi. Diệp Khinh Nhu cắt ngang. Thế người đâu, sao còn chưa tới? Diệp An vừa nói xong, một thanh niên đã vội vội vàng vàng lao vào. Diệp Khuynh Thành đâu, cô ấy sao rồi? Người tới không phải là Lý Trạch Vũ thì là ai? Thấy hắn xuất hiện, tất cả người nhà họ Diệp đều vui mừng vô cùng. Quân Diệp, cậu tới rồi. Diệp Chính Bình đích thân đi lên cầm tay hắn, thành khẩn nói, tình hình của Khuynh Thành không ổn lắm, cậu mau giúp đỡ đi. Lý Trạch Vũ hơi lúng túng rụt tay lại, ngay sau đó đi đến trước mặt Diệp Khuynh Thành. Vừa mới lại gần hắn đã nhận ra có chút gì đó không bình thường. Người bình thường lên cơn sốt, sắc mặt sẽ ửng đỏ nóng bừng, nhưng sắc mặt Diệp Khuynh Thành lại không thay đổi chút nào, giống hệt như ngày thường. Lúc này Lý Trạch Vũ bắt đầu bắt mạch, ngay sau đó sắc mặt liền thay đổi. Khuynh Thành thế nào rồi? Lưu Thu Yến thấy sắc mặt hắn đổi rồi lại đổi, trái tim như vọt lên tận cổ họng. Trước đây khi cô ấy lên cơn sốt, có phải đều không giống với người thường không? Lý Trạch Vũ không đáp mà hỏi lại. Nghe thấy vậy, Lưu Thu Yến và Diệp An nhìn nhau, dường như có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn Khuynh Thành không lên cơn sốt thì thôi, nhưng một khi sốt thì càng khó chữa trị hơn người bình thường. Diệp An chủ động nói rõ tình hình, Lý Trạch Vũ nhíu chặt mày, lại hỏi tiếp, có phải sẽ lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại mấy lần mới có thể hạ sốt đúng không? Đúng, chính là như vậy. Lần này là Lưu Thu Yến trả lời. Mẹ nó, có chút phiền phức rồi đây. Lý Trạch Vũ nhíu mày lại càng chặt hơn. Diệp Khinh Nhu nghỉ ngờ hỏi, không phải chỉ là lên cơn sốt thôi sao? Vì sao lại nghiêm trọng như thế? Lên cơn sốt? Lý Trạch Vũ hừ một tiếng nói, cô có tin hay không nếu như để cô ấy dưới ánh mắt trời một ngày, không đến nửa tiếng đồng hồ cô ấy sẽ bốc cháy toàn thân, cuối cùng chỉ còn là khói bụi không? Hít! Mấy người nhà họ Diệp nghe xong thì hít vào một hơi lạnh. Trạch Vũ! Cậu nhất định phải cứu lấy Trạch Vũ, tôi cầu xin cậu. Lưu Thu Yến kích động tới nỗi vành mắt đỏ ửng. Lý Trạch Vũ an ủi, bác gái bác đừng lo lắng quá, cháu sẽ nghĩ cách. Bà đừng làm phiền Trạch Vũ nữa. Diệp An của trách một câu. Diệp Khinh Nhu cũng đi tới kéo chị dâu ra, không để bà ấy làm nhiễu loạn suy nghĩ của Lý Trạch Vũ nữa. Trước tiên tôi chỉ có thể hạ thân nhiệt của cô ấy xuống, chờ đến buổi tối khi nhiệt độ xuống thấp nhất. Tôi sẽ đưa cô ấy tới sông băng để điều trị. Lý Trạch Vũ nói ra suy nghĩ của mình. Có thể thành công không? Diệp Chính Bình lo lắng không yên hỏi. Lý Trạch Vũ cười khổ gật đầu nói, chắc là có thể. Mặc dù khí thế của hắn có hơi yếu ớt, nhưng mấy người nhà họ Diệp đều nghe ra sự kiên định trong đó. Mọi người ra ngoài trước đi, trong một giờ đồng hồ không được để cho ai khác vào trong này làm phiền. Lý Trạch Vũ dặn dò. Diệp Chính Bình phất tay. Chủ động đưa con trai con gái ra ngoài phòng bệnh, trước khi đi, Diệp Khinh Nhu còn trịnh trọng nói một câu, Lý Trạch Vũ, nhờ vào cậu. Yên tâm đi. Lý Trạch Vũ cố gắng nở nụ cười, muốn để đối phương có thể yên tâm. Két. Giây phút cửa phòng bệnh đóng lại, Lý Trạch Vũ quen tay cởi nút áo trước ngực Diệp Khuynh Thành. Tôi vì cứu cô, chứ không phải là muốn chiếm lợi gì đâu. Tây vực, sông băng thác mộc, một nam một nữ, hai bóng người xuất hiện trên đường gập ghềnh. Diệp Khuynh Thành nhìn thiên nhiên kỳ diệu, tâm trạng của cô vô cùng thoải mái. Lý Trạch Vũ nắm tay cô đi từng bước về phía trước. Tôi mệt. Diệp Khuynh Thành thở hổn hển, đây đã là lần nghỉ dừng chân thứ 6 của bọn họ. Cho dù cô cố hết sức nhắc nhở bản thân phải kiên trì, nhưng gánh nặng cơ thể khiến cô bất lực. Lý Trạch Vũ lấy một cái bình giữ nhiệt trong túi ra đưa đến trước mặt cô, uống nước sôi để làm ấm người. Tôi không lạnh, anh uống đi. Diệp Khuynh Thành mỉm cười. Lý Trạch Vũ cũng không từ chối, cho dù thể chất cơ thể hắn khác người bình thường,
nhưng dưới thời tiết âm 20 độ như bây giờ, đến hắn cũng không chịu nổi. Hắn uống xong thì nhanh chóng đậy nắp lại, để tránh nước sôi đóng băng. Diệp Khuynh Thành ngồi trên nền tuyết, cô tận hưởng ánh mặt trời. Robert, Lý Trạch Vũ châm một điếu thuốc lá, hắn thở ra khí lạnh và khói thuốc. Bệnh của tôi thật sự nghiêm trọng vậy sao? Diệp Khuynh Thành bỗng hỏi. Rất nghiêm trọng. Vậy tôi sẽ chết sao? Xuyệt xuyệt xuyệt, có Lý Thần Y tôi ở đây, Diêm Vương muốn gặp cô cũng phải đi đường vòng. Lý Trạch Vũ thoải mái đáp lại. Diệp Khuynh Thành nở nụ cười, cô vẫy tay nói, anh ngồi xuống bên cạnh tôi đi. Lý Trạch Vũ cũng không giả mồm, hắn đi qua ngồi xuống. Diệp Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn Lý Trạch Vũ, sau đó cô chủ động ôm lấy cánh tay của hắn. Cũng trong phút giây này, cô có thể cảm nhận rõ ràng được hô hấp của mình trở nên dồn dập. Lý Trạch Vũ muốn đẩy ra, không ngờ, đừng buông tay. Giọng Diệp Khuynh Thành vô cùng kiên định, Lý Trạch Vũ chỉ có thể vui vẻ chấp nhận. Anh biết không, mấy năm nay anh thường xuyên xuất hiện trong đầu tôi, trong giấc mơ của tôi. Ban đầu tôi rất hận anh, cực kỳ hận. Thế nhưng sau đó tôi dần dần buông xuống, bởi vì tôi biết hận anh cũng vô dụng, làm người phải biết tiến về phía trước. Sau đó, thân bất do kỷ tôi được người nhà sắp xếp một cuộc hôn nhân, tôi rất muốn chạy trốn, nhưng lại không trốn được, khi tôi chuẩn bị chấp nhận số mệnh. Anh xuất hiện. Diệp Khuynh Thành nói đến đây, hai mắt hơi phiếm hồng. Tôi vốn chỉ nghĩ rằng bản thân đã hoàn toàn buông xuống, cho dù anh xuất hiện trước mặt tôi thì lòng tôi vẫn lặng như nước, nhưng khi thật sự nhìn thấy anh, tôi mới phát hiện bản thân sai rồi. Khi đó tâm trạng tôi rất phức tạp, cũng vô cùng mê mang, không biết có nên tiếp tục hận anh hay không. Cho đến khi anh cứu tôi ra khỏi bể khổ, tôi phát hiện bản thân thật sự không hận anh, thậm chí còn biết ơn anh. Diệp Khuynh Thành nói xong, cô rất tự nhiên dựa đầu vào vai Lý Trạch Vũ. Mà Lý Trạch Vũ cũng không quấy rầy, hắn lẳng lặng làm người nghe. Vào một buổi chiều cách đây không lâu, tôi vô tình nghe thấy ông nội và ông cố tôi nói chuyện, khi đó tôi mới biết được thật ra anh cũng là người bị hại. Giọng Diệp Khuynh Thành hơi run. Nhà họ Tần vì châm ngòi mâu thuẫn giữa nhà họ Lý và nhà họ Diệp, nên đã âm thầm bày ra án phong lưu năm đó. Cô là người bị hại, Lý Trạch Vũ cũng vậy. Ba năm đó, cô phải chịu vô số ánh mắt xem thường và trào phúng, nhưng hắn cũng phải trải qua 3 năm trong tù. Mặc dù 3 năm không gặp, anh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhưng tôi biết. Chắc chắn anh phải chịu rất rất nhiều khổ cực. Diệp Khuynh Thành nức nở nói, tôi xin lỗi, tôi không nên trách anh, lại càng không nên hận anh. Lý Trạch Vũ rít mạnh hơi thuốc cuối cùng, hắn vùi tàn thuốc vào trong tuyết, nhếch miệng cười nói, đều là quá khứ. Cho dù có nhiều lý do đi chăng nữa, hắn thật sự muốn cơ thể người ta là sự thật không thể tranh cãi. Nghỉ ngơi đủ chưa, chúng ta tiếp tục xuất phát. Lý Trạch Vũ muốn đứng dậy, lại bị Diệp Khuynh Thành ôm chặt. Làm sao vậy? Chụt! Lý Trạch Vũ vừa định mở miệng, Diệp Khuynh Thành bỗng thò đầu sang, đôi môi đỏ mọng mềm mại hôn lên mặt hắn. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua. Ách! Lý Trạch Vũ giật mình. Đồ ngốc, có thể cõng tôi không? Diệp Khuynh Thành cười thẹn thùng. Đồ ngốc, chứ bát giới cõng vợ. Trong đầu Lý Trạch Vũ hiện ra cảnh kinh điển của Tây Du Ký, khóe miệng hắn không khỏi giật giật. Có dấu chân hẳn trên nền tuyết, một nam một nữ tiếp tục đi về phía trước. Khi Lý Trạch Vũ cõng Diệp Khuynh Thành đi lên đỉnh núi, hắn vô cùng mệt mỏi, cả người suýt nằm úp sấp xuống. Nhưng khi Diệp Khuynh Thành hỏi hắn có mệt không, hắn lại cậy mạnh nói không mệt, cho dù cõng thêm một lúc nữa cũng không có vấn đề gì. Lời này lọt vào tai Diệp Khuynh Thành, khiến cô giống như ăn được thứ gì đó ngọt ngào. Nghỉ ngơi khoảng hơn nửa tiếng, hai người lại ăn để bổ sung thể lực. Lúc này, mặt trời đã lên cao. Lý Trạch Vũ dọn dẹp tuyết đọng trên mặt đấy. Hắn lấy lều dã ngoại trong ba lô ra và dựng xong. Đi vào thôi, được, Diệp Khuynh Thành ngoan ngoãn nghe theo. Hai người đi vào trong lều trại, Lý Trạch Vũ lấy túi châm ra, còn có mấy viên thuốc đã chuẩn bị sẵn. Bắt đầu rồi, tôi cần phải làm gì? Nếu cô không lạnh, hãy cởi quần áo ra trước, phải cởi sạch. Diệp Khuynh Thành nghe vậy thì do dự. Mặc dù hai người đã tiếp xúc trực tiếp với nhau, hơn nữa không chỉ một lần. Nhưng bảo cô chủ động khỏa thân trước mặt đối phương, cô vẫn không thoải mái được. Cô hãy coi tôi là bác sĩ, lòng không có tạp niệm gì. Lý Trạch Vũ khuyên nhủ. Diệp Khuynh Thành lại do dự một lát, cô hít sâu, chậm rãi cởi áo khoác. Một cơ thể trắng nõn không tì vết nhanh chóng lộ ra trước mắt Lý Trạch Vũ, khiến hắn không kìm lòng được nuốt nước miếng.
Mặc dù hắn luôn mồm nhắc nhở đối phương không cần có tạp niệm, mà chính hắn lại không làm được. Hết cách, dù sao người trước mặt này cũng là mỹ nữ số một thủ đô. Diệp Khuynh Thành vẫn còn sốt cao, cả người cô run rẩy. Lý Trạch Vũ thấy vậy, hắn bình tĩnh lại nói, cô ngồi xuống trước, tôi sẽ dùng ngân châm kích thích huyệt vị của cô sẽ không thấy rét nữa. Được, Diệp Khuynh Thành ngoan ngoãn ngồi xuống. Lý Trạch Vũ cũng không lãng phí thời gian, hắn lấy ra 9 cái kim châm cứu và 9 lá ngân châm. Xê xẹt. Kim châm và ngân châm lần lượt đâm vào 18 huyệt vị trên người Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành không nhịn được rên một tiếng, sau đó cô cảm giác toàn thân nóng như lửa đốt, vô cùng nóng. Thủ pháp của Lý Trạch Vũ rất nhanh, hắn vận khởi khí kinh, bắt đầu xoa dịu kinh lạc cho Diệp Khuynh Thành, nhiệt khí như ẩn như hiện toát ra sau lưng cô. Dưới thời tiết âm 20 độ, cơ thể trần trụi của cô lại đổ mồ hôi như mưa. Nóng quá, Diệp Khuynh Thành không nhịn được phát ra tiếng. Lý Trạch Vũ chau mày, vẻ mặt có phần nghiêm trọng. Bởi vì hắn phát hiện số lượng tế bào hỏa thể trong cơ thể Diệp Khuynh Thành vượt xa dự đoán của hắn, với công lực của hắn thì hoàn toàn không thể áp chế được. Tôi nóng quá. Diệp Khuynh Thành kêu đầy đau đớn. Lý Trạch Vũ gấp đến độ một cái đầu phình to như hai cái. Trong giây phút hoảng hốt, hắn nhớ tới âm dương kết hợp mà đạo sĩ Vô Trần từng nói, vì thế hắn bắt đầu cởi quần áo trên người mình. Biểu cảm của Diệp Khuynh Thành vô cùng đau đớn, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi. Anh cởi quần áo làm gì? Giữa trời đầy băng tuyết, Lý Trạch Vũ và Diệp Khuynh Thành ôm chặt lấy nhau. Có lẽ đây là số mệnh an bài. Lần đầu tiên là bị người hãm hại, lần thứ hai là bởi vì xả thân cứu người. Tâm trạng của Lý Trạch Vũ rất phức tạp. Mặc dù hắn có thói quen phong lưu, nhưng nội tâm vẫn vô cùng khát vọng có được một tình yêu thuần khiết. Diệp Khuynh Thành, mỹ nữ số một thủ đô từng là giấc mơ của hắn, thế nhưng sau khi cuộc phong lưu 3 năm trước xảy ra, giấc mộng này hoàn toàn tan vỡ. Không ngờ hôm nay, dưới tình cảnh này, Lý Trạch Vũ muốn ngâm thơ, biển rộng, nước sâu, núi sông, con mẹ nó, nghiệp chướng. Ít ngày trước hắn đã có một đêm khó quên với Trần Thanh Tuyết, vậy mà bây giờ lại gương vỡ lại lành với nữ thần từng mong ước. Vấn đề này có hơi phức tạp, hắn không muốn suy nghĩ anh đang nghĩ gì vậy. Diệp Khuynh Thành ôm lấy cổ Lý Trạch Vũ, cô rúc vào lồng ngực của hắn. Dáng vẻ chim nhỏ nép vào người này, có người đàn ông nào không rung động? Không nghĩ gì, Lý Trạch Vũ thản nhiên đáp, anh hối hận sao? Giọng Diệp Khuynh Thành rất bình tĩnh, nhưng Lý Trạch Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim đập nhanh của cô. Lý Trạch Vũ, tôi đã làm gì thì đều không hối hận. Thật sao? Thật hơn vàng. Vậy, cho dù là 3 năm trước, hay là hôm nay, anh cũng không hối hận. Lý Trạch Vũ không do dự nói, không hối hận. Diệp Khuynh Thành nở nụ cười, cô cười đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Hỏa thể trong người cô vẫn chưa được loại bỏ hết, tôi điều trị giúp cô. Lý Trạch Vũ nói xong thì cúi đầu hôn xuống. Trong lều trại, hai người thảo luận vấn đề kết cấu của con người, bọn họ thảo luận tìm tòi gần 2 tiếng. Mặt trời đã sắp xuống núi. Bởi vì hai chân Diệp Khuynh Thành như nhũ ra, nên Lý Trạch Vũ chỉ có thể cõng cô, hắn bay vút xuống chân núi. Khi hai người đi đến đồng bằng, bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong ngồi chờ trên máy băng trực thăng lập tức nhảy xuống đón họ. Thiếu gia, hôm nay chúng ta ra ngoài không xem lịch, em lo lắng sẽ có bão tuyết, anh và Diệp Tiểu Thư sẽ xảy ra chuyện không may. Nước mắt Cẩu Phú Quý lưng tròng, hắn nói, cảm ơn trời đất, thiếu gia và Diệp Tiểu Thư đã trở lại. Vù vù, đúng lúc này, gió lớn nổi in. Tuyết trên sông bay không ngừng nhảy múa, rõ ràng là có dấu hiệu chảy xuống. Bốp, Vật Tương Vong thưởng cho Cẩu Phú Quý một viên hạt rẻ, gã mắng, mẹ kiếp, cậu là miệng quạ đen gì vậy? Đừng nhiều lời vô nghĩ, đi mau. Lý Trạch Vũ cũng tức không có chỗ chút, nhưng hắn vẫn bình tĩnh bế Diệp Khuynh Thành lên trực thăng. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong chạy lao lên, Lý Trạch Vũ lập tức ngồi vào ghế lái, hắn thành thạo khởi động trực thăng. Vù vù vù, ngay khi máy bay trực thăng cất cánh, có một tảng tuyết đọng lớn trên sông băng chảy xuống. Lý Trạch Vũ ngoảnh lại nhìn, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Một người dù có thực lực mạnh thế nào, cũng vẫn vô cùng nhỏ bé trước thiên nhiên. Thiếu gia, bệnh của Diệp Tiểu Thư đã được chữa khỏi chưa? Lúc này Vật Tương Vong quan tâm hỏi. Cẩu Phú Quý để bù đắp lại miệng quả đen của mình, hắn vội vàng thả rắm cầu vồng, cậu nói vậy không phải là vô nghĩa sao? Có thiếu gia ra tay, bất cứ bệnh khó nào trên đời cũng khỏi mà không cần đến thuốc.
hai người có thể im lặng một lát không? Lý Trạch Vũ lớn tiếng khiển trách. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong vội vàng ngậm miệng lại. Một lát sau. Phú Quý, mới nửa ngày không gặp, cậu có thấy thiếu gia gầy đi không? Vật Tương Vong sợ hãi thấp giọng nói. Cẩu Phú Quý gật đầu, hắn cũng hạ giọng nói, tôi có chú ý tới, còn có. Cậu nhìn vẻ mặt phơi phới của Diệp Tiểu Thư xem, rõ ràng khí chất cũng có sự thay đổi. Tôi nghi ngờ hai người bọn họ. Tôi làm rơi 100 đồng ở sông băng, nếu hai cậu còn dám bép xép, tôi không ngại để hai người quay lại tìm cho tôi đâu. Lý Trạch Vũ trừng mắt nhìn hai người họ, dáng vẻ tôi không thích nói giỡn. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong đồng thời ngậm miệng, bọn họ nghẹn họng nhìn nhau. Chỉ 100 đồng, mà không quan tâm đến mạng nhỏ của hai anh em bọn họ. Anh quá đáng rồi đó. Đêm khuya, nhà họ Diệp bật đèn sáng trưng. Diệp Chính Bình đứng đầu và người nhà họ Diệp tụ họp lại một chỗ, mặc dù trời đã khuya, nhưng bọn họ đều không hề buồn ngủ. Chỉ bởi vì suốt một ngày, vẫn chưa có tin tức của Diệp Khuynh Thành gửi về. Lưu Thu Yến khóc nức nở. Diệp Khinh Nhu đành phải ở bên an ủi. Đừng khóc, khóc lóc có lợi ích gì. Diệp An tức giận mắng. Diệp Chính Bình cũng nghiêm mặt nói, được rồi, Thu Yến làm mẹ, lo lắng cho. Khuynh Thành là chuyện bình thường, con phải hiểu cho tâm trạng của con bé. Đúng đó, anh cả, anh có thể cư xử như một người đàn ông tốt không? Diệp Khinh Nhu cũng bất mãn trách mắng. Diệp An nhíu mày, ông ta đang định mở miệng. Vù vù vù. Tiếng cánh quạt truyền từ bên ngoài vào trong nhà. Mọi người trong nhà sốc lại tinh thần, gần như đồng thời đứng dậy chạy vọt ra ngoài. Không ngoài dự đoán, Lý Trạch Vũ đã dẫn theo Diệp Khuynh Thành trở lại. Cha mẹ, ông nội, cô nhỏ. Diệp Khuynh Thành mở cửa trực thăng, cô giang tay ôm lấy mẹ mình. Nhóc con đã trở về rồi. Lưu Thu Yến khóc không thành tiếng. Diệp Khinh Nhu thở phào, cô ấy vội hỏi Lý Trạch Vũ, bệnh của Khuynh Thành thế nào rồi? Ổn rồi. Lý Trạch Vũ thản nhiên đáp. Mọi người nhà họ Diệp nghe vậy, cuối cùng trái tim treo lên cũng hạ xuống. Trạch Vũ, lần này thật sự cảm ơn cậu. Diệp An tiến lên nắm chặt tay Lý Trạch Vũ, ông ta cảm ơn tự đáy lòng. Diệp Chính Bình cười ôn hòa, ông ta nói, nhà họ Diệp chúng tôi nợ cậu một ân tình. Ân tình là thứ vô dụng nhất. Vật Tương Vong bĩu môi, gã nói, còn không bằng cho thiếu gia nhà tôi cái gì. Thực tế, Cẩu Phú Quý yên lặng gật đầu, hắn cực kỳ đồng tình với đề nghị này. Lý Trạch Vũ cười gượng, hắn âm thầm giơ ngón tay cái với hai tên tay sai. Diệp Chính Bình giật mình, ông ta cười ha ha, ông giày này cũng đang có ý đói. Dứt lời, ông ta nhìn về phía Lý Trạch Vũ, không bằng gả Khuynh Thành cho cậu, cậu thấy thế nào? Cái gì, lần này đến lượt Lý Trạch Vũ ngây ngẩn. Diệp Khuynh Thành cũng thoát khỏi ngực mẹ, khuôn mặt nhỏ nhăn lập tức đỏ bừng, mặc dù thẹn thùng, nhưng cô không có ý từ chối. Tục ngữ có câu không ai hiểu con gái bằng cha. Diệp An thấy biểu cảm này của con gái thì biết suy nghĩ của cô, lúc này ông ta cũng tiếp lời cha mình, mấy ngày nay tôi vẫn luôn suy nghĩ, dường như trong thiên hạ này không có ai thích hợp cưới con gái tôi hơn Lý Trạch Vũ cậu. Không ai chú ý tới, Diệp Khinh Nhu đứng bên cạnh lại đang gượng cười, càng không ai biết lúc này lòng cô ấy như bị ai đó túm chặt. Ha ha ha, trò đùa này không vui chút nào. Lý Trạch Vũ chậc lưỡi. Hắn xấu hổ đến mức ngón chân có thể đào ra được 3 căn phòng 1 sảnh. Dường như Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong không nhìn thấy biểu cảm này của Lý Đại Đương gia, bọn họ còn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thiếu gia nhà tôi và Diệp Tiểu Thư là trai tài gái sắc, nếu bọn họ có thể ở bên nhau, vậy chắc chắn là chuyện tốt đẹp nhất trên đời. Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng Diệp Tiểu Thư. Chúc mừng Đại Đương gia cái đầu cậu. Ban đầu Lý Trạch Vũ còn cảm thấy hai tên tay sai Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong làm được việc, nhưng bây giờ hắn cũng có suy nghĩ muốn giết bọn họ. Học Lôi Phong làm việc tốt là điều nên làm, đang êm đẹp lại nhắc đến chuyện này làm cái dám gì. Việc này không thể nóng vội, chờ thêm vài ngày nữa tôi sẽ bàn bạc với Định Quốc. Diệp Chính Bình bảo Lý Trạch Vũ tạm thời bình tĩnh. Vậy, mẹ tôi gọi tôi về ăn cơm, tôi không ở lại nữa, tạm biệt. Lý Trạch Vũ để lại một câu. Hắn nhảy phụt lên máy băng trực thăng, rời khỏi nhà họ Diệp với tốc độ nhanh nhất. Thiếu gia, em còn chưa lên xe. Bốp! Cẩu Phú Quý thưởng cho Vật Tương Vong một viên hạt rẻ, hắn tức giận nói, là lên trực thăng. Lúc này Lưu Thu Yến đi về phía hai người, bà khó hiểu hỏi, không phải mẹ thiếu gia của hai người đã. Bà chưa nói ra hai từ, qua đời, nhưng Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong đều hiểu bà có ý gì.
hay là thiếu gia nhận mẹ nuôi bên ngoài, không có nghe thiếu gia nhắc đến. Nếu gọi hai anh em này là Ngọa Long và Phượng Sổ, e là không ai phản đối. Sáng sớm hôm sau, Lý Trạch Vũ ngủ mơ màng bị Tằng Thiết Trụ gọi dậy. Chú Tăng, để cho cháu ngủ thêm một lát đi, hôm qua cháu mệt chết rồi. Cháu vẫn nên dậy đi, nếu không đợi lát nữa ông cụ đích thân đến đây, sợ là không dễ nói chuyện vậy đâu. Tằng Thiết Trụ cười khổ khuyên nhủ, Lý Trạch Vũ bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể duỗi eo rời giường. Đánh răng rửa mặt hết 2 phút, Lý Trạch Vũ đi theo Tằng Thiết Trụ ra ngoài ruộng tìm được Lý Viễn Sơn. Ông cố Lý, sáng sớm ông tìm cháu là có việc gấp gì sao? Lý Trạch Vũ vừa nói vừa châm thuốc lá để nâng cao tinh thần. Lý Viễn Sơn không quay đầu lại, hỏi, nghe nói hôm qua cháu đi chữa bệnh cho cháu gái nhà họ Diệp, có chuyện này không? Tin tức của phượng vệ nhà chúng ta không sai được, ông biết rõ rồi còn hỏi làm gì? Lý Trạch Vũ thản nhiên đáp. Được rồi. Lý Viễn Sơn quay đầu lại nói, ông tìm cháu cũng không có chuyện gì, chỉ muốn nhắc nhở cháu một câu, nam tử Hán đại trượng phu có nhiều phụ nữ không sao, nhưng cháu không được phụ lòng con bé nhà họ Trần, nếu không ông sẽ không tha cho cháu. Vâng vâng vâng, ông yên tâm. Vậy hôm nay cháu hãy cho ông một câu trả lời chính xác, khi nào thì cưới cháu gái nhà họ Trần về? Không cần nóng vội. Lý Trạch Vũ khóc không ra nước mắt, hắn nói, cháu lấy vợ cần phải bồi dưỡng tình cảm, dù sao cũng phải 3 hoặc 5 năm. Cháu nói cái gì? Lý Viễn Sơn cất cao giọng ngắt lời, vừa nãy ông không nghe rõ, cháu lặp lại xem cần phải bao lâu? À, 1 năm. À không, nửa năm thì sao? Lý Trạch Vũ thấy Lý Viễn Sơn nghe thấy, 1 năm mà vẫn sụ mặt, hắn lập tức sửa miệng thành nửa năm, hơn nữa còn nhấn mạnh, ít nhất là nửa năm, ít hơn nữa thì không thương lượng. Đây chính là lời cháu nói, ông cũng không ép cháu. Lý Viễn Sơn cười ha ha, dáng vẻ đã thực hiện được âm mưu. Lý Trạch Vũ không nhìn được khinh thường, hắn tức giận nói, ông không ép cháu, là cháu tự ép bản thân. Trong lúc hốt hoảng, hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện cực kỳ quan trọng. Kết quả là, ông cố Lý, ông đừng vội làm việc nữa, cháu có lời muốn nói với ông. Chuyện gì? Lý Viễn Sơn thấy hắn hoảng hốt như vậy, ông ấy không khỏi để cái kéo xuống, đi ra khỏi ruộng cây. Lý Trạch Vũ rít thuốc lá, hắn nói, cháu nhớ Tề Đông Lâm Trấn Nam Vương là cấp dưới của ông đúng không? Cái gì, cháu bỗng nhiên hỏi cái này làm gì? Trên mặt Lý Viễn Sơn ngập tràn sự tò mò. Lý Trạch Vũ khẽ nhíu mày, hắn nói, nếu, cháu nói là nếu. Cháu giết con trai Trấn Nam Vương là Tề Kiêu, sẽ có hậu quả gì? Lý Viễn Sơn nghe vậy thì nheo mắt lại. Ông ấy rất rõ chắt trai của mình không phải là người thích giết người. Đột nhiên tuyên bố muốn giết con trai cấp dưới của ông ấy, trong đó chắc chắn có khúc mắc. Cái chết năm đó của cha cháu có liên quan đến Tề Kiêu. Lý Trạch Vũ không giấu giếm, hắn nói hết những chuyện mình điều tra được ra. Cần phải điều tra rõ ràng chuyện này cho ông. Trán Lý Viễn Sơn nổi gân xanh, ông ấy đang trong trạng thái sắp nổi điên. Lý Trạch Vũ khàn giọng nói, cháu đã từng nói, cháu sẽ điều tra rõ ràng người hại cha mẹ cháu. Cho dù đối phương là ai, cháu đều giết 19 tộc nhà hắn. Chỉ cần điều tra rõ chân tướng, cháu cứ mạnh tay làm, dù trời có sập xuống, lão già này cũng che chở cho cháu. Lý Viễn Sơn khí phách nói. Cháu trai chết không rõ ràng vẫn là điều canh cánh trong lòng ông ấy, nếu điều tra rõ ràng thật sự là do Tề Kiêu gây ra, đừng nói là cấp dưới Trấn Nam Vương, cho dù là con trai Long Chủ, ông ấy cũng muốn đối phương nợ máu trả bằng máu. Ông đã nói vậy rồi. Cháu cũng hiểu rõ. Lý Trạch Vũ khẽ gật đầu. Bố Pi. Chậc, thằng nhóc thối, cháu ở nhà cơ đấy. Lý Trạch Vũ vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Lý Định Quốc đi tới. Lão Lý, sao ông lại trở về rồi? Lý Định Quốc thân là nguyên soái quân đoàn Hổ Khiếu, cần trấn giữ ở biên giới phía Bắc, nếu không có chuyện gì xảy ra, ông ấy sẽ không trở về. Chuyện vui Lý Định Quốc cười ha ha nói. Lý Trạch Vũ và Lý Viễn Sơn nhìn nhau, cũng không chuyện vui bất ngờ đến từ đâu. Nếu con dám thừa nước đục thả câu, có tin cha đánh con không? Lý Viễn Sơn nghiêm mặt. Nụ cười của Lý Định Quốc cứng đờ, ông ấy cười khổ, cha, con đã hơn 70 rồi, đừng hở ra là muốn đánh con. Cháu đã 20 tuổi rồi, không phải hở ra là ông đánh cháu đó sao? Lý Trạch Vũ vui sướng khi người khác gặp họa, hắn nói. Lý Định Quốc liếc hẳn. Ra vẻ đang nói cháu chờ đó cho ông đây, ông ấy lập tức cười nịnh nọt với Lý Viễn Sơn, là như vậy, trước lúc trời sáng,
con có nhận được điện thoại của thằng nhóc Diệp chính mình, nói là muốn tìm cháu bàn bạc. Chuyện thông gia. Hai từ thông gia, khiến Lý Trạch Vũ chấn động, hắn dùng mông cũng có thể đoán được tại sao lại thế này. Quả nhiên, cô cháu gái nhà họ Diệp vốn có duyên phận với thằng nhóc thối Trạch Vũ này, nếu hai đứa có thể kết hôn thì coi như là một chuyện tốt đẹp. Lý Định Quốc gật đầu nói, cha, con nói đúng không? Không, không đúng. Lý Viễn Sơn bật thốt ra. Sao lại không đúng? Lý Định Quốc ngạc nhiên hỏi. Lý Trạch Vũ cũng ngẩn người. Theo lý thuyết cho dù là lão Lý hay là ông cố Lý, họ đều ước gì hắn trở thành ngựa đực, để tăng dòng giống cho nhà họ Lý. Vậy nên sự phủ định của Lý Viễn Sơn khiến hắn rất khó hiểu. Người con nói là cháu gái hay là chắt gái của Diệp Trung Đường? Lý Viễn Sơn nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là chắt gái của lão Lý. Lý Định Quốc không hiểu tại sao cha mình lại hỏi như vậy. Lý Viễn Sơn lắc đầu, ông ấy nói, không thích hợp, như vậy không thích hợp. Cha, rốt cuộc là không thích hợp ở đâu? Lý Định Quốc càng thêm mờ mịt. Cái đó. Lý Viễn Sơn liếc Lý Trạch Vũ, ông ấy chậm rãi nói, không lâu trước đó cha từng trao đổi với Diệp Trung Đường, để thằng nhóc thối này cưới cháu gái ông ấy, bây giờ con lại để thằng nhóc này cưới chắt gái của ông ấy, như vậy. Có phải là không thích hợp không? À cái này. Lý Định Quốc nghẹn họng, đứng sững sờ tại chỗ. Khóe miệng Lý Trạch Vũ giật giật vài lần. Hai người thanh cao, hai người cao cả, hy sinh hạnh phúc của cháu, coi cháu như ngựa đực. Nhìn Lý Trạch Vũ rời đi như chạy trốn, hai cha con Lý Viễn Sơn và Lý Định Quốc nhìn nhau. Cha ơi, chúng ta đi quá xa rồi phải không? Lý Định Quốc khẽ thở dài. Ánh mắt Lý Viễn Sơn lại kiên định nói, không còn cách nào khác. Là người của nhà họ Lý thì phải có trách nhiệm gánh vác, chấn hưng lại nhà họ Lý. Nhưng mà... Nhưng cái rắm. Lý Viễn Sơn thô bạo ngắt lời, không để hắn thể hiện, chẳng lẽ để con làm? Không, không, không. Lý Định Quốc vội vàng lắc đầu nói, chúng ta còn phải dựa vào tên tiểu tử thối này. Đúng là một trò đùa lớn mà. Ông ấy đã 70 tuổi, nếu lại sinh một đứa con trai thì sẽ bị toàn bộ giới quyền quý của nước hạ cười cho thối mũi. Cùng lúc đó, sau khi ra khỏi nhà, Lý Trạch Vũ vội vàng chặn một chiếc xe taxi lại, sợ hai con cáo giả sẽ cho người gọi hắn về. Người anh em, cậu đi đâu? Thế nào cũng được. Cũng được là thế nào? Tài xế nhíu mày nói. Chỉ cần rời khỏi đây thì đi đâu cũng được, tiền không thành vấn đề. Lý Trạch Vũ ngang ngược ném hai tờ 100 tệ ra. Tài xế hài lòng cất tiền, sau đó đạp ga rời đi. Hơn 10 phút sau. Xe taxi đã rời khỏi khu trung tâm và đi đến vùng ngoại ô. Lý Trạch Vũ vừa hút thuốc, vừa cười lạnh nhìn chằm chằm vào tài xế. Tài xế bị nhìn thì có chút không tự nhiên, vì thế kéo chiếc mũ lưỡi chai xuống thấp hơn. Vài phút sau, xe chạy đến cửa một biệt thự tư nhân. Này, sao anh đưa tôi đến nhà người khác? Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười lạnh. Rầm, một tiếng, cửa bia thư mở ra. Tài xế không để ý Lý Trạch Vũ mà trực tiếp lái xe vào trong. Người anh em, tôi cho anh một cơ hội đưa tôi quay về nội thành, nếu không anh sẽ chết không toàn thây đâu. Lý Trạch Vũ nghiêm túc khuyên. Không ngờ tài xế liếc hắn một cái, mỉa mai nói, ha ha ha, nhóc con, mày cũng dám uy hiếp tao. Chờ chết đi. Được, bốp. Khi nói chuyện, Lý Trạch Vũ đột nhiên ra tay, tài xế còn chưa kịp phản ứng đã bị bóp cổ. Nói đi, ai sai mày dẫn tao tới đây? Lý Trạch Vũ ngữ khí xâm hàn. Tài xế toát cả mồ hôi lạnh, nói, tốt nhất mày đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không nhất định sẽ chết một cách xấu xí. Răng rắc, Lý Trạch Vũ không nói gì, trực tiếp vặn gãy cổ tài xế, sau đó nghênh ngang xuống xe. Soạt soạt soạt, hơn chục bóng người đột nhiên trào ra từ bốn phía, bao vây Lý Trạch Vũ. Ngay sau đó, một người phụ nữ đi giày cao gót bước qua đám đông, đi đến trước mặt Lý Trạch Vũ. Đại mỹ nữ Ninh Hà. Lý Trạch Vũ vừa nhìn đã nhận ra người phụ nữ trước mặt là ai. Dù sao hắn cũng không có cách nào, vốn là một kẻ từng ăn chơi trác táng, có mỹ nữ nào ở Hoàng Thành mà hắn không biết chứ. Mặc dù nhan sắc của Ninh Hà không bằng Diệp Khuynh Thành, nhưng chắc chắn nằm trong top đầu đại mỹ nữ, đủ sức để hạ gục rất nhiều nữ minh tinh chỉ trong nháy mắt. Vì vậy cô tôi cũng từng là con mồi trong mắt hắn. Lý Trạch Vũ, anh nằm mơ cũng không ngờ sẽ có một ngày rơi vào tay tôi đúng không? Ninh Hà nói, sắc mặt có chút dữ tợn. Lý Trạch Vũ thấy đối phương giống như có ác cảm rất lớn với mình thì kinh ngạc nói, hình như trước đây tôi không hề bất lịch sự với cô mà. Hừ,
đừng tưởng anh đẹp trai thì tôi sẽ để mắt đến anh. Anh thậm chí không bằng một ngón chân của anh Hạo Nhiên. Ninh Hà nghiến răng nói. Xem ra, nàng nhận định, kẻ thù lớn nhất của Tân Hạo Nhiên là Lý Trạch Vũ, chỉ cần cô tôi giải quyết được hắn, Tân Hạo Nhiên chắc chắn sẽ quay lại với cô ta. Hóa ra là vì tên phế vật Tân Hạo Nhiên. Lý Trạch Vũ đột nhiên ý thức được, ngay sau đó lại hài hước nói, nhưng mà mỹ nữ Ninh Hà này, chẳng lẽ cô không nghe nói, bây giờ tôi đã khác trước sao? Chỉ sợ cô gọi đám dưa vô dụng kia đến cũng không giết được tôi đâu. Ha ha ha! Ninh Hà cười lạnh, nói, tôi biết anh là Lý Trạch Vũ vô cùng bản lĩnh, nhưng hôm nay anh chạy trời không khỏi nắng đâu. Nói xong, cô tôi vỗ, bốp bốp, vài tiếng. Một người đàn ông trung niên vạm vỡ đi đến bên cạnh Ninh Hà. Biết người này là ai không? Ninh Hà hỏi rồi tự trả lời, ông tôi là Trịnh Đại Hải, quán chủ của Bá Thiên Võ Quán, người đạt cảnh giới đại thừa. Ha ha ha, chắc anh cũng không biết sức mạnh của cảnh giới đại thừa như thế nào đâu nhỉ? Đúng là tôi không biết thật. Lý Trạch Vũ giả vờ nói. Vậy để tôi nói cho anh biết, ngay cả những nhà vô địch tán thủ nổi tiếng trên vi cũng không chịu được một chiêu của Trịnh Sư Huynh đâu. Ninh Hà giới thiệu vô cùng đắc ý. Ai ra? Ếch ngồi đáy giếng không biết biển rộng thế nào, càng không biết bầu trời lớn ra sao. Vẻ on. Lý Trạch Vũ không muốn lãng phí thời gian với những tên hề này nữa nên chủ động tấn công. Trịnh quán chủ, xin ngài hãy ra tay giết hắn. Sắc mặt Ninh Hà vặn vẹo, hiển nhiên là có chút mất lý trí. Ninh tiểu thư yên tâm, tôi lập tức sẽ khiến tên nhóc con này. Ái răng rắc. Trịnh Đại Hải còn chưa nói xong, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta. Khi ông tôi còn chưa kịp phản ứng thì cổ đã bị vặn gãy. Hai mắt Ninh Hà đột nhiên trừng lớn, nhìn xung quanh mới phát hiện toàn bộ hơn chục bảo tiêu mà cô tôi dẫn đến đều ngã xuống đất. Sao có thể chứ? Chỉ trong chớp mắt mà Lý Trạch Vũ đã giết hết mười mấy người. Tên này là siêu nhân sao? Tần Hạo Nhiên ở đâu? Tôi không biết. Ninh Hà sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vô thức lùi về sau vài bước. Lý Trạch Vũ nhanh tay bóp chặt cổ cô ta, nói. Tân Hạo Nhiên đang ở đâu? Hắn cứ nghĩ Ninh Hà làm theo lời Tân Hạo Nhiên sai bảo, không ngờ sau khi tra hỏi một hồi mới biết, đây là chủ ý của Ninh Hà, mà Tần Hạo Nhiên đã theo đại sư tư đồ gì đó để học võ. Sau khi anh Hạo Nhiên về, anh nhất định sẽ phải chết. Ninh Hà nói rồi cười điên cuồng. Lý Trạch Vũ cười khinh thường, nói, không sao, cô sẽ chết trước. Đến lúc đó tôi sẽ cho anh tôi xuống đó đoàn tụ với cô. Anh dám giết tôi. Ninh Hà tự tin nói, tôi là người nhà họ Ninh, ông nội tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Lý Trạch Vũ chưa nghĩ đến điều này. Dù sao nhà họ Ninh cũng là một trong sáu đại hào môn, Ninh Hà cũng xinh đẹp nhưng sao đầu óc lại ngu ngốc vậy nhỉ? Nhà họ Khương đã bị hắn hủy diệt, vậy mà vẫn có kẻ nghi ngờ hắn không dám giết người. Nào, giờ cô gọi ông nội cô tới đây. Lý Trạch Vũ hơi thả lỏng tay một chút. Ninh Hà cũng hiểu bây giờ mình đang bị đối phương khống chế, phải gọi người nhà đến gây áp lực cho Lý Trạch Vũ, sau đó mới thả mình đi. Vì thế cô ta ngoan ngoãn lấy điện thoại gọi vào cho Ninh Vũ Cường. Alo, Hà Nhi. Điện thoại kia đầu truyền đến giọng của Ninh Vũ Cường. Ninh Hà lập tức nói, ông nội cứu cháu, Lý Trạch Vũ muốn giết cháu. Cháu nói cái gì? Ninh Vũ Cường rõ ràng ngẩn người. Cháu. Ninh Hà còn định nói gì đó thì điện thoại đã bị Lý Trạch Vũ giật lấy. Hắn nói, nhà họ Ninh chủ, tôi là Lý Trạch Vũ. Lý, Trạch Vũ. Ninh Vũ Cường giả vờ bình tĩnh nói, cậu đã làm gì cháu gái tôi? Tôi cảnh cáo cậu, nếu dám làm tổn thương nó dù chỉ là một sợi tóc, tôi nhất định sẽ khiến cậu phải trả giá đắt. Răng rắc, một tiếng. Lý Trạch Vũ trực tiếp vặn gãy cổ Ninh Hà. Cháu gái ông đã bị tôi giết chết. Giờ ông đây muốn xem cái giá đắt mà ông nói là gì. Nhà họ Ninh, sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Ninh Vũ Cường tối sầm. Mặc dù dạo này nhà họ Lý rất được chú ý, khoảng cách giữa nhà họ Ninh và nhà họ Lý càng lớn, nhưng... nhà họ Ninh cũng là một trong những hào môn hàng đầu. Lần này Lý Trạch Vũ công khai giết cháu gái ông ta, cũng không hề che giấu sự khiêu khích. Ông Ninh, xảy ra chuyện lớn gì sao? Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh ngồi. Mặc dù mặc quân phục nhưng vô cùng lịch sự. Thằng nhãi nhà họ Lý đã giết cháu gái tôi. Thật quá đáng, bắt nạt tôi thật quá đáng mà. Dầm, Ninh Vũ Cường không nhịn được đập bàn một cái. Nghe thấy ba chữ nhà họ Lý, người đàn ông trung niên lặng lẽ nheo mắt lại.
ngồi đối diện với hai người là một ông đạo sĩ tóc dài, râu cũng dài, sắc mặt ông tôi cũng hơi thay đổi, người mà ông Ninh nói là Lý Trạch Vũ. Ninh Vũ Cường cắn răng nói, đúng rồi. Nói xong, ông tôi chuyển chủ đề, giờ tôi sẽ đến nhà họ Lý yêu cầu lời giải thích. Ông Ninh đừng vội. Người đàn ông trung niên lên tiếng can ngăn. Lão đạo sĩ cũng khuyên nhủ, gần đây danh tiếng của Lý Trạch Vũ nổi lên như sấm. Tên này không phải hạng người tầm thường, chúng ta không thể coi thường. Khí phách của Ninh Vũ Cường không hề giảm, ông tôi nói, hắn dám giết cháu gái tôi muốn hắn đền mạng. Hắn cho rằng nhà họ Ninh chúng tôi dễ bắt nạt sao? Ông Ninh, gần đây nhà họ Lý đang rất nổi tiếng, ông không nên đối đầu trực tiếp. Người đàn ông trung niên tiếp tục thuyết phục, Ninh Vũ Cường nghe xong thì hít một hơi thật sâu ép bản thân phải bình tĩnh. Nhà họ Lý đang ở thời kỳ hưng thịnh, còn nhà họ Ninh thì sao? Bị đe dọa. Nghĩ đến đây, Ninh Vũ Cường căng thẳng nói, nếu anh có thể giúp tôi giết thằng nhãi nhà họ Lý, tôi sẽ hợp tác với phủ trấn Nam Vương. Ông Ninh nói nghiêm túc sao? Sắc mặt người đàn ông trung niên đột nhiên kích động. Suy nghĩ một lát, Ninh Vũ Cường trịnh trọng gật đầu nói, từ trước đến nay tôi là người luôn giữ lời. Nhưng tôi cảnh cáo anh Tề Kiêu, hợp tác là hợp tác, nếu anh dám đâm sau lưng nhà họ Ninh của tôi, tốt nhất nên cân nhắc xem bản thân có chịu được cơn thịnh nộ của nhà họ Ninh hay không. Ông Ninh yên tâm, chỉ cần các người cố gắng hết sức giúp tôi thừa kế vị trí của cha tôi đảm bảo, năm sau Ninh Thiêm Hâm nhà các người sẽ ngồi trên ngai vàng của toàn bộ quân thần sách. Tề Kiêu nói vô cùng tự tin. Vậy phải xem thành ý của anh trước. Xin ông Ninh hãy kiên nhẫn chờ tin tốt. Tề Kiêu biết đối phương muốn mình giải quyết Lý Trạch Vũ trước nên vui vẻ đồng ý. Hắn tôi đứng dậy, vẫy tay với ông đạo sĩ rồi rời khỏi nhà họ Ninh. Sau khi hai người rời đi, một ông lão khuôn mặt đầy nếp nhăn lặng lẽ xuất hiện phía sau Ninh Vũ Cường. Ninh Vũ Cường trầm giọng hỏi, hắn là người như thế nào? Ông lão nói, tên này là người âm hiểm như hồ ly, hung ác như sói đói, và có dã tâm của thú vương. Nói chung là một người rất nguy hiểm. Nghe vậy, hai mắt của Ninh Vũ Cường đột nhiên mở đi. Cùng lúc đó, sau khi rời khỏi nhà họ Ninh, Tề Kiêu và lão đạo sĩ cùng lên một chiếc xe ô tô sang trọng. Lục Hoành trưởng môn, làm phiền ông chăm sóc tên nhóc nhà họ Lý rồi. Tề Kiêu nói vô cùng khách khí, nhưng giọng điệu lại như ra lệnh. Mà Lục Hoành, vốn là trưởng môn phái Thanh Thành, không những không tỏ ra bất mãn mà còn vô cùng cung kính nói, anh Tề yên tâm, tôi biết nên làm gì. Tề Kiêu hài lòng gật đầu, dừng một chút rồi nhắc nhở, chúng ta không thể coi thường tình hình của nhà họ Lý. Ông hãy nghĩ một lý do thích hợp để giết hắn. Anh Tề yên tâm, tôi đã nghĩ ra cách rồi. Lục Hoành cười thần bí. Ồ, Tề Kiêu tò mò cảm thán một tiếng. Lục Hoành cũng không giấu giếm, lập tức nói, theo tôi được biết, không lâu nữa tên nhóc con ấy sẽ tham gia đại hội võ lâm. Đây chính là cơ hội có thể quang minh chính đại giết hắn, mà nhà họ Lý cũng không có lý do để tức giận. Tề Kiêu giơ ngón cái lên, nhưng cũng không quên nhắc nhở, tôi đã nghe qua chuyện của phái Nga Mi rồi, nhớ kỹ, không được thiếu cảnh giác. Rõ. Lục Hoành cung kính đáp, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười lạnh đầy khinh bỉ. Lý Trạch Vũ đã đại sát toàn bộ phái Nga Mi, ngay cả Hồ Nhất Phong trưởng môn phái Không Động cũng không phải đối thủ của một chiêu của hắn, nhưng vậy. Thì sao? Tổ tiên phái Thanh Thành của ông tôi chính là cường giả của cảnh giới võ thánh. Trưa hôm đó, Lý Trạch Vũ quay về Tuyên Thành, Dóc và Jenny vừa biến mất mấy ngày cũng xuất hiện trước mặt hắn. Đại đương gia, hành trình gần đây của người trong nhà họ Tề, và những người mà họ từng gặp đều được ghi chép kỹ càng trong này. Jenny đặt máy tính trước mặt Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ châm một điếu thuốc rồi bắt đầu cẩn thận xem xét. Tề Đông Lâm, Tề Kiêu, Hội Sơn Hợp. Khi nhìn thấy ba chữ cuối, đồng tử của Lý Trạch Vũ hơi co lại, bọn họ có liên hệ với người của nước Anh Hoa. Hội Sơn Hợp chính là thế lực ngầm lớn nhất của nước Anh Hoa, hơn nữa cũng có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Một thành viên cấp cao của phủ trấn Nam Vương tại nước Hạ lại âm thầm bắt tay với thế lực như vậy khiến hắn không thể không suy nghĩ. Dóc nói, con trai thứ hai của trấn Nam Vương là Tề Long có quan hệ tình cảm với một nữ lãnh đạo Hội Sơn Hợp, nhưng có lẽ bọn họ còn hợp tác chuyện khác. Cho tôi thêm chút thời gian, tôi nhất định sẽ điều tra rõ. Phải sớm nhất có thể. Sắc mặt Lý Trạch Vũ vô cùng nghiêm trọng. Dóc gật đầu đồng ý. Anh rể. Đúng lúc này, Trần Thanh Giao đột nhiên đi vào bộ phận an ninh. Lý Trạch Vũ lập tức gập máy tính lại, lập tức nở một nụ cười nhẹ, có việc gì không? Có.
Trần Thanh Giao không cần suy nghĩ nói, tôi có chuyện rất quan trọng muốn hỏi anh. Nói đi. Lý Trạch Vũ tò mò nói. Trần Thanh Giao liếc sóc và, Jenny, muốn nói lại thôi. Hai người ra ngoài trước đi. Lý Trạch Vũ ngầm hiểu, phất tay với hai người họ. Được, được rồi. Jenny ra vẻ tôi hiểu hết, rồi kéo dốc nhanh chóng rời đi. Có chuyện gì vậy? Lý Trạch Vũ ra hiệu cho đối phương có thể nói. Trần Thanh Giao cũng không kiêng dè mà trực tiếp ngồi bên cạnh hắn, cười hì hì nói, anh có phát hiện chị của tôi khác đi không? Hả? Lý Trạch Vũ ngẩn ra, khác chỗ nào? Không nói rõ được, dù sao chắc chắn khí chất của chị ấy đã thay đổi. Trần Thanh Giao thăm dò nói, tôi tìm được một vài thông tin trên mạng nói khi một cô gái trở thành phụ nữ sẽ có sự thay đổi rõ ràng. Anh rể, anh biết chuyện này không? Tôi. Lý Trạch Vũ có chút chột dạ nói, chuyện này, tôi cũng không hiểu lắm. Anh thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Trần Thanh Giao đăm chiêu hỏi. Trước kia cô chỉ nghi ngờ trong lòng, nhưng khi nhìn thấy sự bối rối của Lý Trạch Vũ lúc này, cô lập tức kết luận đối phương đã trở thành anh rể thực sự của mình. Tôi. Đừng tôi mãi, nam tử hán đại trượng phu, dám làm thì phải dám nhận. Đã ăn sạch sẽ rồi muốn lau miệng chạy đi thì còn gì là đàn ông nữa. Trần Thanh Giao vô cùng hung hãn nói, tôi nói sẽ chạy đi khi nào. Mặc dù Lý Trạch Vũ chột dạ, nhưng vẫn cứng đầu trả lời. Tuy nhiên, khi nghĩ lại thì hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hơn nữa đây là chuyện của tôi và chị cô, sao cô lại can thiệp vào. Thời gian trôi qua, đại hội võ lâm 10 năm một lần sắp được tổ chức. Hôm nay Lý Trạch Vũ đang đánh bài trong bộ phận an ninh thì đột nhiên nhận được thông báo từ Bạch Tố Y, vì thế chuẩn bị lên đường đến Long Hồ Sơn. Phú Quý, hai người chuẩn bị một chút, tôi đưa hai người đi học hỏi kiến thức thế giới. Nói xong thì Lý Trạch Vũ đứng dậy đi về văn phòng tổng tài. Cậu Phú Quý và Vật Tương Vong nhìn nhau. Thiếu gia muốn đưa chúng ta đi đâu nhỉ? Cậu Phú Quý hỏi trước. Vật Tương Vong lắc đầu tỏ vẻ bản thân cũng không biết. Hai người nghĩ mãi cũng không ra. Dù sao xét về kiến thức và sự từng trải thì bọn họ có thể hơn người bình thường mười mấy con phố, nhưng theo ý của Lý Trạch Vũ, bọn họ như đồ nhà quê chưa hiểu việc đời vậy. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ đã đi thang máy lên văn phòng tổng tài. Trần Thanh Tuyết đang xem xét tài liệu trên bàn làm việc thì thấy hắn đi vào, thản nhiên hỏi, có chuyện gì à? Tôi phải ra ngoài mấy ngày nên đến đây báo cho cô một tiếng. Lý Trạch Vũ nói. Trần Thanh Tuyết khế nhíu mày, anh muốn đi đâu? Đến Long Hồ Sơn. Lý Trạch Vũ cũng không giấu giếm, thật thà nói về dự định của mình. Có nguy hiểm không? Thứ Trần Thanh Tuyết quan tâm chính là cái này. Lý Trạch Vũ tự tin cười, một chút nguy hiểm cũng không có. Nghe vậy, sắc mặt Trần Thanh Tuyết mới thoải mái hơn một chút. Đi đây. Lý Trạch Vũ phất tay định rời đi. Khoan đã. Trần Thanh Tuyết đột nhiên nói, có phải anh quên gì không? Nói xong, khuôn mặt nhỏ của cô lập tức đỏ lên. Lý Trạch Vũ cũng đoán được suy nghĩ của đối phương nên đi đến trước mặt Trần Thanh Tuyết, cúi đầu hôn cô. Tôi chờ anh quay về. Trần Thanh Tuyết cúi đầu nói nhỏ. Lý Trạch Vũ không ngờ, lần đầu gặp dáng vẻ như con chim nhỏ nép vào lòng người của nữ tổng tài lạnh lùng này. Tình yêu thật tuyệt vời. Sự quyến rũ của hắn cũng rất mạnh. Một lát sau, hai người cậu Phú Quý lái xe xuống dưới nhà, Lý Trạch Vũ vui vẻ, thoải mái lên xe. Thiếu gia, chúng ta đi đâu? Long Hồ Sơn, Long Hồ Sơn, Đạo Môn. Họ có thể thấy rất nhiều đệ tử đang bận rộn ở khắp nơi, không khí náo nhiệt như đón Tết. Trương Bách Khâm ngậm một cọng cỏ đuôi chó, xung quanh có vài tên tiểu đệ tâm phúc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.